Quan thần, hạ tưởng. Tập 26. Cáo biệt Trần Phong, Hạ Tưởng và Giang Thiên gặp nhau một chút. Hắn đưa ra ý tưởng, Sơn Thủy Tương Liên kết nối Sơn Thủy với Giang Thiên, chính là muốn thi công một con đường nối liền hai khu du lịch Tam Thạch và khu du lịch Tam Thủy. Tuy rằng chi phí cao, nhưng bởi vì đường qua lại sẽ nối liền được khoảng cách. Mà hai khu du lịch thực ra lại cùng một dãy núi, cách nhau chỉ 50 km theo đường chim bay, về sau các gia đình phát đạt sẽ có xe riêng, có thể trực tiếp chạy từ thắng cảnh này tới khu thắng cảnh kia, không phải ngại đi vòng đường xa. Đường nối liền hai khu sau khi xây dựng xong sẽ thẳng tắp, sẽ có lợi cho cả hai khu thắng cảnh, lúc đó du khách có thể giao lưu, đúng là cùng có lợi cho đôi bên. Giang Thiên nghe xong liền vô cùng tán thành, cùng Hạ Tưởng bàn bạc một số chi tiết. Hai người đều thấy ý tưởng này sẽ cần một khoản đầu tư rất lớn, tuy rằng tạm thời trước mắt không thể được, nhưng nếu nhìn về lâu về dài, cũng là dự án có lợi ích vô cùng lớn. Hạ Tưởng cáo biệt Giang Thiên, đang chuẩn bị quay về huyện An, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Ngũ, hắn muốn tới đây nói chuyện về tình hình bất động sản Lĩnh Tiên. Hạ Tưởng chạy tới chỗ hẹn, Tôn Hiện Vĩ và Thẩm Lập Xuân đều ở đó. Bàn về việc thâu tóm doanh nghiệp, ngấm ngầm mưu tính hại kẻ khác, thì hai người này tuyệt đối là chuyên gia. Cao Kiến Viễn mắc câu, hắn đã chuyển tới đây tiền vốn tới 100 triệu, sau hai lần đàm phán, không biết hắn từ nơi nào chuyển thêm 50 triệu, hiện tại tổng cộng là 150 triệu, hắn mở miệng 1 tỷ, đúng là công phu như sư tử ngoạm, lòng tham không đáy như rắn muốn nuốt voi. Tôn Hiện Vĩ vẻ mặt cười gian, hắn bàn luận tính toán. Vẻ mặt hắn khiến nhiều lúc Hạ Tưởng không hiểu được hắn đang tính gì, nghĩ thầm rằng vẻ mặt hắn cũng thật quá phong phú, so với một diễn viên điện ảnh không hề kém chút nào. Do Hạ Tưởng làm trung gian, bất động sản Giang Sơn lấy Tiêu Ngũ là việc chính, Chu Hổ là phụ, cùng bất động sản Lĩnh Tiên tiến hành đàm phán hai lần liền nhau. Lần đầu tiên là Nghiêm Tiểu thì ra mặt, gặp mặt thấy Tiêu Ngũ giả bộ kín đáo, Chu Hổ giả bộ nhà giàu, hai người nửa kín nửa hở, tiết lộ rằng cái gì cũng thiếu cả. Chỉ có tiền là họ không thiếu, ăn to nói lớn, há mồm ngậm miệng đều rất kiêu ngạo, ngông cuồng toàn nói tới tiền trăm triệu. Điều này đúng là khiến Nghiêm Tiểu thì kinh ngạc, cho rằng Tiểu Ngũ và Chu Hổ thật sự là những tên điển hình lắm tiền nhưng ngu ngốc. Lần đầu tiên gặp thực chất không nói chuyện gì, cuối cùng Tiêu Ngũ nói. Tổng giám đốc Nghiêm rất không có lòng thành, nếu không thì thôi đi. Nói thật, nếu không nể mặt phó chủ tịch huyện hạ, thì chúng tôi đã trực tiếp đến Bắc Kinh khai phá các khu chung cư xa hoa rồi. Chu Hổ đã nói, kinh nghiệm của tôi là không giao dịch kinh doanh với phụ nữ. Tổng giám đốc Nghiêm tuổi tác còn trẻ, dáng vẻ lại rất xinh đẹp. Làm cho người ta thấy lo lắng, có thể mời một vị khác ra đây thay mặt cô nói chuyện được không? Mọi người thật sự muốn nói chuyện một chút, quân tử thích tài, huống chi có câu, phụ nữ đều là những người tiểu nhân, đàn ông khó có thể cưỡng lại. Tóm lại tôi muốn nói chuyện với người có lai lịch rõ ràng. Nghiêm Tiểu thì chờ Tiêu Ngũ và Chu Hổ ngồi lên xe Mercedes-Benz nghênh ngang mà đi, mới không nhịn được mà cười ra tiếng, chả trách Hạ Tưởng lại có thể nắm chắc là sẽ khiến bất động sản Giang Sơn mắc mưu mua lại bất động sản Lĩnh Tiên trong khi tình hình đang hỗn loạn, chỉ bằng hai kẻ dở hơi vừa rồi, bọn họ mà có chỉ số thông minh thì hơi lạ. Nghiêm Tiểu thì đích thân gặp mặt Cao Kiến Viễn rồi nói, Cao Kiến Viễn cảm thấy đã tận dụng được thời cơ. Lại cắn răng rút từ nước ngoài thêm 50 triệu nữa, tự mình ra mặt cùng Tiêu Ngũ, Chu Hổ tiến hành đàm phán. Tôn Hiện Vĩ sợ bị Cao Kiến Viễn nhận ra, liền cải trang cách ăn mặc, làm bộ là lái xe kiêm thư ký đi theo. Lần thứ hai đàm phán xem như cũng có sự tiến triển, Tiêu Ngũ tung ra một miếng mồi, đề xuất ý muốn bỏ vốn 500 triệu thu mua bất động sản Lĩnh Tiên. Chu Hổ lại ở một bên càng không ngừng nói chen vào, nói là nếu phía bên kia có thành ý, đưa ra những chính sách ủng hộ, đừng nói bỏ ra chút vốn 500 triệu, kể cả là 600 triệu cũng không thành vấn đề. Tiêu Ngũ và Chu Hổ tuy rằng quen nhau không lâu sau, hai người phối hợp với nhau không tồi, một nháy mắt ra hiệu, một giả bộ không nhìn thấy, khiến Cao Kiến Viễn tin tưởng hai người chính là những tên ngốc nhiều tiền. Cao Kiến Viễn ra giá 1 tỷ. Tất nhiên cuối cùng đàm phán không được thỏa đáng, hai bên giao hẹn tìm cơ hội thích hợp sẽ bàn lại. Tiêu Ngũ cười rộ lên vẫn còn dáng vẻ hơi ngại ngùng. Tôi không nghĩ rằng, tôi thật thà như vậy mà cũng có thể gạt người, thật đúng là có thể lừa gạt hắn. Tôn Hiện Vĩ không để ý chút nào mà đả kích Tiêu Ngũ. Cậu quên đi, càng bộ dạng là người trung hậu như vậy, càng dễ dàng làm cho người ta mắc mưu bị lừa. Miệng nam mồ bụng bồ dao găm đúng là nói người như cậu đấy,
trời sinh đã gạt người không biết thương lượng, tuyệt đối là cùng phong cách với phó chủ tịch huyện Hạ. Hạ Tưởng mặc kệ Tôn Hiện Vĩ châm chọc, cười nói. Tốt lắm, tiếp tục bám theo Cao Kiến Viễn, khiến hắn hoàn toàn tin tưởng thực lực của chúng ta, cũng có hứng thú mua bất động sản Lĩnh Tiên, đương nhiên càng kéo dài thời gian của Cao Kiến Viễn càng tốt. Chủ ý của chúng ta là muốn thu mua bất động sản Lĩnh Tiên như bình thường, còn về việc làm sao làm giấy tờ hợp pháp, không có lỗ hổng, toàn bộ sẽ xem bản lĩnh của hai sếp Tôn và sếp Thẩm. Tôn Hiện Vĩ không hiểu được rõ ý tưởng của Hạ Tưởng, chỉ có Thẩm Lập Xuân có sự nhạy cảm cao về chính trị, hỏi. Tôi cảm thấy cuối cùng ngoại trừ việc sau khi thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên như bình thường, cậu bảo chúng tôi tiếp tục bám theo Cao Kiến Viễn, dường như là có mục đích khác. Hạ Tưởng biết người đang ngồi ở đây cũng không phải người ngoài, sau này sự việc có phát sinh, chắc là mọi người có thể đoán được một điều gì đó, nhưng bây giờ vẫn chưa thích hợp để lộ ra quá nhiều. Hạ Tưởng liền giải thích. Cho tới bây giờ kinh tế và chính trường chẳng thể phân biệt được rõ, trong chính trị lại giấu các vấn đề về kinh tế, rồi khi liên lụy đến chính trường lại có sự tranh cãi. Nhưng hiện tại các tin tức tầng sâu không được giới truyền thông nói ra, hơn nữa nếu nói ra đối với mọi người cũng không có gì tốt cả. Cho nên tôi chỉ có một câu, mục tiêu của chúng ta là giống nhau, lợi ích của chúng ta cũng giống nhau, cho nên trước tình hình kinh tế như vậy mọi người hãy cố gắng, còn tôi sẽ cố gắng trên chính trường. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sẽ tạo ra cho bất động sản Giang Sơn một sức mạnh rất lớn. Thẩm Lập Xuân yên tâm, ngượng ngùng cười. Tôi cũng không có ý nghi ngờ anh, nhưng cảm thấy trong đó có cái gì không đúng nên mới nói vậy. Tôi không tin Phó Chủ tịch Hạ nếu xảy ra chuyện sẽ bán đứng chúng ta. Trước mắt anh ấy là người tốt nhất, không có anh ấy, vốn không có Chu Hổ tôi hôm nay, nói thật, cho dù Phó Chủ tịch Hạ muốn bán tôi cũng muốn thay anh ấy cò kè mặc cả, còn muốn giúp anh ấy kiếm thật nhiều tiền. Chu Hổ tùy liền nói. Tất cả mọi người đều cười. Tất cả mọi người đang ngồi ở đây ít nhiều đều chịu ân huệ của Hạ Tưởng, cũng đều ít hoặc nhiều đã có lợi ích nhờ Hạ Tưởng giúp cho tới ngày hôm nay, cho nên đối với Hạ Tưởng luôn có sự tín nhiệm tuyệt đối. Sau khi giải thích xong mọi chuyện, Hạ Tưởng liền quay trở về huyện An. Sau khi vào văn phòng được một lát, Mai Hiểu Lâm đã đến tìm hắn, vừa thấy mặt đã nói một câu khiến hắn ngạc nhiên. Bí thư Cao sẽ bị xuống đài. Hạ Tưởng không có nghe Tống Chiêu Độ nói tin Cao Thành Tùng bị rơi đài, cũng không có nghe thấy Trần Phong nói tin Cao Thành Tùng xuống đài, lại bất ngờ nghe được Mai Hiểu Lâm nói Cao Thành Tùng phải xuống đài, hắn quá ngạc nhiên vội hỏi. Cô nghe được tin này từ đâu? Nhà tôi có người nói cho tôi biết, có một lần trong hội nghị bí mật, có người đưa ra nhiều tài liệu về Cao Thành Tùng, cuối cùng hội nghị đã biểu quyết thông qua, đồng ý bãi miễn chức vụ của Cao Thành Tùng. Mai Hiểu Lâm vừa nói chuyện, mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng, thấy trong mắt hắn nửa tò mò, nửa nghi ngờ. Chương 342, sóng chiều lần thứ hai. Mùa thu đã đến, thời tiết chuyển lạnh, Mai Hiểu Lâm mặc quần bò và chiếc áo lông bó sát người. Làm tôn lên những đường cong lả lướt, dáng người uyển chuyển, trông thật đầy đặn, cổ dưới trắng ngần, không thiếu một cái gì của một người phụ nữ đã trưởng thành. Đã gần đến 30 tuổi, quả nhiên so với các cô gái thì dáng vẻ của cô vẫn thướt tha không kém, giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái của một người phụ nữ, như vậy càng hấp dẫn trong ánh mắt của đàn ông. Hạ Tưởng ánh mắt lơ đãng mà đảo qua nhìn lên người cô, bỗng nhiên nhớ tới mình cũng đã lâu không tới gần phụ nữ xinh đẹp. Không hiểu làm sao mà lại động lòng, vội vàng thu lại ánh mắt, thầm mắng chính mình đang mơ tưởng. Tuy nhiên ngẫm lại cũng có thể giải thích rằng, Tào Thù Lê còn chưa bị hắn bắt, Tiếu Giai lại ở xa thủ đô, Liên Nhược Hạm lại đã đi nước Mỹ, hắn bây giờ thật sự là một người đàn ông giữ thân thể như ngọc. Mai Hiểu Lâm đã nhận ra ánh mắt của Hạ Tưởng, mặt hơi đỏ lên. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua cơ thể phụ nữ xinh đẹp bao giờ sao? Một câu khiến những ý nghĩ trong lòng Hạ Tưởng biến mất toàn bộ. Hắn cười thầm, ưu điểm lớn nhất của Mai Hiểu Lâm là giỏi tấn công người khác khi họ đang mơ màng. Mặc kệ không khí mờ ám như thế nào, câu nói đầu tiên của cô có thể khiến cho mọi tưởng tượng tốt đẹp đều tan thành mây khói. Cũng tốt, đỡ phải mắc sai lầm, Hạ Tưởng liền gãi gãi mày, rất thành thật mà trả lời. Đã từng gặp qua một số bộ phận cơ thể phụ nữ tuyệt đẹp, nhưng toàn bộ thì chưa hề được nhìn. Tôi biết mà. Anh toàn nghĩ những điều xấu xa, thực chất đúng là da mặt rất dày. Mai Hiểu Lâm nói Hạ Tưởng một hơi, lại bỗng nhiên mở ám mà mỉm cười. Tôi xem anh cũng háo sắc nhưng không có can đảm nhận, hiện tại đã đính hôn, quả là anh đã bị Tào Thù Lê quản chặt chẽ,
đừng nói là ăn vụng, mà ngay cả nhìn lén liếc mắt một cái cũng thấy chột dạ, có phải hay không? Hạ Tường hết chỗ nói rồi, không muốn thảo luận vấn đề quan hệ nam nữ với Mai Hiểu Lâm liền hỏi. Ở trong trung tâm đầu não không có người nhà họ Mai, sao Mai ra nhà cô lại biết được tin này? Đừng nghĩ từ miệng tôi có thể biết được các mối quan hệ của Mai ra, tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Mai Hiểu Lâm tức giận mà trừng mắt nhìn Hạ Tường, cũng không biết tại sao lại bất mãn với hắn. Dù sao tôi cũng đã tiết lộ tin tức cho anh, tin hay không là tùy anh. Tin tức này hiện tại chưa truyền ra bên ngoài, không chừng sẽ được dùng ở phía trước, mà sẽ không được truyền tới Tỉnh Yến, anh hãy xem mà xử lý. Anh không cần cảm kích, tôi đi đây. Cô nói đi là đi, đóng cửa lạ hơi mạnh, khiến mí mắt Hạ Tưởng nhấp nháy lên mấy cái. Tin tức đó đối với hắn cũng là một tin tốt lành, nhưng liệu thời cơ đã đến hay chưa, Hạ Tưởng cũng biết rõ. Chuyện xảy ra trong nước, có đôi khi Bắc Kinh ra nghị quyết rồi, nhưng có lẽ phải sau 2 tháng mới chính thức có văn bản, cũng có khi lại nhanh tới mức làm người ta không thở nổi, rốt cuộc liệu có một cơ hội nào không? Hạ Tưởng do dự một lúc lâu mới gọi điện thoại cho Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ nửa ngày không nói gì, chỉ truyền đến những tiếng thở nhỏ, đại khái có vài phần như vậy, ông ấy mới dường như hạ quyết tâm lớn rồi nói. Các mối quan hệ của Mai ra tôi cũng biết một chút, lời nói của Mai Hiểu Lâm ít nhiều đúng là thật. Tuy nhiên cũng giống như cậu vừa nói, không nắm chắc được cơ hội. Nhưng đôi khi trong vấn đề chính trị chính là một canh bạc, nếu tôi đoán không sai, rốt cuộc Cao Thành Tùng sẽ không bị miễn nhiệm, dám chắc còn được đãi ngộ cấp tỉnh. Nếu như chúng ta nói thêm vài lời, chuyện này sẽ phát triển theo một hướng khác. Buông điện thoại, tay Hạ Tưởng còn hơi run, lần đầu tiên hắn cảm giác như chính mình đang ở gần trung tâm một cơn gió lốc. Gần đến mức cơn gió lốc có thể cảm nhận được sự bất an của không khí trước khi cơn gió lốc đó tiến đến. Cuối tháng, ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hình Đoan Đài chính thức thông báo rằng, thường vụ thành ủy thành phố Yến, trưởng ban thư ký thành ủy Từ Đức Tuyền đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng. Trong vụ án Lệ Triều Sinh, y đảm nhiệm một vai trò quan trọng là giúp Lệ Triều Sinh tiêu thụ quảng hơn nữa lại tiêu thụ một cách trắng trợn, số tiền rất lớn, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Đề nghị áp dụng biện pháp xử trí. Cao Thành Tùng lập tức tỏ vẻ phản đối, ông ta không tin Từ Đức Tuyền có hành vi trái pháp luật, lại còn làm loạn kỷ cương, chắc chắn có người ở sau lưng phá rối, vu cáo hãm hại sự trong sạch của Từ Đức Tuyền. Vấn đề của trưởng ban thư ký Từ tôi cũng biết một chút, bên trong thành ủy nói anh ta tiêu cực không ít. Chúng tôi đã nắm được những chứng cứ vô cùng chính xác, cây ngay không sợ chết đứng, tôi tán thành tiến hành điều tra, lập hồ sơ vụ án Từ Đức Tuyền. Thôi Hướng lại một lần nữa đứng đối diện với Cao Thành Tùng nói. Thôi Hướng căm giận Cao Thành Tùng đã lâu, không chỉ là bởi vì lần trước vì chuyện của Cao Kiến Viễn và chuyện bất động sản Lĩnh Tiên, khiến y nhìn ra được bản chất của Cao Thành Tùng, còn bởi vì Cao Thành Tùng do dự, khiến cho y phải kéo dài thời gian nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy. Hiện tại Tào Vĩnh Quốc đã được bổ nhiệm tới thành phố Bảo làm bí thư thành ủy, cán bộ tỉnh Yến đã có sự điều chỉnh, Cao Thành Tùng vẫn còn áp chế không để y lên như vậy. Thật sự là làm cho người ta tức giận vô cùng. Mặc dù Cao Thành Tùng không có quyền quyết định đối với việc y nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy, nhưng Cao Thành Tùng vẫn giữ vấn đề này lại ở tỉnh Yến, tạm thời không đề nghị lên Bắc Kinh, nói là không muốn có nhân tố nào phá vỡ cục diện của tỉnh Yến. Thôi Hướng có thể đoán được dụng ý của Cao Thành Tùng, ông ta cố tình kéo không để y đi, muốn làm mình phải cúi đầu, hoặc là chờ đợi thời cơ, thừa cơ đưa người của ông ta lên. Thôi Hướng nắm được cơ hội tấn công Cao Thành Tùng như vậy liền không thể bỏ qua. Ánh mắt Cao Thành Tùng cực kỳ bất mãn nhìn về phía Thôi Hướng nói. Bí thư Thôi không cần đem cả những tình cảm cá nhân vào trong này, trưởng ban thư ký từ trước đây trong công tác đã có những lỗi lầm với anh, nhưng anh cũng không nên để ý như vậy, hãy nhìn vào sự việc chứ đừng nhằm vào những hiềm khích cá nhân. Thôi Hướng không chút hoang mang mà đáp. Bí thư Cao nói quá lời rồi, tôi cũng là đang tùy việc mà suy xét. Cũng không phải nhằm vào đồng chí Từ Đức Tuyền. Anh ta bị các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh nắm được nhược điểm, chứ không phải do tôi phát hiện ra vấn đề. Đương nhiên, nếu tôi có thể phát hiện ra vấn đề của anh ta, cũng nhất định theo quy định mà báo lên trên. Cơn tức giận của Cao Thành Tùng vốn tích góp lâu nay liền bộc phát ra. Từ khi bị Tống Chiêu Độ đứng ở phía sau màn đánh lén, y vẫn nén giận một chút, không nghĩ tới việc đối phương vẫn áp sát không tha, cuối cùng vung đao về phía Từ Đức Tuyền. Còn run xéo mãi cũng phải quằn, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, rốt cục ông ta, bộp, đập bàn. Cố lắm,
thật quá lắm. Một cán bộ cấp giám đốc sở, một thường vụ thành ủy, các anh nói điều tra là điều tra, cũng không xem xét xem vì thế có thể mang đến những ảnh hưởng tiêu cực cho tỉnh Yến. Đảng và nhà nước bồi dưỡng ra một cán bộ dễ dàng lắm sao? Hơn nữa để đi tới cấp sở, phải qua biết bao lần kiểm tra, phải đào tạo mất bao nhiêu năm. Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ, liền phủ định toàn bộ những việc anh ta đã làm, cuối cùng các anh muốn làm gì? Là muốn trả thù, hay là muốn làm cho tôi không chịu đựng nổi? Đường đường là một bí thư tỉnh ủy lại mất đi lý trí, giọng điệu với mọi người hết sức giận dữ. Trước đó 2 tháng, đại bộ phận mọi người đều nói Cao Thành Tùng lạm dụng uy quyền, không phải là ngậm miệng không nói, mà chính là muốn giữ mình. Nhưng sự việc hôm nay lại khác nhau rất lớn, mọi người đều có dáng vẻ bình tĩnh, thong dong, không có một người nào bị Cao Thành Tùng dọa nên thấy sợ, thậm chí còn lấy Chủ tịch tỉnh Diệp Thạch Sinh hiền lành ra để so sánh. Chủ tịch tỉnh khóe miệng còn mỉm cười nhạt, mọi người đang ngồi đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đều là các cán bộ do Trung ương quản lý, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ người hậu thuẫn phía sau Cao Thành Tùng đã lui về, cũng nhìn rõ được tiền đồ của Cao Thành Tùng. Cho nên cũng thấy quầng sáng của bí thư tỉnh ủy đã yếu đi không ít. Hơn nữa ai cũng đã là người lão luyện trong quan trường, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hình Đoan Đài chuyên môn lặp đi lặp lại nhiều lần về vấn đề người của Cao Thành Tùng, ông ta chắc chắn phải có chỗ dựa mới dám làm như vậy đúng không? Nếu nói ông ta không được cấp trên gợi ý, ai mà tin được chứ? Cao Thành Tùng vừa rồi nổi cáu đã chứng minh chuyện này không thể tranh cãi. Chính là quyền lực của ông ta đã không bằng trước kia để khống chế mọi chuyện của tỉnh Yến nữa rồi. Mã Vạn Chính đứng ra làm dịu tình hình. Bí thư Cao không cần phải nổi giận, phải nghe ý kiến của đa số mọi người một chút. Chủ nhiệm Hình dù sao cũng là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban Kỷ luật, ông ấy làm công tác kiểm tra kỷ luật đã nhiều năm nay, điều tra vô số các vụ án, sự thật đã chứng minh, ông ấy làm việc rất điềm đạm, chắc chắn, chưa bao giờ ỷ vào chức vụ của mình, luôn lấy sự thật để nói chuyện. Đồng chí Từ Đức Tuyền nếu không có vấn đề gì, chủ nhiệm Hình có thể nói cho mọi người hiểu mọi chuyện. Tất cả mọi người đều ở trong tỉnh Yến, đều là đã qua nhiều kinh nghiệm thử thách, không nên hơi một tí lại cãi nhau. Mọi người có thể không có cùng ý kiến, nhưng điểm xuất phát đều tốt, đều là vì công việc, có phải hay không? Lời nói của Mã Vạn Chính ít nhiều chứa nhiều sắc thái thiên lệch. Trưởng ban tuyên giáo Lộ Uyên Nguyên nói. Phó chủ tịch tỉnh Mã nói đúng. Chủ nhiệm Hình trước mặt mọi người nói một chút về sự việc của đồng chí Từ Đức Tuyền, rốt cục có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Hình Đoan Đài liếc mắt một cái nhìn Cao Thành Tùng, thấy sắc mặt ông ta tái mét, không tỏ vẻ gì, liền nói rõ ràng. Căn cứ theo những bằng chứng chính xác trước mắt chúng tôi nắm giữ, cùng với lời khai của Lệ Triều Sinh, chúng tôi có thể xác định, đồng chí Từ Đức Tuyền chẳng những tham gia kinh doanh quảng trái phép, thu được lợi nhuận lên đến hơn 50 triệu nhân dân tệ. Còn lợi dụng chức vụ tham ô công quỹ, thu nhận hối lộ lên tới hơn 30 triệu nhân dân tệ, tổng số tiền trong vụ án này lên tới hơn 110 triệu nhân dân tệ. Các ủy viên thường vụ đang ngồi không hẹn mà cùng thở ra một hơi. Không cần phải nói, nửa đời sau của Từ Đức Tuyền không thể ra khỏi nhà giam. Hình Đoan Đài xuống tay đủ độc, vừa ra tay đã phá được vụ án lớn hơn 110 triệu nhân dân tệ, nếu đã dám đề xuất trên hội nghị thường vụ. Thì số tiền chính xác chỉ sợ nhiều hơn chứ không ít hơn, đúng là Từ Đức Tuyền khó tránh rồi. Tất cả ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Cao Thành Tùng. Cao Thành Tùng hai tay nắm chặt, trên tay gân xanh nổi lên, biểu hiện ra sự bất an và đấu tranh, ô. Ông ta dáng người to béo ngồi trên đó, mặt lấm tấm mồ hôi, trong lòng có cảm giác thất bại tường đổ mọi người đẩy thêm vào. Trước đây ông ta nở mày nở mặt, khí thế của ông ta đang thịnh, ai dám động vào người của ông ta. Ai dám ở hội nghị thường vụ nói không với ông ta? Ai dám giáp mặt chống đối? Đã từng có thời điểm, có một nhà báo nói xấu ông ta và Cao Kiến Viễn. Ông ta liền thao túng cảnh sát tỉnh, bắt người đó bỏ tù. Bây giờ người đó vẫn còn ở nhà giam, kêu oan đến khô cả cổ họng mà chung quanh cũng không ai ngó đến. Trong phạm vi tỉnh Yến, người nào đắc tội với Cao Thành Tùng đều không có một kết cục tốt đẹp. Còn có một cán bộ cấp cục, có tài liệu điều tra về ông ta. Đến thủ đô tố cáo ông ta, lúc đó gã đó đã bị ông ta cho vào nhà giam, đánh cho mình mẩy thương tích. Bây giờ nửa chết nửa sống mà ở nhà giam dưỡng thương, ai có thể làm gì được ông ta? Hiện tại chế giễu, chậm rãi hình thành phong trào, không ngờ có người ở hội nghị thường vụ lại nhằm vào ông ta. Phòng Tự Lập là người của ông ta, Từ Đức Tuyền cũng là người của ông ta,
còn có Thẩm Phục Minh, rốt cuộc là ai đang âm thầm trảm hết người của ông ta. Không ngờ người đó không để lại chút dấu vết, dấu kín đáo, có thể lừa gạt một bí thư tỉnh ủy đã tung hoành trên quan trường hơn 10 năm, người này thật không đơn giản, hơn nữa lại cũng rất giỏi. Cao Thành Tùng biết người này không phải Hình Đoan Đài. Hình Đoan Đài tuy rằng mưu trí kín đáo, nhưng y không phải người đủ kiên nhẫn, y thích hợp ở trên đài hò hét hơn, không thích hợp ở phía sau bày ra những trò này. Hơn nữa Cao Thành Tùng hiểu rõ y, ánh mắt Hình Đoan Đài tuyệt đối không chuẩn, sâu như vậy, cũng không nhìn được lâu dài như vậy. Các ủy viên thường vụ đang ngồi cũng có vẻ không phải. Bọn họ hoặc là quá thừa hoặc là quá thiếu điềm đạm, chắc chắn, hoặc là khuyết thiếu một số điều kiện, hoặc là không đủ dũng khí và cũng không có cơ hội. Cao Thành Tùng kết luận, người ở phía sau, nhất định không phải người thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn, nếu không sao hắn một chút cũng không có ấn tượng gì, một chút cũng không nghĩ ra là ai. Chẳng lẽ là đối thủ trước kia? Lại một lần nữa chịu áp lực khi đối mặt với các ủy viên thường vụ, Cao Thành Tùng bỗng nhiên không ngờ vẫn giữ được đầu óc hết sức tỉnh táo, không ngờ phải đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, còn có hứng thú mà phân tích rốt cuộc ai đứng ở phía sau làm khó dễ hắn, áp sát từng bước đối với hắn. Hắn cau mày, hai tay nắm chặt, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một người, Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ với cấp bậc phó tỉnh bị ông ta để đó không dùng đến 2 năm, vẫn khiêm tốn, gần như ra khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng bỗng nhiên Cao Thành Tùng nghĩ ra một manh mối, Tống Chiêu Độ là người dẫn Lý Đinh Sơn vào quan trường, mà Lý Đinh Sơn lại là người dẫn đường cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lại có các mối quan hệ khá phức tạp, hắn lại cùng Lệ Triều Sinh làm việc cùng nhau ở huyện An. Hơn nữa đúng là sau khi hắn tới huyện An thì Lệ Triều Sinh mới đột nhiên có chuyện, hơn nữa ông ta cũng mơ hồ nghe nói đúng là Hạ Tưởng tố giác Lệ Triều Sinh. Hạ Tưởng, Tống Chiêu Độ, một ở trước mặt, một ở phía sau. Cao Thành Tùng lại liên tưởng đến quan hệ của Tống Chiêu Độ và Hình Đoan Đài rất vững vàng, lại có quan hệ với Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc lại là người của Lộ Uyên Nguyên. Hạ Tưởng còn có quan hệ rất gần với Trần Phong, Trần Phong lại là người của Phó Bí Thư Lộ. Tất cả dần dần đã hình thành những ý nghĩ ở trong đầu Cao Thành Tùng, nhất định là Tống Chiêu Độ ở phía sau làm ra mọi chuyện, chắc chắn là y. Lại là Hạ Tưởng, lần trước Ngô gia muốn xử lý hắn, khiến hắn may mắn thoát khỏi, hắn không biết hối cải, còn giúp Tống Chiêu Độ làm việc, đúng là không biết tốt xấu. Cao Thành Tùng nghĩ thông suốt các khâu rồi đập mạnh bàn. Các người hãy chờ xem. Mọi người đều giật mình, đường đường là bí thư tỉnh ủy không cần phải ở hội nghị thường vụ nói năng độc ác như vậy chứ. Cao Thành Tùng ý thức được mình thất thố, mới nhớ tới hiện tại đang thảo luận đến vấn đề của Từ Đức Tuyền, lại đang muốn phát biểu một chút cái nhìn của mình, gây áp lực cho mọi người. Bỗng nhiên y lại nghĩ tới mấu chốt vấn đề, người đứng phía sau Tống Chiêu Độ mới lên đài ở Bắc Kinh. Tống Chiêu Độ ở sau lưng bày ra tất cả mọi chuyện, cũng không phải chỉ có một mình y làm được như vậy, năng lực của y cũng không đủ để có thể gây nhiều sóng gió như vậy, chỉ sợ những việc y làm có vị ở Bắc Kinh đã ngầm đồng ý. Chẳng lẽ là điềm báo động cho mình? Cao Thành Tùng giật mình, rốt cuộc đã tỉnh táo lại và nhận thấy sắp xảy ra chuyện lớn, lập tức nghĩ đến việc Cao Kiến Viễn nói, mấy ngày nay đang trao đổi cùng Hạ Tưởng về việc bất động sản Lĩnh Tiên sắp bị sang tay. Nó muốn kiếm một số tiền lớn. Hơn nữa nó đã đem tiền chuyển ra nước ngoài lại mang trở về, tự dưng toàn thân Cao Thành Tùng mồ hôi toát lạnh. Không xong rồi, dính bẫy của Hạ Tưởng rồi. Hắn muốn thừa cơ ngăn chặn Kiến Viễn, chỉ cần không chuyển tiền ra nước ngoài, Kiến Viễn có xuất ngoại cũng vô dụng, không có tiền làm sao ra nước ngoài sống được. Không được, phải lập tức nhắc nhở Kiến Viễn, không thể để Hạ Tưởng quấy rối. Hạ Tưởng căn bản không phải người tốt, hắn không phải muốn giúp Kiến Viễn, mà muốn hại chết nó. Phải bảo Kiến Viễn mau chóng ra nước ngoài, không thể ở lại trong nước, chỉ sợ trong nước có biến. An nguy của Cao Kiến Viễn mới quan trọng, chứ sinh tử của Từ Đức Tuyền căn bản không quan trọng gì. Cao Thành Tùng đứng dậy, nói. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực, thì nhất định sẽ điều tra nghiêm túc, tuyệt đối không nhân nhượng, mặc kệ là liên quan đến ai, đều không thể tha thứ được, cuộc họp kết thúc. Nói xong, ném ánh mắt xuống phía mọi người, nghênh ngang mà đi. Vẻ mặt mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không rõ tại sao trong khoảng thời gian ngắn mà bí thư Cao đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vội vàng, hiển nhiên có chuyện gì đó quan trọng hơn cần phải xử lý. Còn có chuyện gì mà quan trọng hơn cả hội nghị thường vụ. Nhưng cho dù thế nào, cũng đã thông qua việc lập hồ sơ vụ án xét xử Từ Đức Tuyền, Hình Đoan Đài thở phào nhẹ nhõm,
Lờ đãng liếc mắt một cái nhìn Mã Vạn Chính, hai người ngấm ngầm hiểu ý nhau cười tươi. Cao Thành Tùng sau khi rời khỏi hội nghị thường vụ, nhanh chóng trở về văn phòng mình, lập tức gọi điện thoại cho Cao Kiến Viễn. Kiến Viễn, con đang ở đâu? Con nghe bố nói, lập tức đem hết tiền chuyển ra nước ngoài, không được chậm trễ một phút nào cả, tình hình khả năng có biến, vô cùng cấp bách rồi. Sau khi chuyển tiền đi, con lập tức ra nước ngoài ngay, bây giờ mau chóng làm thủ tục đi nước ngoài đi. Kiến Viễn không rõ đã xảy ra chuyện gì, y thấy khả năng cầm được rất nhiều tiền, cơ hội tốt đang ở trước mắt như vậy sao mà bỏ cho được, liền hỏi. Bố à, có chuyện gì mà cấp bách như vậy? Con kinh doanh sắp đàm phán thành công rồi, không thể thất bại trong gang tấc như vậy được. Đàm phán, nói chuyện gì về kinh doanh cơ, con bị lừa rồi. Bị Hạ Tưởng lừa, người ở sau lưng đánh lén bố là Tống Chiêu Độ, mà Hạ Tưởng chính là người bên cạnh hắn. Cao Thành Tùng nóng nảy, hận không thể ngay lập tức đến trước mặt Cao Kiến Viễn đuổi nó đi, tận mắt nhìn thấy nó ngồi trên máy bay. Lần đầu tiên Cao Kiến Viễn nghe thấy giọng bố nhớn nhác, trong lòng thấy kinh ngạc, biết bố đang luống cuống, y khuyên nhủ, an ủi Cao Thành Tùng. Bố đừng vội, có chuyện gì cứ từ từ nói, chuyện chưa chắc đã giống như bố nghĩ. Nói gì chứ nếu chỉ dựa vào chỉ số thông minh của Hạ Tưởng mà muốn gạt con cũng đâu có dễ dàng như vậy. Hay chỉ là dựa vào vẻ ngoài háo sắc của hắn, hắn chỉ mơ mộng thôi. Hắn kỳ thật không phải giúp con, mà là bởi vì coi trọng Nghiêm Tiểu Thì, muốn thừa cơ tiếp cận và có được Nghiêm Tiểu Thì, nói không chừng, hai người đã có quan hệ mờ ám, ở trước mặt con cũng cứ mắt đi mày lại. Chương 343, phản kích cuối cùng. Cao Kiến Viễn muốn thuyết phục Cao Thành Tùng, khiến ông cho rằng chính mình có thể nắm chắc việc này, thực ra căn bản là y tiếc mấy trăm triệu sắp tới tay. Chỉ bằng số tiền 200 triệu nhân dân tệ hiện có trong tay, sau này tới nước ngoài, cũng chưa chắc đã đủ dùng cho cả đời. Cao Thành Tùng ở ngoài cuộc tỉnh táo, thấy người trong cuộc u mê, nghe thấy Cao Kiến Viễn nói như vậy, trong lòng càng khiếp sợ quỷ kế của Hạ Tưởng, gần như là đem Cao Kiến Viễn đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà Cao Kiến Viễn vẫn còn tự cho là đúng, là nó đã nắm hết mọi việc trong tay, thật sự hết sức khờ dại. Ông ta lấy giọng điệu chân thật, tin cậy nói. Chuyện này không thể bàn bạc được, trong vòng 2 ngày, con phải đem toàn bộ tiền mặt chuyển đến nước ngoài, trong vòng 1 tuần phải làm xong thủ tục xuất ngoại, đi đi, và cũng đừng trở về nữa. Cao Thành Tùng lập tức ngắt điện thoại, lại lấy một chiếc điện thoại khác gọi. Yến ca, phái người âm thầm theo dõi Tống Chiêu Độ, phải bám sát chặt chẽ từng nhất cử nhất động của ông ta, bất cứ khi nào ông ta đi đâu thì phải báo cáo cho tôi. Nếu cần thiết, có thể sử dụng cả biện pháp đặt máy nghe trộm tất cả các cuộc điện thoại của ông ta. Ngừng một chút lại nói. Tôi còn muốn theo dõi luôn cả Hạ Tưởng nữa. Hạ Tưởng là ai vậy? Yến ca thân là phó giám đốc sở công an, cũng là một trong những tâm phúc của Cao Thành Tùng. Nói đến Tống Chiêu Độ, Yến ca cũng có chút ấn tượng, nhưng Hạ Tưởng là ai, hắn không thể nghĩ ra. Phó chủ tịch huyện An. Cao Thành Tùng cũng không muốn giải thích nhiều. Chỉ nói ngắn gọn như vậy, lại nhấn mạnh. Đều phải giám sát chặt chẽ cả hai người, không thể bỏ qua. Nếu giữa bọn họ có liên hệ điện thoại, nhất định phải đưa nội dung cuộc trò chuyện cho tôi biết. Yến ca dở khóc dở cười mà buông điện thoại, một là hắn đường đường là phó giám đốc công an sở, phải dùng cách này, đi nghe trộm một phó chủ tịch huyện, không phải đại tài tiểu dụng không biết trọng nhân tài giết gà dùng dao mổ trâu thì là cái gì. Bình thường người có thể khiến mình ra mặt nghe trộm người khác, trừ phi người đó phải ở cấp sở trở lên. Hạ Tưởng không biết là người có mặt mũi như thế nào, mà khiến mình phải quan tâm đến một cán bộ cấp phó huyện. Bí thư Cao có lệnh phải lập tức làm theo, Yến ca lập tức bảo tiểu kế tự mình đi theo dõi Tống Chiêu Độ, mặt khác cử người khác đi theo dõi Hạ Tưởng, đồng thời dùng cả máy nghe trộm, bắt đầu nghe trộm Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng. Yến ca tuy rằng là phó giám đốc sở công an, nhưng các mối quan hệ của ông ta cực lớn, ở Cục An ninh Quốc gia cũng có các mối quan hệ không kém. Mà lúc này, Hạ Tưởng vẫn hoàn toàn không hay biết gì cả. Sáng sớm chủ nhật, Hạ Tưởng còn đang ngủ, đã có điện thoại đánh thức. Vốn đêm qua hắn muốn thừa cơ bắt Tào Thù Lê, không ngờ không gặp may khi cô đến kỳ. Hắn đành hậm hực rồi ngủ, có thể vì trong lòng đang buồn bực, phải ngủ ở góc, mãi cho đến sáng còn chưa thức dậy, lúc này điện thoại lại vang lên dồn dập. Tiêu Ngũ gọi tới. Khi hắn và Cao Kiến Viễn lại một lần nữa bàn bạc, đột nhiên Cao Kiến Viễn lại bỏ dở, nói không bán bất động sản Lĩnh Tiên nữa, mà có sự sắp đặt khác, cụ thể là cái gì,
Cao Kiến Viễn không chịu lộ ra, chỉ bảo Tiêu Ngũ về sau không cần gặp và liên hệ lại với anh ta nữa. Cái gì? Hạ Tưởng liền tỉnh ngủ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên Cao Kiến Viễn thay đổi, khẳng định là đã phát hiện ra sơ hở, chẳng lẽ y đã phát hiện ra ý đồ của mình. Không thể có khả năng như vậy được, y không thể nghĩ đến khả năng mình muốn y ở lại trong nước, hơn nữa ở Bắc Kinh tạm thời không có truyền đến tin tức của Cao Thành Tùng. Chẳng lẽ là người ở phía sau Cao Thành Tùng đã lộ ra thông tin gì cho ông ta, khiến cho Cao Thành Tùng cảnh giác, nên bắt Cao Kiến Viễn trước tiên phải trốn ra nước ngoài. Không được, không thể lại một lần nữa để Cao Kiến Viễn thong dong bỏ chạy, từ nay về sau lại nhởn như ngoài vòng pháp luật, nhất định phải nghĩ ra biện pháp giữ hắn ở lại. Hạ Tưởng giải thích với Tiêu Ngũ. Lập tức gọi cho Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân, bảo bọn họ đến trụ sở bất động sản Giang Sơn để thảo luận tình hình. Sau đó hắn gọi điện thoại gấp cho Nghiêm Tiểu Thì, còn chưa kịp gọi, Nghiêm Thì cũng đã gọi lại, cô vội vàng nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, không hay rồi, Kiến Viễn lại thay đổi chủ ý, anh ta chuẩn bị đem toàn bộ tài sản chuyển đến nước ngoài, hơn nữa dường như đang khẩn cấp lo việc làm thủ tục xuất ngoại. Tôi nên làm gì bây giờ? Giọng nói của cô tỏ ra bất lực và không biết làm sao, hoàn toàn chờ mong vào Hạ Tưởng. Đừng vội, Tiểu Thì, trước tiên bình tĩnh một chút. Hạ Tưởng chậm rãi lấy lại bình tĩnh, hiện tại hắn đã đoán được, chắc là Cao Kiến Viễn nghe được phong thanh điều gì đó, mới có như thế mà đã sốt ruột muốn trốn đi, mặc kệ là như thế nào, đầu tiên phải tìm hắn và giữ hắn lại, nếu không kiếm củi 3 năm lại bị thiêu trong 1 giờ. Hãy nghe tôi nói, cô trước tiên ổn định tinh thần, rồi gọi cho anh ta, nói rằng theo tin tức tin cậy, bất động sản Giang Sơn đang âm thầm gom góp tiền, trên cơ bản đã đáp ứng chào giá với mức giá 1 tỷ. Tuy nhiên tiền trong tay bọn họ không nhiều như vậy, cho nên cùng lúc có thể ép giá, cùng lúc đó ở chung quanh chuẩn bị tiền, hiện trong tay đã có 700 triệu, đại khái là có 1 tuần, có thể thu xếp được. Chỉ có thể tung ra miếng mồi lớn, tiếp tục hứa những điều có lợi với Cao Kiến Viễn, mới có thể giữ y lại. Đương nhiên, theo cách khác lại tiếp tục làm y mê muội, khiến y hạ thấp cảnh giác tới mức thấp nhất rồi nói tiếp. Chỉ cần khoảng 1 tuần là có thể giải quyết được. Cô nghĩ cách giữ Kiến Viễn lại nhé. Tôi cũng không đơn thuần mà muốn giúp anh ta, mà là muốn ở giữa lấy một chút chi phí trung gian. Đương nhiên mọi việc sau khi hoàn thành, cô cũng được nhận phần xứng đáng, coi như cuộc sống được bảo đảm. Nghiêm Tiểu Thì đã không còn cách nào khác, Hạ Tưởng nói gì cô liền nghe theo, liên tục gật đầu, cũng không nghĩ tới việc cô đang nói chuyện điện thoại với Hạ Tưởng, hắn căn bản là không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Hạ Tưởng còn muốn nói cái gì nữa? Nhưng vừa lúc đó lại có điện thoại khác gọi tới, liền giải thích với Nghiêm Tiểu Thì vài câu. Chờ tôi nghe điện thoại, rồi chúng ta sẽ gặp nhau, cô đi trước tìm Kiến Viễn, chuyển lời nói của tôi tới anh ta. Hạ Tưởng ngắt điện thoại với Nghiêm Tiểu Thì, nghe cuộc điện thoại tiếp theo là của Tôn Hiện Vĩ. Tôi ở dưới lầu chờ anh. Hạ Tưởng vội vàng xuống lầu, nên chỉ kịp nói với Tào Thù Lê một tiếng, bảo cô ở nhà. Cũng không nói gì hơn, rồi đi xuống dưới lầu. Nhìn thấy chiếc Audi của Tôn Hiện Vĩ đang đậu ở cửa tiểu khu. Hắn lên xe, thấy Tôn Hiện Vĩ tự mình lái xe. Liền hỏi, lái xe đâu? Lên xe đi đã. Vẻ mặt Tôn Hiện Vĩ vội vàng, Hạ Tưởng vừa lên xe, liền vội vàng đạp ga chạy như bay về phía trước, cứ thế mà đi. Hai người đi rồi, có một người thò đầu đi ra khỏi quầy bách hóa, trong tay cầm một hộp thuốc, nhìn ô tô đã chạy xa, lấy bộ đàm nhỏ trên người nhỏ giọng nói. Hai người đó đang ở trên một chiếc xe Audi, biển số xe là. Chú ý theo dõi chiếc xe đó. Một lát sau, trong bộ đàm truyền đến âm thanh. Được rồi. Tôi nhận được điện thoại của Tiêu Ngũ, vừa lúc lại đang có việc gần đây, nên chạy tới đây tìm anh. Tôn Hiện Vĩ nhìn về phía sau vài lần, không thấy chiếc xe nào nghi ngờ chạy sau nữa mới nói. Cao Kiến Viễn có biểu hiện khác thường, có thể chứng minh y đã phát hiện ra điều gì đó. Có phải y đã biết mục đích của chúng ta là muốn thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên không? Tôn Hiện Vĩ cũng không biết có người đang theo dõi và giám sát Hạ Tưởng, tuy nhiên cảm thấy có chuyện khác thường, theo bản năng nên có chút cảnh giác. Bởi vì mọi việc đột nhiên phát sinh như vậy, trong lúc đó anh ta vẫn chú ý đến việc đàm phán của bất động sản Giang Sơn và bất động sản Lĩnh Tiên, cũng tràn đầy tin tưởng rằng có thể thâu tóm hợp pháp bất động sản Lĩnh Tiên. Số tiền mà Cao Kiến Viễn chuyển về vừa lúc bổ khuyết lỗ hổng tài chính của bất động sản Lĩnh Tiên.
Đến lúc đó bất động sản Giang Sơn có thể thoải mái tiếp quản bất động sản Lĩnh Tiên mà không có vấn đề gì, khiến nhà nước giảm được một gánh nặng. Không nghĩ tới thành công sắp tới gần, đột nhiên Cao Kiến Viễn lại chuyển toàn bộ tiền ra nước ngoài, Tôn Hiện Vĩ thấy không cam lòng, sắp có cơ hội tốt để ra tay, thế mà lại thất bại trong gang tấc, khiến ai trong lòng cũng thấy buồn bực, khó chịu. Có thể là bí thư Cao nghe được phong thanh điều gì, muốn Cao Kiến Viễn đi nước ngoài để tránh sóng gió. Hạ Tưởng cũng không biết hắn bị người theo dõi và nghe trộm, không khỏi lo lắng mà nói. Hiện Vĩ, anh có cách gì không, chỉ trong 2 ngày phải gom được 1 tỷ, cho dù chỉ là biểu hiện trên sổ sách cũng được. Như vậy sẽ khiến Cao Kiến Viễn động lòng, mới có thể kéo y lại được. Sau đó nghĩ cách đem đóng băng tài khoản của bất động sản Lĩnh Tiên, làm y không thể đem tiền chuyển đi nước ngoài được. Tôn Hiện Vĩ suy nghĩ một lát, nói. Tôi cần thời gian là 3 ngày. Vì số tiền như vậy không nhỏ tí nào, cần phải thu gom từ rất nhiều nguồn. Chỉ cần cậu có thể ngăn cản Cao Kiến Viễn trong 3 ngày, tôi sẽ khiến y phải động lòng. Sau đó nếu đồng ý ký hợp đồng, sẽ đến giai đoạn tiếp theo, tiền của y đã nằm trong tay chúng ta, không thể chuyển đi được. Được, tôi sẽ cố gắng giữ y trong 3 ngày, chuyện của y giao cho anh làm. Hạ Tưởng kiên định nói, hiện tại đang ở giai đoạn quan trọng, có lẽ sắp đến lúc kết thúc. Nếu chẳng may lúc này khiến Cao Kiến Viễn bỏ chạy, quả thật ai cũng phải tức giận, vì trước đây đã bỏ biết bao công sức. Đi đến nửa đường, Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó liền nói. Tôi không tới công ty nữa, anh đến phía trước rồi thả tôi xuống. Đột nhiên Cao Kiến Viễn lại thay đổi như vậy, tôi phải âm thầm nghe ngóng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, bây giờ nhất định phải cẩn thận. Chúng ta tính kế đối với người khác thì đồng thời cũng phải đề phòng có người theo dõi và vân vân, đề phòng người khác bày mưu tính kế ở sau lưng chúng ta. Tôn Hiện Vĩ gật đầu. Cậu nói đúng, dù sao Cao Thành Tùng cũng là bí thư tỉnh ủy, thế lực to lớn, khẳng định rằng sẽ có những điểm mà chúng ta không thể suy nghĩ nổi. Tôi đề nghị, cậu đổi số điện thoại khác để chúng ta liên hệ cho tiện, số cũ giữ lại thì chỉ nói đến chuyện công việc thôi. Nếu chẳng may... Tôi chỉ nói là nếu chẳng may có người có ý xấu, theo lời cậu nói, sẽ có khả năng theo dõi, nghe trộm cuộc nói chuyện của chúng ta, bày đủ trò như vậy, đến lúc đó sẽ khiến chúng ta bị động. Suy cho cùng thì vẫn là Tôn Hiện Vĩ có nhiều kinh nghiệm, trước kia y làm kinh doanh, khả năng cũng đã sử dụng không ít thủ đoạn, nên hiện tại đối với chuyện đang xảy ra trước mắt lại có thể áp dụng được những kinh nghiệm đã từng trải qua. Tôn Hiện Vĩ và Hạ Tưởng đều thật không ngờ, lúc Tôn Hiện Vĩ nhất thời nảy sinh ý tưởng. Trong lúc đó vô ý nói một câu, không ngờ khiến Cao Thành Tùng dày công sắp đặt người theo dõi, giám sát khiến kế hoạch bị thất bại. Nếu Cao Thành Tùng biết rõ chân tướng sự việc, chắc chắn sẽ bực tức đến hộc ra máu. Hạ Tưởng cảm ơn rồi gật đầu, lại hỏi một câu. Nếu anh lo lắng trở thành kẻ địch của bí thư tỉnh ủy, anh có thể rút lui. Tôn Hiện Vĩ cười ha hả. Cậu nói gì, tôi là người nhát gan, sợ phiền phức sao? Nếu tôi nhát gan thì cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Và lại bọn họ là đối phó với cậu, tôi chỉ đứng ở phía sau thôi. Hơn nữa tất cả đều kinh doanh hợp pháp, cho dù phải thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên, cũng sẽ hợp pháp hóa các thủ tục, chẳng lẽ bí thư tỉnh ủy sẽ ngăn cản hoạt động kinh doanh hợp pháp sao? Ông ta còn không rảnh để làm như vậy đâu. Ha ha! Hạ Tưởng yên tâm, cười mắng một câu. Dù sao tôi cũng là mục tiêu của bọn họ. Từ đầu tới cuối anh đều ở sau lưng điều khiển. Anh đi đi, mau đi tìm được mấy người Tiêu Ngũ, tôi sẽ không lộ diện, đỡ phải bị có người theo dõi, nếu mà bị theo tới tận trụ sở thì không tốt lắm. Chờ tôi đổi số mới, sẽ gửi tin nhắn cho anh. Hạ Tưởng xuống xe ngay tại ven đường, đứng ở đó giả vờ gọi điện thoại, cẩn thận quan sát xung quanh, không phát hiện ra ai khả nghi, lúc này mới cất điện thoại, quay người đi. Hạ Tưởng không biết là hắn và Tôn Hiện Vĩ đều cẩn thận, khiến bọn họ có thể tránh những được khó khăn, nếu không giả sử người theo dõi ở phía sau sẽ phát hiện ra gốc gác của sự việc. Hạ Tưởng xuống xe, người theo dõi phía sau do dự một chút, quyết định theo dõi Hạ Tưởng vì chiếc xe Audi có Tôn Hiện Vĩ không phải là mục tiêu của bọn họ. Nhưng Hạ Tưởng rất cảnh giác, giả vờ gọi điện thoại, phía sau lại bảo người đem xe đứng chờ một bên, sợ bị họ phát hiện, khi bọn họ lại nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đã nói xong điện thoại, quay người quẹo vào một ngõ tắt nhỏ. Ngõ tắt nhỏ tuy rằng xe cộ có thể qua lại, nhưng cũng là đường một chiều. Nếu lái xe từ hướng Tây đi hướng Đông theo Hạ Tưởng, tất nhiên sẽ phải đi ngược chiều. Người theo dõi vừa thấy cảnh sát giao thông xuất hiện,
nghĩ rằng mình đã đi ngược chiều, nên bị cảnh sát giao thông chặn lại, chắc chắn sẽ làm người khác chú ý. Người theo dõi có hai người, một người lái xe, một người phụ trách theo dõi, hai người bàn bạc với nhau, để lái xe điều khiển xe đi trước, người theo dõi xuống xe đi bộ theo dõi Hạ Tưởng, để phòng ngừa Hạ Tưởng thừa cơ bỏ trốn. Tuy nhiên hai người cũng không dám khẳng định Hạ Tưởng có phát hiện ra bọn họ hay không. Sau khi hai người bàn bạc xong, bắt đầu phân nhau ra hành động. Người theo dõi xuống xe, đi theo phía sau Hạ Tưởng, không rời mắt khỏi nhất cử nhất động của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thật không có phát hiện ra có người theo dõi ở phía sau. Hắn cũng thật không ngờ đột nhiên Cao Thành Tùng lại nghĩ thông suốt, đoán được là Tống Chiêu Độ ở sau lưng làm ra mọi chuyện, cũng đưa hắn trở thành hầu cận quan trọng của Tống Chiêu Độ đến mức phải cử nhân viên an ninh quốc gia theo dõi. Đúng là xem trọng hắn rất nhiều. Chỉ có điều Hạ Tưởng cảm thấy không khí có chút bất thường nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì lần trước Hứa Đại Căn theo dõi chuyện của hắn cũng bị hắn phát hiện, hắn ít nhiều có sự coi thường, cho rằng chỉ cần có người theo dõi hắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra, nhưng hắn không biết rằng, lúc này người ở sau lưng theo dõi hắn chính là nhân viên an ninh quốc gia, đã được trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp, trình độ theo dõi của Hứa Đại Căn không thể so sánh nổi. Cho nên Hạ Tưởng vẫn bị theo dõi suốt mấy con phố, mà không phát hiện ra chuyện gì bất thường. Dọc đường đi hắn lại gọi hai cuộc điện thoại, sau đó đến một cửa hàng bán điện thoại di động, mua một cái điện thoại mới, lo nghĩ như vậy liền mua mấy cái SIM. Sau đó liền lắp vào, lại nhắn tin số điện thoại mới cho Tôn Hiện Vĩ, để anh ta có thể tiện liên hệ trong thời gian này. Thay đổi SIM xong, Hạ Tưởng quay người đi ra khỏi cửa hàng bán điện thoại, muốn gọi điện thoại cho Tào Thù Lê bảo rằng vẫn bình thường. Buổi sáng vội vàng ra khỏi nhà, chắc là khiến cô lo lắng lắm. Bây giờ không như trước kia nữa, bây giờ hắn đã là của cô rồi. Điện thoại vừa gọi đã kết nối được, quả nhiên cô sốt ruột hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Hạ Tưởng giải thích qua loa vài câu, không muốn cô nghĩ nhiều, nên mọi việc hắn đều bảo tốt, khiến cô yên tâm ở nhà, không phải chạy khắp nơi. Hạ Tưởng không dám nói nhiều trên điện thoại, nếu không phải vì muốn Tào Thù Lê yên tâm, hắn thà rằng không làm việc này. Chỉ có điều khi hắn sắp nói xong điện thoại, đột nhiên khóe mắt phát hiện có một người ngồi trên chiếc ghế dài xa xa, ánh mắt y lơ đãng mà đảo qua liếc đến một cái vào tầm mắt Hạ Tưởng, vừa lúc đang bị hắn nhìn. Ánh mắt y dường như không có ý định gì mà chỉ thoáng nhìn, nhưng bỗng nhiên trong lòng Hạ Tưởng căng thẳng, theo bản năng cảm giác người này không phải người xa lạ, đang đi trên đường. Vì sao đột nhiên lại có cảm giác này? Bởi vì trước đây Hạ Tưởng đã cùng chú luyện võ, đã luyện được ánh mắt nhanh nhạy. Có đôi khi trong lúc vô ý nhìn người khác liếc mắt một cái, cũng có thể có được sự nhạy bén và cảnh giác. Người này chắc là có vấn đề, trong ánh mắt anh ta không có thiện ý, tuy rằng chỉ làm bộ vô tình nhìn qua, nhưng rõ ràng có thể thấy được, trong mắt y có ý nhìn kỹ và theo dõi. Thật sự là đang bị theo dõi sao? Hạ Tưởng trong lòng kinh ngạc, mình không phải là người theo dõi chuyên nghiệp, nếu nghe Tiêu Ngũ nói, có thể dễ dàng nhận ra người trước mắt có phải có dụng ý hay không. Tuy nhiên mặc kệ là như thế nào cứ cẩn thận vẫn hơn. Hạ Tưởng cúi đầu suy nghĩ, gọi ngay cho Tiêu Ngũ liền nói. Lát nữa, anh hãy đến quảng trường Thiên Hạ, ở sau theo sát tôi, chú ý quan sát phía sau một chút xem có phải có người đang theo dõi tôi hay không. Trở về không cần liên lạc với tôi, chỉ cần âm thầm để ý xem có phát hiện ra có vấn đề gì không là được. Tiêu Ngũ đang cùng Tôn Hiện Vĩ thảo luận tình hình, vừa nghe đến việc Hạ Tưởng vừa nói, vội vàng nói. Tôi lập tức đến ngay, anh làm bộ không phát hiện ra điều gì, cứ bình thường đi lại ở khắp nơi, nếu phải làm cái gì thì làm cái đó, càng bình thường càng tốt. Hạ Tưởng vừa nghe thì biết Tiêu Ngũ rất có kinh nghiệm, nếu hắn nghĩ có người theo dõi, hôm nay lại là cuối tuần, đang muốn đưa Tào Thù Lê đi chơi mà lại thế này thì không tốt lắm, đành phải gọi cho Nghiêm Tiểu Thì. Tiểu Thì, tôi có việc muốn nói với cô, tôi ở quảng trường Thiên Hạ chờ cô, được không? Nghiêm Tiểu Thì đang bị bao nhiêu chuyện xoay quanh, không biết phải làm thế nào, vừa nghe đến Hạ Tưởng gọi tới, lập tức đồng ý một tiếng, rối lái xe thẳng đến quảng trường Thiên Hạ. Hạ Tưởng cũng ngồi trên một ghế dài, giả vờ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nghĩ thầm rằng cứ thả thi gan với nhau, xem ai sẽ lộ ra sai sót trước. Hắn nhìn qua một khe hở về phía cách đó không xa thấy một người đàn ông, anh ta đứng dậy đi đến một quán trước mặt mua thức ăn cho bồ câu, liền mua một gói hạt ngô. Sau đó tới quảng trường trung tâm, đem hạt ngô để ở trong lòng bàn tay, vươn tay rồi thả cho bồ câu ăn. Giờ này mà vẫn có tâm trí nhàn nhã như vậy sao?
Hạ Tưởng cười thầm, chú ý quan sát trong chốc lát, thấy lúc này bồ câu đã vây xung quanh anh ta, rồi anh ta chậm rãi đi dạo, cách hắn ngày càng xa, cuối cùng đi tới quảng trường bên cạnh, quay người quẹo vào một chỗ rồi biến mất. Chẳng lẽ là do mình quá đa nghi? Đột nhiên trong lúc đó Hạ Tưởng nghĩ mình đã phán đoán sai, có phải đã trông gà hóa quốc không? Có lẽ anh ta chỉ là một người qua đường bình thường, lại bị mình nghi là kẻ theo dõi. Hạ Tưởng cười thầm chính mình, chỉ sợ với cấp bậc của mình, chưa đến mức phải dùng nhân viên an ninh quốc gia đi theo dõi và nghe trộm. Chương 344, bầy binh bố trận. Không bao lâu sau thì Nghiêm Tiểu Thì tới. Nghiêm Tiểu Thì mặc một chiếc áo gió bên ngoài, vạt áo dài đung đưa trước gió, bên trong mặc một chiếc váy dài, toàn thân như một cây hoa cúc kiêu ngạo trước gió thu, thu hút được mọi người, khiến người ta sao động. Tuy nhiên dung mạo của cô rung động lòng người thì vẻ mặt của cô lại trông bất đắc dĩ và hoang mang, vừa thấy mặt Hạ Tưởng liền vội vàng nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, sao Cao Kiến Viễn có thể lật lọng nhiều lần như vậy? Tôi sẽ bị anh ta hại chết mất. Hạ Tưởng hoàn toàn có thể hiểu tâm tư của Nghiêm Tiểu Thì. Nói đúng ra Nghiêm Tiểu Thì ngay từ đầu cũng muốn xây dựng sự nghiệp, muốn làm nên chuyện gì đó tại tỉnh Yến. Sau đó khi dự án Tây Thủy bị thất bại thảm hại, cô đã cầu mong là có thể giải quyết thuận lợi tất cả các vấn đề, có thể ung dung mà thoát khỏi cảnh khó khăn trước mắt. Tuy nhiên sau khi được mình đem tới hy vọng, xem chừng trong lòng cô cũng có ý muốn nhân cơ hội này kiếm một khoản. Nhưng hiện giờ Cao Kiến Viễn lại thay đổi, Nghiêm Tiểu Thì cũng đã vài lần trải qua sự thay đổi nhanh chóng đó, chỉ sợ tâm lý chịu đựng cũng đã quá giới hạn rồi. Cô là pháp nhân chính thức, mặc kệ thế nào cũng đều phải gánh vác hết tất cả trách nhiệm. Cao Kiến Viễn có các mối quan hệ, trong tay lại có tiền, nên tất nhiên không sợ, còn cô không có gì cả, cô cũng không kiếm được tiền, cuối cùng còn phải đổ bô cho Cao Kiến Viễn. Cô luôn ở trong thế khó xử, về cơ bản đem toàn bộ hy vọng còn lại gửi gắm vào Hạ Tưởng. Thậm chí có thể nói, cô mặc kệ Hạ Tưởng ra điều kiện gì, cô đều hoàn toàn đồng ý. Bởi vì so với những người đàn ông cô đã từng gặp, thì Hạ Tưởng là người tốt nhất. Hạ Tưởng thấy dáng vẻ Nghiêm Tiểu Thì hoa dung thất sắc, cũng không biết phải an ủi cô thế nào. Trong chốc lát Nghiêm Tiểu Thì sợ đến run rẩy, đột nhiên rúc đầu vào ngực Hạ Tưởng mà khóc lên. Đau lòng, bất lực, tuyệt vọng và phẫn nộ, tất cả đều từ đó mà phát ra. Đầu tiên Hạ Tưởng rất sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, để cho cô khóc thoải mái. Đôi khi khóc cũng là một cách tốt nhất, khóc hết có lẽ cô sẽ đỡ hơn một chút. Nghiêm Tiểu Thì khóc gần 5 phút đồng hồ, khóc như hoa lê gặp mưa, khiến người ta thấy phiền lòng. Trong túi áo Hạ Tưởng lại không có khăn tay, đành bất đắc dĩ nói với cô. Tôi cho cô mượn vai tôi, vừa lúc lại không mang khăn tay, cô dùng làm khăn tay lau nước mắt được rồi. Thật đáng ghét. Nghiêm Tiểu Thì lại nín khóc mỉm cười. Sau đó cười cười, lấy ra một túi khăn tay, lau lau nước mắt, oán giận nói. Thật là không biết an ủi tôi tí nào cả. Thật là tuyệt tình. Nếu chẳng may tôi không ngừng khóc thì làm sao bây giờ? Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười. Tôi có tấm lòng tốt quá còn gì. Cô khóc được thì cũng tốt lên rất nhiều, nếu không cứ nghẹn ở trong lòng, nói không chừng có thể sinh bệnh. Hắn thấy Nghiêm Tiểu Thì cảm xúc tốt hơn một chút, liền mới hỏi. Thế rốt cuộc vì sao mà Cao Kiến Viễn đột nhiên lại đổi ý như vậy? Tôi làm sao biết anh ta sao lại vậy? Nghiêm Tiểu Thì không phải không có buồn bã mà nói. Anh ta thay đổi bất thường, không hề giải thích câu nào, anh ta chỉ nói là có việc gấp cần phải ra nước ngoài, không còn nhiều thời gian nữa, bảo tôi ở lại toàn quyền phụ trách giải quyết tốt mọi việc của bất động sản Lĩnh Tiên, nếu bán được thì bán, nếu không bán được thì tuyên bố phá sản. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Kiến Viễn phải vội vàng đi như vậy? Hạ Tưởng tiếp tục hỏi tới, hắn không tin Nghiêm Tiểu Thì lại không biết rõ sự việc. Ít ra là cũng phải biết một chút tin tức. Cao Kiến Viễn có chuyện gì thì cho tới bây giờ vẫn giấu ở trong lòng, tôi không bao giờ biết được thực ra anh ta nghĩ cái gì. Tuy nhiên lúc này anh ta cũng vô ý lộ ra một chút, dường như đúng là bí thư Cao muốn anh ta lập tức phải xuất ngoại, anh ta ít nhiều vẫn không muốn, vẫn cho rằng có thể đem bán bất động sản Lĩnh Tiên. Nghiêm Tiểu Thì lệch đầu sang một bên rồi nhớ lại, cô có dáng vẻ thật mê người, vì cô ngồi trên ghế dài khom nửa người xuống. Áo gió ở ngoài mở ra, lộ ra chiếc áo bên trong bó sát người, duyên dáng bên hông, trước ngực cao vút. Hạ Tưởng thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm rằng đừng tưởng Nghiêm Tiểu Thì chỉ có dáng người thon thả, cô cũng có sự duyên dáng, đầy đặn hơn người. So với những phụ nữ mà hắn đã từng thấy,
cô đúng là có nét khác biệt. Tôi cũng hiểu là rất đáng tiếc, vừa rồi tôi còn liên hệ với bất động sản Giang Sơn, họ nói là trong vòng 3 ngày có thể thu xếp được tài chính, nội bộ bọn họ cũng đã nhận thấy rõ, cố ý muốn mua bất động sản Lĩnh Tiên. Cho dù có phải cò kè mặc cả, tôi cho rằng, họ cũng có thể đưa ra được giá 850 triệu. Đối với bất động sản Lĩnh Tiên mà nói, đối với Cao Kiến Viễn mà nói, đối với em mà nói, đều là kinh doanh hết sức có lợi, đương nhiên, nếu đàm phán thành công, tôi còn có thể ở giữa mà thu được chút hoa hồng. Hạ Tưởng liên tục lắc đầu, vẻ mặt thấy luyến tiếc. Thật đáng tiếc, tự nhiên Kiến Viễn lại rút lui. Nếu đối phương biết, chắc chắn sẽ không bao giờ tin tưởng thực lực của bất động sản Lĩnh Tiên nữa. Sau khi bất động sản Lĩnh Tiên trải qua sự việc này, chỉ sợ chỉ còn con đường phá sản mà thôi. Bỗng nhiên vẻ mặt Nghiêm Tiểu thì kiên định rồi đứng lên. Đi thôi, bây giờ anh và tôi cùng nhau đi gặp Cao Kiến Viễn, thử cố thuyết phục anh ta một lần cuối cùng xem có được không. Nếu anh ta quyết tâm ra đi, tôi cũng không hy vọng gì nữa, cuối tuần sẽ đệ đơn xin phá sản, từ nay về sau sẽ rời khỏi hẳn thành phố Yến. Hạ Tưởng cũng phải gặp mặt Cao Kiến Viễn một lần nữa, chỉ có điều chưa chắc bây giờ Cao Kiến Viễn đã đồng ý lộ mặt. Hắn chưa kịp nói gì thì Nghiêm Tiểu thì đã gọi điện thoại cho Cao Kiến Viễn. Nghiêm Tiểu thì chậm rãi đi đến một bên, nói chuyện với Cao Kiến Viễn gần 10 phút, sau đó quay lại, vẻ mặt phấn chấn nói. Kiến Viễn đã đồng ý rồi. Hạ Tưởng có chút không thể tin được, Nghiêm Tiểu thì liền giải thích. Kiến Viễn nói, người của bất động sản Giang Sơn vừa gọi điện cho anh ta nói là muốn mau chóng ký hợp đồng, bọn họ cũng đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi, anh ta không muốn bỏ qua thời cơ tốt, quyết định rời thời gian đi lại một tuần. Chắc chắn là chủ ý của Tôn Hiện Vĩ, trong lòng Hạ Tưởng thấy vui mừng, không sợ Cao Kiến Viễn không có lòng tham, chỉ sợ y không hứng thú. Thật không nghĩ tới, tham vọng của y thật cũng không phải nhỏ, thực sự là muốn lấy thật nhiều tiền. Nghĩ đến việc có thật nhiều tiền lại dễ như trở bàn tay vậy. Tốt, sẽ vẽ cho y một cái bánh thật ngon, thật đẹp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Tưởng thả lỏng tâm tư, rồi giải thích với Nghiêm Tiểu thì vài câu, bảo cô sau khi trở về, lại khuyên nhủ Cao Kiến Viễn. Đương nhiên, hắn cũng nói rõ y muốn kiếm chút phí trung gian, không muốn để vụ kinh doanh này chết non như vậy, cũng không muốn Nghiêm Tiểu thì khổ sở không công. Nghiêm Tiểu thì rất cảm kích Hạ Tưởng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú khiến Hạ Tưởng thấy hoảng hốt. Tuy nhiên hắn hiện tại không có tâm tư mà chú ý tới Nghiêm Tiểu thì, hắn đang lo lắng cho Tống Chiêu Độ. Bởi khi đang nói chuyện, hắn lại phát hiện ra, người lúc nãy cho bồ câu ăn, lại từ một hướng khác quay trở lại, bởi vậy, hắn có thể khẳng định người này rõ ràng là đang giả vờ. Hạ Tưởng tìm lý do rồi bảo Nghiêm Tiểu thì đi, bảo cô dù bất kể như thế nào cũng phải nghĩ ra cách giữ Cao Kiến Viễn ở lại. Mặc kệ là vì cô, hay vì hắn, đều phải nắm chặt lấy cơ hội kinh doanh này. Trong lòng Nghiêm Tiểu thì tràn đầy cảm kích mà đi, trước khi đi ánh mắt còn nhìn Hạ Tưởng đầy ẩn tình. Cô sẵn sàng vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì. Hạ Tưởng cười vẫy tay chào Nghiêm Tiểu thì, nghĩ thầm rằng nếu có một ngày cô phát hiện ra chân tướng sự việc, đừng nói là sẽ sẵn sàng vì hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ sợ sẽ muốn tìm hắn liều mạng một phen, bởi vì hóa ra hắn giúp chẳng qua là muốn lợi dụng sự tín nhiệm của Nghiêm Tiểu thì đối với hắn, khiến Nghiêm Tiểu thì phải kéo Cao Kiến Viễn xuống nước. Vừa mới phát hiện Hạ Tưởng đứng ở đằng xa, Tiêu Ngũ đã hướng về phía hắn âm thầm ra hiệu. Tiêu Ngũ dùng tay ra hiệu như vậy chắc là có ý gì đó, hắn không hiểu được, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt Tiêu Ngũ rất tinh tường, quả nhiên là có người theo dõi hắn, Tiêu Ngũ đã phát hiện ra mục tiêu. Tiêu Ngũ chỉ lộ mặt một phía, sau đó liền biến mất ở trong đám người. Hạ Tưởng chắc hẳn sẽ không ngốc đến nỗi phải nhìn đông nhìn tây tìm kiếm bóng dáng cậu ta, mà liền gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ. Phó Chủ tịch huyện Hạ, tổng cộng có 2 người, một sáng một tối, đối phương thật sự rất giỏi. Hết sức chuyên nghiệp, có thể đó là nhân viên an ninh quốc gia. Giọng nói hăng hái Tiêu Ngũ lộ ra một chút quan tâm. Hạ Tưởng biết rất rõ, Tiêu Ngũ kích động bởi vì khi ở bộ đội đã được tập luyện tạo thành thói quen, khi gặp tình huống quan trọng, tinh thần hắn sẽ sôi sục dâng lên. Hiện tại hắn đã phát hiện ra có 2 người theo dõi mình, chắc chắn sẽ có ý muốn so tài với đối phương. Có thể nghĩ ra cách làm cho bọn họ bị mất dấu không? Hạ Tưởng chuẩn bị tự mình đi tìm Tống Chiêu Độ, nói chuyện qua điện thoại không tiện, lại có người đang theo dõi, chắc chắn sẽ đặt máy nghe trộm, cách tốt nhất để giải quyết chính là phải cắt đuôi. Tôi sẽ thử xem đối phương cũng không đơn giản.
Kinh nghiệm rất phong phú, nếu anh vừa rồi không ngồi cùng một chỗ với Tổng Giám Đốc Nghiêm, khiến đối phương có một người giật mình ngạc nhiên. Tôi cũng không phát hiện được thực ra là có tận hai người. Giọng nói Tiêu Ngũ rất bình tĩnh, hiển nhiên không có ý trêu chọc. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến tạo ra các phiền phức cho bọn họ mới mong thoát được, đến lúc đó thừa lúc rối loạn loại bỏ bọn họ, anh vẫn cứ đi vòng quanh, tôi sẽ đi phía sau bọn họ. Hạ Tưởng không khỏi xấu hổ, Nghiêm Tiểu thì khóc trong ngực hắn, cũng không ngờ khiến người theo dõi lộ ra dấu vết, có thể thấy được sức mạnh của mỹ nữ, quả nhiên không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi lực sát thương của người đẹp. Vì Nghiêm Tiểu thì nhào vào ôm hắn, khiến một người trong bọn họ bị bại lộ, Hạ Tưởng không biết là nên cảm thấy may mắn hay là nên buồn nữa. Hắn đứng dậy hướng về phía đông quảng trường mà đi, tới nhà của Tống Chiêu Độ phải đi hướng nam, hắn đang muốn dương đông kích tây, cũng không phải là không muốn chống đánh xuôi kèn thổi ngược, dù sao cũng muốn người theo dõi phía sau không nghĩ ra, không biết hắn đang định làm cái gì. Đi đến siêu thị, Hạ Tưởng dạo qua một vòng ở khu quần áo nam, lại trốn vào một gian phòng thay đồ liên hệ với Tiêu Ngũ một chút, biết được hai người đó vẫn theo chứ không bỏ, hơn nữa trình độ lại rất giỏi, thiếu chút nữa đã phát hiện ra hành tung của Tiêu Ngũ. Hắn gật đầu, thấy phiền lòng không nói lời nào, ở phía sau rốt cuộc vẫn còn có một cái đuôi, tuy rằng đã biết bọn họ ở đó, cũng có thể khiến bọn họ không tìm ra chứng cứ gì, nhưng vẫn luôn thấy bóng dáng ở phía sau. Chẳng những trong lòng thấy khó chịu, mà còn gây trở ngại đến rất nhiều việc của hắn. Nhất là hiện tại đang có việc rất quan trọng, đó là phải nhắc nhở Tống Chiêu Độ một tiếng, nếu không tính kế tiếp theo, thì toàn bộ hành động sẽ bị đối phương nắm giữ, sẽ gây phiền toái rất lớn. Phải làm sao bây giờ? Hạ Tưởng từ phòng thay đồ đi ra, vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, đúng là Lam Miệt. Hắn đột nhiên lóe lên một ý tưởng, có rồi, một chủ ý lập tức được hình thành ở trong đầu, khiến đối phương chịu chút vất vả cũng tốt. Vừa nghĩ ra chủ ý, hắn giơ tay chào hỏi Lam Miệt. Lam Miệt. Lam Miệt một mình đi dạo ở siêu thị, đột nhiên nhìn thấy Hạ Tưởng, cũng là vừa mừng vừa kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm hắn vì sao lại đi siêu thị một mình, Tào Thù Lê đang ở đâu. Hạ Tưởng không có trả lời luôn vấn đề mà cô hỏi, mà liền đưa tay qua vai Lam Miệt, cử chỉ rất thân mật, nhỏ giọng nói. Đừng nói gì cả, có việc này muốn nhờ em giúp anh. Lam Miệt bất ngờ thấy Hạ Tưởng có hành động thân mật, hoảng sợ, thấy ngượng ngùng liền muốn đẩy hắn ra, đành phải cúi đầu nói. Anh ngay cả em cũng làm như thế, hơi thái quá rồi đó. Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Em nghĩ cái gì thế? Anh nói cho em biết, Lam Miệt, đằng sau có hai người đang theo dõi anh vứt mà không xong. Đừng hỏi bọn họ là ai, cũng đừng lo nhiều như vậy, anh chỉ hỏi em có thể giúp anh ngăn bọn họ lại được không? Sau đó đổ cho bọn họ là bọn lưu manh muốn trêu đùa em. Được, không thành vấn đề, chuyện vụ oan cho người khác thì em rất thành thạo, nhất là bọn người xấu thì lại là sở trường của em. Nhưng vấn đề là, nếu em giúp anh, em sẽ được cái gì? Lam Miệt mở to đôi mắt, ánh mắt không chút che giấu mà nhìn thẳng vào Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền cười. Trước tiên anh xin nợ, hiện tại không kịp cho em một điều kiện tốt gì, sau khi em giúp anh, nếu muốn có chỗ nào tốt. Cứ trực tiếp tìm anh sẽ không xù nợ đâu. Lam Miệt vui vẻ nói. Nói lời phải giữ lời. Hạ Tưởng liền cùng Lam Miệt thân mật mà sánh vai xuống lầu, ra khỏi siêu thị, Hạ Tưởng lại phát hiện ra cái đuôi phía sau, liền nói cho Lam Miệt biết đặc điểm của hai người. Lam Miệt liền đeo kính, giả vờ trang điểm, nhìn hai người phía sau, ghi nhớ ở trong đầu, liền nói với Hạ Tưởng. Mở to mắt ra mà xem. Bà cô này không sợ nhất chính là những bọn mặc kệ là có tố chất lưu manh, hay là có văn hóa lưu manh, tóm lại bà cô ta đây chính là một khắc tinh của bọn lưu manh. Hạ Tưởng khẩn trương cắt ngang lời của em. Cứ như vậy, lát nữa anh sẽ đi trước, em chậm rãi đi ở phía sau, chờ hai người kia tới đây rồi hành động. Không cần anh dậy, đừng dài dòng nữa, em biết phải làm thế nào. Nói ít thôi, anh muốn chạy trốn lại còn dài dòng. Lam Miệt đẩy Hạ Tưởng ra. Sau đó bước nhanh đi vào cửa hàng bán quần áo lót ở bên cạnh, Hạ Tưởng vừa ngẩng đầu thấy, trên đó viết, nội y của phụ nữ, vội quên đi, không giải thích với cô nữa, mau chóng đi. Hắn cúi đầu bước nhanh đi về phía trước, đi không ngừng, khi được mấy trăm bước đã thấy xa, mới đứng bên cạnh cửa hàng lén nhìn về xung quanh ở phía sau, phát hiện hai người một trái một phải đang phân nhau ra đi lại đây, một người vừa đi qua chỗ Lam Miệt, nơi có một cô gái đang chọn nội y.
Người còn lại đi qua một quán ven đường, quán bảy bán tất cả các dụng cụ bằng thủy tinh, chủ quán cũng đang ngồi xổm trong quán. Tình hình dường như hơi lạ, nhưng cụ thể không biết là lạ ở chỗ nào. Hạ Tường nhất thời cũng không nghĩ ra được, lo nghĩ làm gì, hắn không thể để ý nhiều như vậy, dứt khoát khẩn trương bước đi thật nhanh. Bước chân hắn nhanh hơn, phía sau hai người theo dõi sợ hắn sẽ trốn thoát mất, cũng bước nhanh về phía trước. Đột nhiên, nghe thấy rầm một tiếng, một người đã đá vào một bình thủy tinh ở phía trước, lập tức cái chai bị đá bị dập nát, mảnh thủy tinh vỡ rơi ra, người này vẫn còn muốn đi, chủ quán mặc kệ, liền nhảy dựng lên, lớn tiếng reo lên. Anh đá vào cái chai của tôi, mau bồi thường tiền mau. Người này họ Tôn, bởi vì luôn luôn khôn khéo, nên biệt danh của gã là Tôn Hầu Tử. Gã có rất nhiều chiêu, bởi vì lúc nãy, rõ ràng dưới chân không có cái chai, đột nhiên có người ném cái chai tới chân gã, tuy rằng gã vội vã theo dõi Hạ Tưởng không có để ý xung quanh, nhưng chắc chắn là chủ quán bày trò. Tôn Hầu Tử giận dữ. Đường đường là một nhân viên an ninh quốc gia sao có thể bị một chủ quán nhỏ lừa bịp tống tiền, gã vừa muốn lấy tay đẩy chủ quán ra, đồng thời tức giận quát một tiếng. Tránh xa một chút, cảnh sát đang phá án. Chủ quán cũng không biết là có nghe thấy không, dù sao thấy gã xoay người, chợt né người, liền tránh ra khi hắn đang định đẩy, ngược lại ở trước mặt gã, vừa ngăn không cho hắn đi, còn la lớn. Đi đã không để ý, mọi người mau đến đây xem. Có người đá vỡ cái chai của tôi mà không chịu bồi thường tiền. Cái chai của nhà tôi là đồ gia truyền vô giá, bán đi ít nhất cũng được mấy vạn nhân dân tệ, anh mà không bồi thường tiền cho tôi, thì đừng nghĩ là có thể đi được. Tôn Hầu Tử cũng xuất thân từ quân ngũ, nhìn chủ quán xoay người, có thể rõ ràng nhìn thấy lưng hắn rất thẳng, chân cứng rắn, tư thế chắc chắn, trong lòng sửng sốt, một người bán hàng mà cũng có trình độ như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không phải người nghèo túng. Chẳng lẽ là bị người ta đánh lén? Nghĩ đến đây, hắn duỗi tay lấy ở trên người thẻ nhân viên ra, định hù dọa đối phương. Trước mặt cứ qua được đã, rồi nói sau, bởi vì không nhanh Hạ Tưởng lập tức sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Không ngờ gã vừa duỗi tay ra, tay phải chủ quán liền duỗi về phía trước, thẳng tắp hướng tới tay gã chộp tới, trong miệng còn nói. Muốn chạy à, còn lâu nhé, hôm nay anh không bồi thường tiền cho tôi thì đừng mong chạy được. Tôi không cần biết anh là ai, chỉ cần anh đá vỡ cái chai của tôi thì phải bồi thường tiền, giữa ban ngày ban mặt, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Khi đang nói chuyện, mọi người ở xung quanh đã kéo đến vây quanh, ai cũng tới xem, thật náo nhiệt, hiển nhiên chủ quán là muốn lợi dụng sự tò mò, thờ ơ của mọi người, cổ động tất cả mọi người tới đây xem. Người đến rất nhiều, gã lại lấy thẻ nhân viên ra đe dọa, để quần chúng không nghĩ rằng gã ỷ thế mà ức hiếp người. Tôn Hầu Tử hiểu được, mình có ba đầu sáu tay cũng không thể trốn được, liền nhỏ giọng nói. Đừng ngăn cản việc thi hành nhiệm vụ của tôi, nếu không tôi sẽ bắt anh, đánh cho anh nửa sống nửa chết mà đi ra, anh đừng có không biết lý lẽ. Không cần phải nói, chủ quán đúng là Tiêu Ngũ đóng giả. Tiêu Ngũ biết đối phương là nhân viên an ninh quốc gia, cũng biết bọn họ quả thật có những đặc quyền riêng, nhưng nếu theo như lời gã nói có thể tùy tiện bắt người rồi đánh, khiến người ta chết khiếp. Nếu mình một chút quan hệ cũng không có, quả thật có thể sẽ sợ thật. Nhưng anh ta cũng biết phía sau Hạ Tưởng có các mối quan hệ rất rộng, cũng biết rằng trên quan trường tranh đấu, ra tới bên ngoài còn có thể anh tới tôi đi, nhưng nếu sau lưng lại làm chuyện xấu, chơi lén người khác, trừ phi tuyệt đối không bị người khác nắm được nhược điểm, nếu đối phương không nói ra lời nói vừa rồi, cũng không sợ gã bắt mình. Cho nên Tiêu Ngũ mới không sợ gã đe dọa, cười ha hả. Anh tưởng anh là ai? Thiếu nợ thì phải trả tiền, việc này hoàn toàn chính đáng, tôi không cần biết có phải anh là nhân viên an ninh quốc gia hay không, nhưng đá vào cái chai của tôi, làm ảnh hưởng đến quán nhỏ của tôi, đã không bồi thường tiền. Lại cố tình dọa làm tôi sợ. Chương 345, đánh cuộc một phen. Tiêu Ngũ càng nói to lên, khiến mọi người xung quanh nghe thấy rõ ràng. Mọi người giúp tôi phân xử, tôi không có quyền có thế. Tham gia quân ngũ rồi xuất ngũ lại không tìm được việc, vì cuộc sống tôi phải tự lực cánh sinh, dựa vào cái quán nhỏ này, bày bán mấy chai lọ kiếm chút tiền nuôi gia đình. Tôi không cầu xin gì cả, không cầu đất nước sắp xếp công việc cho tôi, không muốn làm tăng gánh nặng của xã hội, của Tổ quốc, tôi yêu Tổ quốc, nên tôi chỉ cần một quán nhỏ để sống tạm qua ngày, nuôi gia đình, thiên hạ rộng lớn, nhưng chỉ có quán nhỏ này là chốn dung thân của tôi mà cũng không được sao. Đồng chí này tự xưng là nhân viên an ninh quốc gia,
đá cái chai của tôi vỡ, còn luôn miệng nói đưa tôi đến cục cảnh sát để tra khảo, muốn đánh tôi nửa sống nửa chết. Đất nước của tôi chỉ dựng một quán nhỏ, chỉ vì muốn có miếng cơm ăn, tôi đã làm sai cái gì nào? Tiêu Ngũ tuy rằng bình thường ở trước mặt Hạ Tưởng hơi thận trọng, nhưng anh ta trước kia lăn lộn ở xã hội, đã từng qua lại với vô số tên côn đồ đánh nhau, nên cũng được trời phú biết diễn kịch một chút. Miệng vừa thanh minh rồi trình bày, lập tức khiến mọi người xung quanh thông cảm và căm phẫn. Mọi người đều chỉ trích Tôn Hầu tự ỷ thế hiếp người, không phải con người, không phải là người tốt, thậm chí có người còn xúi dục đánh cho gã một trận. Những người làm quan chức không có ai là tốt cả, bọn họ là chó săn, đúng là không ra gì cả. Đúng thế, đá hỏng đồ của người ta lại còn ngang ngược, lấy đặc quyền của mình ra, chính là không coi những người dân chúng ta là người. Đừng để cho anh ta đi, bắt anh ta phải bồi thường tiền. Bồi thường tiền đi, bồi thường tiền đi. Tinh thần quần chúng bị kích động, tạo thành một loạt các tiếng động lớn. Tôn Hầu Tử thầm kêu xui xẻo, không nghĩ tới đối phương bản lĩnh không tồi, còn có ý nghĩ, tình huống hiện tại đã như vậy, hắn có đưa ra giấy thẻ gì cũng không làm được gì, chỉ có cúi đầu bồi thường tiền, mới không phát sinh ra chuyện gì cực đoan nữa. Nếu không lại chọc giận mọi người, bị mọi người đánh cho một trận, làm mất mặt chính mình rồi làm hỏng cả việc quan trọng. Mắt gã thấy bóng dáng Hạ Tưởng chạy tới cuối con đường, rồi rẽ quẹo vào, lát nữa mà muốn đuổi kịp hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng. Rồi lại nhìn thấy đồng nghiệp của mình không ngờ đã ở cửa một cửa hàng bán quần áo lót, bị vài người vây quanh, không thể thoát ra được, gã đột nhiên hiểu được, không xong rồi, bị lừa rồi, đối phương đã phát hiện ra bọn họ, một tay dùng kế điệu hổ ly sơn. Tôn Hầu Tử khẩn trương, vội vàng lấy ví tiền ra, lấy ra toàn bộ tiền bên trong, đưa toàn bộ cho Tiêu Ngũ, nói. Rất xin lỗi, là do tôi đá vỡ cái chai của anh, là tôi không đúng. Hiện tại tôi đã bồi thường tiền cho anh rồi, như vậy đã đủ chưa? Nếu không đủ anh đưa số điện thoại của anh cho tôi lại đi lấy tiền bồi thường cho anh, tôi hiện tại đang có việc gấp, nên tôi đi trước được không? Tiêu Ngũ thấy đối phương thái độ mềm dần, nghĩ thầm rằng thật không đơn giản, đối phương có thể chỉ là đang diễn trò như mình. Anh ta thấy đối phương đưa cho tiền, ước chừng cũng phải gần 2.000 nhân dân tệ, lại thấy đám người xung quanh đã hết phẫn nộ, biết rằng hiện tại cần phải chuyển sang chuyện tốt. Chủ yếu là Hạ Tưởng có đủ thời gian để có thể ung dung mà thoát thân, liền nhận tiền rồi nói. Anh biết thức thời đấy, tuy rằng còn kém nhiều điều, tuy nhiên thái độ của anh cũng không tệ lắm, anh để tiền lại rồi đi đi. Tôn Hầu Tử nghe thấy vậy, trong lòng cũng tức giận, cũng không nói lên lời, đẩy đám người ra, theo hướng Hạ Tưởng đi mà đuổi theo. Tôn Hầu Tử thì chịu cúi đầu còn đồng nghiệp của hắn lại không như thế. Đồng nghiệp của gã, Ôn Đỗ lại không được may mắn như vậy. Gã này lại rất ngạo mạn, bị Lam Miệt lôi ra làm trò đùa rồi ngăn gã lại, kêu là lưu manh. Gã chẳng những không chịu nhận lỗi, còn nói năng lỗ máng, nói rằng phải bắt người, giam Lam Miệt lại vì đã gây trở ngại khi đang phá án. Lam Miệt lúc này bị dọa cũng không sợ, lại càng giận dữ, phát huy miệng lưỡi của mình. Thuyết phục nhân viên cửa hàng đồ lót cùng nhau làm chứng, chứng minh Ôn Đỗ sau khi đụng phải cô, còn có ý động tay động chân bất lịch sự. Bản tính phụ nữ thích xem náo nhiệt, so với đàn ông cũng không kém chút nào. Lam Miệt lại là người biết ăn nói, lại có vẻ mặt ấm ức, khiến người khác phải thương xót, hơn nữa Ôn Đỗ tính cách lại kiêu ngạo, khiến phụ nữ xung quanh đều không thích, cùng nhau vây chặt xung quanh, khiến hắn phải chịu nhận lỗi, nếu không sẽ không thả hắn ra. Hắn thở hổn hển, thiếu chút nữa đã rút súng lục ra đe dọa mọi người, may mắn lý trí của hắn vẫn còn. Hắn vốn là nhân viên an ninh quốc gia. Luôn luôn tự cao về thân phận của mình, mặc kệ mọi chuyện ra sao, chỉ cần có xuất thân như vậy, dứt khoát có khả năng dọa mọi người. Không ngờ hôm nay bị lật thuyền trong mương, bị một đám phụ nữ vây quanh, còn cười nhạt đối với một nhân viên an ninh quốc gia như hắn, khiến hắn tức giận ngút trời, đồng thời lại vô cùng buồn bực. Nếu là một bọn đàn ông, với tính tình của hắn trước đây, đã sớm ra quyền cước đấm đá. Nhưng hiện tại lại là một đám đàn bà con gái. Hơn nữa quả thật hắn lại bị vây ở ngay cửa của cửa hàng nội y phụ nữ, có lý cũng không thể nói rõ, thật là mắng không nỡ mà đánh cũng không được, lại nói thêm nữa, thiếu chút nữa hắn đã tức giận quá mức. Đến tận đây, Ôn Đỗ xem như đã nhận thức rõ ràng vì sao phụ nữ không thể phân rõ phải trái trắng đen, bởi vì phụ nữ không hề nghe lý lẽ phải trái gì cả. Hắn không dám động thủ, bởi vì đám phụ nữ xung quanh đều chỉ mặc áo ngực, chạm đến người nào.
không chừng lại bị ăn một bạt tai, chửi to hắn là lưu manh. Hắn không dám chửi lại, bởi vì vừa rồi hắn đã bị Lam Miệt mỗi lời chửi ra đều thô tục tới tấp, hắn biết rõ ngay cả một người như Lam Miệt cũng không đối phó được, nếu chẳng may tất cả mọi người đều tức giận, đồng thanh mà chửi hắn, không phải đem hắn ra mà chửi cho đến chết chứ, không chết không được. Tuy nhiên bởi vì tính cách hắn là như vậy, muốn cho hắn cúi đầu cũng không phải dễ. Đường Đường là nhân viên an ninh quốc gia, với đặc thù là công tác của mình để bắt cúi đầu nhận sai trước một đám phụ nữ, hắn không làm được. Huống chi rõ ràng trong lòng hắn, Lam Miệt rõ ràng là không có việc gì làm nên gây chuyện, có ý ném một chiếc bra đến đỉnh đầu hắn, còn vu tội cho hắn, nói hắn là lưu manh, là đồ háo sắc, là kẻ háo sắc điên cuồng, khiến hắn khó lòng giải thích. Ôn Đỗ không thể tránh khỏi, nhưng cũng không phục, xem ra hắn mà nhận sai thì chẳng khác gì vứt bỏ nhân cách và tôn nghiêm, không được, tuyệt đối không được. Mọi người rằng qua một lát, bộ đàm bỗng nhiên vang lên, bên trong truyền đến thanh âm của cậu Tôn. Số 2 đâu, chúng ta bị lừa rồi. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, ngay từ đầu hắn cũng không nhận ra khi bị ngăn lại là có chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ là Lam Miệt cố ý gây chuyện. Nghe được Tôn Hầu Tử cũng đã mất dấu hạ tưởng, hắn mới bừng tỉnh ngộ, gay gâu rồi, hóa ra đứa con gái điêu ngoa trước mắt chính là do hạ tưởng đặt bẫy, bởi vì muốn lừa hắn mắc mưu, chính là muốn cho hạ tưởng tranh thủ thời gian. Nhận rõ sự thật ngay trước mặt, sau đó hắn thấy chung quanh đám phụ nữ ấy, một đám đối với hắn như hổ rình mồi, hắn nghĩ thầm thôi quên đi. Muốn nói lý lẽ với phụ nữ, có nói vĩnh viễn cũng không thông, chỉ có cách cúi đầu mà nhận sai, nếu không, đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Đầu tiên hắn trịnh trọng quay về phía Lam Miệt xin lỗi, sau đó lại quay đến đám phụ nữ xung quanh cười và liên tiếp nói. Rất xin lỗi. Chủ yếu cũng là bởi vì bộ dạng của hắn bình thường cũng không quá đẹp trai, nếu không các cô nương cũng ít nhiều cho hắn chút thể diện. Không nghĩ tới, một gã đàn ông không đẹp trai lại lưu manh, đùa giỡn, đương nhiên các cô phải đồng lòng bảo vệ quyền lợi của mình không bị xâm phạm. Hiện tại hắn đã xin lỗi, thái độ mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng do đã rằng có đến nửa ngày, khiến mọi người thấy có chút phiền phức, liền cho hắn một con đường, thả cho hắn đi. Hắn chật vật mà chạy ra khỏi đám người, quay đầu nhìn lại Lam Miệt vài lần, rồi nói. Cô hãy chờ xem, tôi sẽ nhớ kỹ cô. Lam Miệt hừ một tiếng. Ai sợ ai chứ, có bản lĩnh thì cứ đến tìm tôi, cả thiên hạ này phụ nữ ở đâu cũng cùng một nhà, tôi đi đến chỗ nào, đều có các chị em bảo vệ tôi. Đám phụ nữ tất cả đồng thanh. Đồ háo sắc, có dũng khí thì đừng có đi. Với bản lĩnh cộng thêm với việc Đường Đường là nhân viên an ninh quốc gia, hắn vẫn đành phải chạy khỏi chỗ chết. Sau khi Hạ Tưởng thoát khỏi hai người theo dõi, trong lòng nghĩ Tiêu Ngũ và Lam Miệt thật có bản lĩnh, hắn khen ngợi không ngừng. Nhất là Lam Miệt, không bao giờ nghĩ cô rất cẩn thận, thận trọng, hơn nữa rất tinh nhanh, không ngờ có thể cuốn lấy nhân viên an ninh quốc gia, không cho đối phương thoát thân, quả thật là có một không hai. Hắn đánh một chiếc xe, vừa lom khom đi một đoạn, cho đến khi xác định phía sau không còn có người theo dõi, mới đi đến gặp Tống Chiêu Độ ở gần đây. Hắn không dám lên thẳng trên nhà, bởi vì hắn không dám khẳng định Tống Chiêu Độ có bị theo dõi ở đây hay không. Đang lo nghĩ, bỗng nhiên hắn nghĩ tới Tống Nhất Phàm. Hạ Tưởng liền gọi di động đến Tống gia. Đúng là Tống Chiêu Độ nhận điện thoại, giọng ông ấy đúng là nghe rất bình tĩnh, ông ấy vẫn không biết đã bị theo dõi và nghe lén. Hạ Tưởng không trực tiếp nói tình hình thực tế với Tống Chiêu Độ, bởi vì hắn lo lắng điện thoại của Tổng gia bị nghe lén. Nội dung cuộc trò chuyện sẽ bị đối phương nắm giữ, cho nên bây giờ không thích hợp để nói ra. Hạ Tưởng liền hạ thấp giọng nói, cố ý giả giọng nói, xin chào, cháu tìm Tống Nhất Phàm, cháu là bạn học của cô ấy. Tống Chiêu Độ sửng sốt, Tiểu Phàm vẫn rất nghe lời, rất ít khi đưa số điện thoại ở nhà cho bạn cùng học, thế nào hôm nay lại có bạn cùng học gọi đến nhà vậy? Thoáng do dự, ông vẫn cứ gọi Tiểu Phàm ra nghe, liền gọi. Tiểu Phàm, điện thoại của con. Hạ Tưởng lau một chút mồ hôi, ngay cả Tống Chiêu Độ cũng không nhận ra giọng hắn, thì cho dù có người nghe lén, cũng không ai dám khẳng định là ai đang nói ở điện thoại. Mình giả giọng cũng khá được, ít ra còn có chút tố chất mà trở thành nhân viên đặc công. Chỉ chốc lát sau, giọng nói ngọt ngào của Tống Nhất Phàm vang lên. Alo, xin chào, ai vậy ạ? Xin chào bạn Tống Nhất Phàm, mình có chuyện quan trọng muốn cùng bạn trao đổi, bạn có thể ra ngoài nói chuyện một lúc được không? Mình chờ bạn ở chỗ gặp nhau lần trước, có một vấn đề mình muốn bạn chỉ bảo một chút,
là về vấn đề làm sao để làm thí nghiệm về thành phần hóa học trong không khí, còn có chuyện này quan trọng hơn nữa, tốt nhất không nên nói cho cha mẹ bạn biết, có được không? Hạ Tưởng nói ra một hơi, hắn chính là muốn đánh cuộc một phen, nếu Tống Nhất Phàm đủ thông minh, có thể đoán được hắn là ai, và ngay lập tức sẽ gặp mặt hắn. Tống Nhất Phàm ngây người sửng sốt, trong đầu nhanh chóng hiện lên vài ý nghĩ. Đúng như Hạ Tưởng đoán, cô nghĩ một chút liền hiểu Hạ Tưởng gọi điện thoại đến tìm cô thế này, khẳng định là có chuyện quan trọng, nếu không với tính cách của hắn sẽ không cố làm ra vẻ bí mật. Tuy rằng không đoán ra Hạ Tưởng bởi hắn đã cố ý giả giọng khi nói chuyện, tuy nhiên bẩm sinh từ bé cô đã có thể đoán giọng nói, trong nháy mắt cô đã quyết định. Vậy được, bạn chờ mình sẽ đến ngay. Về phần Tống Nhất Phàm sẽ làm thế nào để thuyết phục Tống Chiêu Độ, nói dối hay là nói thật, vấn đề đó Hạ Tưởng không cần phải lo lắng, hắn chỉ cần khiến Tống Nhất Phàm có thể xuống nhà và gặp mặt hắn. Hắn tin rằng, khi hắn giả giọng sẽ khiến người nghe lén không hiểu hắn là ai, hơn nữa khi cuộc nói chuyện lại là về học tập, mà bọn họ sẽ không quan tâm để ý đến việc học tập của Tống Nhất Phàm. Xem như Hạ Tưởng đã thành công. Người phụ trách nghe lén nghe được cuộc điện thoại của Tống gia, qua phân tích, nhất trí đưa ra kết luận là tin tức đó không có giá trị, không cần để ý. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là nghe lén điện thoại của Tống Chiêu Độ, chứ không phải nghe về học tập và cuộc sống của một nữ sinh trung học, cho nên liền bỏ qua không để ý đến. Hơn nữa Hạ Tưởng lại may mắn là, hắn đi vào tiểu khu Tống gia mà không bị sao, lại vào đúng thời điểm Tống Chiêu Độ bị người âm thầm theo dõi. Bởi vì theo dõi Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ là hai nhiệm vụ khác nhau, hai người khác nhau, mà người theo dõi Tống Chiêu Độ cũng không nhận được đồng thời mệnh lệnh phải theo dõi Hạ Tưởng, cho nên bọn họ căn bản không biết Hạ Tưởng, chỉ nghĩ hắn là người khách bình thường. Hạ Tưởng không thèm để ý đến nhân viên an ninh quốc gia, thong dong đi vào tiểu khu, sau đó đi tới khu đình vắng vẻ nơi lần trước hắn đã cùng trò chuyện với Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm vội vàng chạy tới, trên người vẫn mặc bộ quần áo ở nhà. Bởi vì khu đình nhỏ này ở một góc khá vắng, lại thấp thoáng sau những cây đại thụ và các hòn non bộ, rất ít khi có dấu chân tới nơi tĩnh mịch này. Tống Nhất Phàm vừa thấy Hạ Tưởng, liền cao hứng phấn chấn nói. Em chỉ đoán là anh, lén lút không giống người tốt, cũng may, em vẫn còn có một chút tin tưởng đối với anh. Nói mau, anh có mưu ma trước quỷ gì? Hóa ra hình tượng mình ở trong mắt cô ấy không phải người quang minh chính đại. Hắn biết thời gian rất cấp bách. Cũng không để ý việc cô giễu cợt, liền nghiêm túc nói. Đừng lộn xộn nữa, Nhất Phàm, nhỏ giọng chút, mau ngồi xuống, có chuyện quan trọng, anh cần em thay anh truyền đạt lại cho trưởng ban Tống. Tống Nhất Phàm thấy vẻ mặt trịnh trọng của Hạ Tưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nghiêm lại, nghiêm túc nói. Chuyện gì mà bí mật vậy, nói cho em biết đi, nhất định em sẽ nói lại cho ba em. Xin em chuyển lời với trưởng ban Tống, có người đang theo dõi ông ấy. Thậm chí còn dùng cả thủ đoạn nghe lén điện thoại, bất luận tại thời điểm này bất luận có hành động gì phải tránh bị người nắm được kế hoạch. Sở dĩ hôm nay Hạ Tưởng phải tốn mất bao công sức đến báo tin cho Tống Chiêu Độ, chính là lo lắng chẳng may trước khi Tống Chiêu Độ chiến Cao Thành Tùng, bị Cao Thành Tùng nắm rõ hết kế hoạch, nắm rõ nội tình sự việc, sẽ khiến sự việc phát triển theo chiều hướng khác, nói không chừng có thể còn bị Cao Thành Tùng trở mặt một trận. Làm không thể không thận trọng, người không thể không mạo hiểm mà thông báo cho biết. Hạ Tưởng nhìn Tống Nhất Phàm nói lại lần nữa. Em nhất định phải nói lại điều đó, sự việc hết sức nghiêm trọng, không thể có sơ suất. Còn nữa, em còn phải giả bộ dường như không biết chuyện gì, đừng để cho người khác phát hiện ra có điều khác thường. Tin tức ở trên người em, yên tâm đi, anh Hạ Tưởng, em không phải còn nhỏ, em biết là nên làm như thế nào. Tống Nhất Phàm nói rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút e sợ, ngược lại, có một chút mơ hồ kỳ vọng và hăng hái. Em có thể thay ba em xử lý chuyện quan trọng như vậy, ông ấy có thể xem trọng một chút đối với em đúng không? Hạ Tưởng lắc đầu, hắn cho rằng phải xử lý một chuyện rất quan trọng, mà Tống Nhất Phàm lại cho rằng đơn giản, xem như làm một chuyện bình thường. Cũng tốt, không cần phải tạo áp xe cho cô ấy, năm lần bảy lượt nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề, ngược lại giúp cô giảm đi gánh nặng về tâm lý. Như vậy sẽ khiến cô tùy ý xử lý công việc nhưng vẫn làm được tốt. Cũng có lợi cho sự trưởng thành của cô sau này. Hạ Tưởng giải thích xong, còn nói. Em về nhà, đem chuyện này nói cho trưởng ban Tống, sau đó giả vờ mang một quyển sách bài tập xuống dưới, đem những lời mà trưởng ban Tống muốn nói với anh sẽ ở chỗ này chờ em. Thế cũng được. Tống Nhất Phàm làm mặt quỷ,
cười hì hì rồi xoay người chạy. Bộ quần áo mặc ở nhà của cô rộng thùng thình khiến thân hình cô lúc ẩn lúc hiện, có một sự thú vị nhất định. Đó là cô còn mặc một bộ trang phục rộng thùng thình trên người, vậy mà những bộ phận cơ thể của cô vẫn như không cam chịu mà muốn phá vỡ sự trói buộc, làm cho người ta nhìn không tránh khỏi tim đập dồn dập. Thật đúng là càng trưởng thành càng khác, Hạ Tường bất đắc dĩ lắc đầu, đuổi đi những suy nghĩ đang hỗn độn trong đầu. Rốt cuộc trưởng ban Tống sẽ áp hành động bằng cách nào? Hạ Tường không thể không đoán một chút, lúc này cục diện đang là, Cao Thành Tùng đang giãy giụa những đợt cuối cùng, có ý đồ lật lại thế trận, hắn hoặc là đã đoán được cái gì, hoặc là đã nắm được toàn bộ sự việc, tuy nhiên khả năng là chỉ đoán được một chút mà thôi. Nhưng mặc kệ là thế nào, hắn đều sẽ cố hết khả năng để đánh bại đối thủ, đánh bại Tống Triều Độ. Nếu thật sự để Cao Thành Tùng biết, hắn đã nắm giữ được mọi thủ đoạn và các mối quan hệ cùng với các cách thức làm việc của Tống Triều Độ, nói không chừng hắn sẽ phát hiện ra lỗ hổng, đánh cho Tống Triều Độ một đòn chí mạng. Đến lúc đó, Tống Triều Độ bị ngã, chỗ dựa và hy vọng lớn nhất của mình từ trước tới nay sẽ bị tan biến. Mất đi Tống Triều Độ đứng phía sau bầy binh bố trận, chắc chắn chỉ trong khoảng thời gian ngắn mình sẽ bị Cao Thành Tùng đập nát. Cao Thành Tùng hiện tại không thể đánh ngã mình, không phải bởi vì mình có các mối quan hệ hùng mạnh, mà là vì Tống Chiêu Độ có thể sẽ ra tay đúng lúc, vào thời điểm mấu chốt sẽ đánh cho Cao Thành Tùng trở tay không kịp, khiến Cao Thành Tùng không thể kịp tập trung sức mạnh để đối phó với mình. Xét đến cùng, chính là bởi vì chính mình và Tống Chiêu Độ phối hợp ăn ý, có thể liên kết với nhau để khống chế kẻ địch. Nếu chẳng may bị Cao Thành Tùng tiêu diệt từng bộ phận, tiền đồ của Tống Chiêu Độ không thể nói trước, tương lai của chính mình cũng thật xa vời. Hạ Tường còn đang suy nghĩ thì Tống Nhất Phàm nhanh nhẹn trở lại. Không nghĩ tới chỉ lên lầu một lát, không ngờ cô liền thay đổi quần áo khác, quần bò màu lam nhạt, bên ngoài mặc áo lông màu vàng nhạt ôm sát quần bò, chợt cảm thấy thú vị khi trông cô có vẻ trưởng thành hơn, Hạ Tường liền cười. Em ăn mặc như vậy định đi đâu à? Đương nhiên là muốn cùng anh ra ngoài chơi. Tống Nhất Phàm vui vẻ cười, ngồi xuống cạnh Hạ Tường, giơ tờ giấy từ trong người ra giao cho Hạ Tường. Ba em nói, anh đem tờ giấy này giao cho chủ nhiệm hình. Mở tờ giấy ra, hiển nhiên Tống Chiêu Độ cũng không cố ý giấu giếm Hạ Tường. Hạ Tường đọc tờ giấy, sự việc có biến, trước tiên thu lưới. Điện thoại liên hệ không an toàn, thu lưới rồi gặp sau. Đúng là bút tích của Tống Chiêu Độ. Hạ Tường vừa nghĩ một chút đã nghĩ thông, khẳng định giữa hình đoan đài và Tống Chiêu Độ đã có sự giao hẹn, hai người có kế hoạch dự phòng, hoặc là tự mình gặp nhau nói chuyện, hoặc là có cách thức khác, hiện tại điện thoại đã không còn an toàn, Tống Chiêu Độ lại không thể đến và gặp mặt ông ấy, đành phải ủy thác cho mình làm người trung gian, để mình thư từ qua lại. Gặp thư như gặp người, nói vậy giữa Tống Chiêu Độ và hình đoan đài cũng đã có giao hẹn, trừ phi tự tay viết thư, nếu không hành động quan trọng không thông qua người trung gian nhắn hộ. Không nghĩ tới, chính mình lại đến thông báo cho Tống Chiêu Độ lại biến thành tự mua việc vào người. Kỳ thật cũng tốt. Thay Tống Chiêu Độ làm việc, cũng là bởi vì ông ấy có sự tín nhiệm 100% đối với mình. Hạ Tường gấp lại tờ giấy hỏi Tống Nhất Phàm, em cũng muốn đi cùng anh sao? Đương nhiên, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, em cũng không có việc gì, coi như cùng anh đi dạo phố. Còn nữa, em có thể hỗ trợ cho anh, đúng không? Em không để cho anh thêm phiền phức là được. Hạ Tường cười khổ. Em có thể đi theo anh, nhưng anh nói trước, em phải nghe lời. Không được chạy lung tung xem. Còn nữa, nếu có sự việc xảy ra, anh bảo rời khỏi, em phải ngay lập tức, một khắc cũng không thể dừng lại, có nhớ không? Nhớ rồi, các anh đều thật phiền phức, nói chuyện đều giống nhau như đúc. Tống Nhất Phàm bực mình nói, sau đó lại nắm tay Hạ Tường. Ba em đã giải thích qua cho em rồi, anh Hạ, anh cứ yên tâm, em cũng thông minh lắm, có em đi theo anh, đó là vinh dự của anh. Hạ Tường không nói được gì để chống đỡ, đành phải mỉm cười, lại âm thầm lắc đầu. Hai người đi ra khỏi tiểu khu. Trên đường đi, Hạ Tường không phát hiện ra phía sau có người theo dõi, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng đoán được ít nhiều người theo dõi mình và Tống Chiêu Độ là hai nhóm khác nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau, lại không cho nhau biết đối tượng theo dõi là ai. Thật đúng là may mắn, lại có Tống Nhất Phàm hỗ trợ, cũng có thể mê hoặc đối phương một chút. Đương nhiên điều quan trọng nhất là, Hạ Tường không biết hình đoan đài đang ở nơi nào, mà Tống Nhất Phàm lại biết, xem ra đây mới là nguyên nhân khiến Tống Chiêu Độ muốn Tống Nhất Phàm đi. Hạ Tường gọi một xe taxi,
Tống Nhất Phàm bảo đi tới chỗ ở của Hình Đoan Đài tiểu khu Vạn Đạt. Hình Đoan Đài không ở tại nhà ở tỉnh ủy, ở khu tỉnh ủy ông ấy cũng có nhà ở, nhưng không có vào ở, chính là sợ bị người ta tìm đến. Thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, người đến nhờ và không ít, sợ người ta luôn đến làm phiền, nên ông ấy dứt khoát sống ở một nơi yên tĩnh vắng vẻ bên ngoài. Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm đi vào tiểu khu Vanda, hai người cùng nhau đi vào khu hoa viên, bên cạnh hoa viên còn có máy điện thoại công cộng. Hai năm trước, việc sử dụng điện thoại công cộng còn thông dụng trên thị trường, tuy nhiên theo thời gian, những điện thoại này không còn thấy trong tầm mắt của mọi người nữa. Hạ Tưởng đưa cho Tống Nhất Phàm một chiếc thẻ điện thoại, nói rằng: "Em gọi cho ông ấy xin phép ông ấy có thể gặp mặt một chút ở nơi nào đó." Tống Nhất Phàm nhận tấm đó cười. "Em phát hiện ra anh làm chuyện gì đều chuẩn bị đầy đủ, đây là một ưu điểm nổi bật, ở điểm này, em đặc biệt rất thích." Hạ Tưởng được Tống Nhất Phàm khen ngợi, cũng không biết nói gì, liền cười cô. "Đừng lộn xộn nữa, mau đi đi, chuyện chính sự quan trọng hơn." Tống Nhất Phàm cầm lấy tấm thiệp đi gọi điện thoại, một lát sau trở về liền nói: "Chú Hình nói, ông ấy không nên xuất hiện ở nơi này, chúng ta trực tiếp đi lên là có thể gặp." Ngẫm lại đúng là như vậy, Hình Đoan Đài không giống như Tống Chiêu Độ, ông ấy thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, mặc kệ là công an hay là cục an ninh quốc gia, khẳng định cũng có người của mình. Cao Thành Tùng xem ra cũng không dám phái người đến theo dõi Hình Đoan Đài. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh không phải người bình thường, một phần là do chức vụ phải thường xuyên giao tiếp, có kinh nghiệm điều tra với hệ thống chính trị pháp luật, công an. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng hiện tại vô tình đi cùng Tống Nhất Phàm, nếu không có cô, Hình Đoan Đài chưa chắc đã chấp nhận cho mình vào ngồi nhà ông ấy. Hình Đoan Đài ở tại lầu 3, trong nhà bố trí đơn giản mà phóng khoáng, diện tích thật ra không rộng. Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm vừa vào cửa đã được Hình Đoan Đài đến tiếp đón, ông ta nhiệt tình mà vẫn giữ được phép của chủ nhà, chủ động bắt tay Hạ Tưởng. "Đồng chí Tiểu Hạ phải vất vả rồi." Hạ Tưởng vội nói. "Chủ nhiệm Hình quá coi trọng rồi." "Không vất vả, đây là một phần việc của tôi. Hơn nữa được đem chút năng lực làm việc cho trưởng ban Tống cũng là vinh hạnh của tôi." Hình Đoan Đài cười ha hả, không khách khí nữa. Lại nói thân mật với Tống Nhất Phàm mấy câu. Hạ Tưởng nhìn thấy, có vẻ Tống Nhất Phàm và Hình Đoan Đài rất thân thiết, xem chừng trước kia cũng thường xuyên gặp nhau. Hạ Tưởng đem tờ giấy giao cho Hình Đoan Đài. Hình Đoan Đài sau khi xem xong, qua lấy một que diêm nốt tờ giấy, vẻ mặt biểu cảm nói: "Tiểu Hạ, nói quan điểm của cậu xem nào." Hạ Tưởng đã đem việc hắn và Cao Kiến Viễn gặp nhau, cố ý giữ lại tài sản ngầm của Cao Kiến Viễn, nói sắp tới thời điểm mấu chốt, không ngờ Cao Kiến Viễn đột nhiên thay đổi, đột nhiên phải chuyển tài sản ra nước ngoài, và cũng không ngờ trên đường đi hắn phát hiện có người theo dõi, hắn kể lại sự tình một cách tỉ mỉ với Hình Đoan Đài, cuối cùng chính mình đưa ra kết luận. "Tôi hoài nghi là bí thư Cao đã phát hiện ra tôi và trưởng ban Tống có sự liên kết, ở khắp nơi chống lại ông ấy. Cho nên tôi cho rằng hẳn là bí thư Cao đã hành động, nếu không người bình thường không thể huy động nhân viên an ninh quốc gia được." Ánh mắt Hình Đoan Đài nhìn thẳng Hạ Tưởng, thấy hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, lộ vẻ trầm tư, nghĩ thầm rằng Chiêu Độ đối với Hạ Tưởng ngày càng tín nhiệm, trước kia mình và hắn không thường xuyên qua lại, nên không rõ lắm về nhân cách của hắn. Hôm nay quả thật thấy tiểu tử này gặp chuyện như vậy mà không hoảng hốt, lại rất bình tĩnh, coi như cũng không tồi. Hình Đoan Đài suy nghĩ một lúc mỉm cười. "Cậu phân tích rất đúng, Phó Giám đốc Sở Công an thành phố Yến là người của Cao Thành Tùng, hắn và Cục An ninh Quốc gia cũng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hơn nữa Cục An ninh Quốc gia cũng có thân tín của hắn. Tuy nhiên dù có người theo dõi và nghe lén cũng không sợ. Chúng ta làm việc đường đường chính chính, đi được, đứng được. Làm sao phải sợ hắn dùng thủ đoạn lén lút?" Nói xong, Hình Đoan Đài đứng lên giữa phòng khách đi qua đi lại một lúc, rồi giọng ra mệnh lệnh nói: "Tiểu Hạ, cậu cứ tiếp tục gặp gỡ với Cao Kiến Viễn, có thể giữ lại được là tốt nhất. Nếu có thể giữ hắn lại thì công lao của cậu là lớn nhất." Sau đó ông ta lại nhìn về phía Tống Nhất Phàm. "Tiểu Phàm trở về chuyển lời với ba cháu, bảo ông ấy giả bộ không biết có người theo dõi, bình thường với tất cả mọi người như thường ngày, cho tới khi nào ta bắt đầu thực hiện kế hoạch thì sẽ gặp nhau." Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm rời khỏi Hình gia. Trời đã về chiều, không biết từ khi nào mây đen đã kéo đầy trời, bầu trời u ám. Thành phố Yến vào thu, gió thu thổi tới rất mạnh nên rất lạnh. Tống Nhất Phàm ăn mặc phong phanh,
phải gió đông nên hơi run lên vì lạnh, Hạ Tưởng đã nói với cô. Không cần phải để ý đến sắc đẹp, chạy nhanh về nhà, không sẽ bị lạnh, nhớ kỹ, phải giả bộ dường như không có việc gì. Tống Nhất Phàm bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn nói. Một chút phong tình cũng không hiểu, thấy em lạnh, đáng ra nên lấy quần áo trên người mà cởi ra, phủ thêm lên người em, hoặc là ôm em, sưởi ấm cho em. Anh nói xem, anh một chút đàn ông cũng không có, thế nào mà lại khiến chị Tào lại thích anh? Hạ Tưởng giơ tay lấy tiền ra bảo. Anh cho em mượn mấy trăm tệ, bên cạnh có một siêu thị, em có thể đến đó mua quần áo mới. Thật không chịu nổi. Tống Nhất Phàm đánh Hạ Tưởng một cái, đưa tiền của hắn gạt sang một bên. Không thèm để ý tới anh, em đi đây. Tống Nhất Phàm nói đi là đi, vẫy một chiếc xe, cũng không để ý Hạ Tưởng, cứ thế mà đi. Hạ Tưởng gãi đầu, nghĩ rằng với tính tình của Tống Nhất Phàm, tin rằng trong suốt quãng thời gian trung học cô sẽ vượt qua thuận lợi. Hiện tại những nam sinh hiểu được lễ nghĩa rất ít, muốn lọt vào mắt Tống Nhất Phàm chỉ sợ không có mấy người có thể đạt tới. Hạ Tưởng về tới Tào gia. Tào Thù Lê đang chờ vừa thấy Hạ Tưởng trở về liền nhào vào lòng hắn, quan tâm hỏi han. Anh rất giỏi làm người khác lo lắng, vừa ra khỏi cửa là đi từ sáng tới tối. Một cuộc điện thoại cũng không thấy, em cũng không dám gọi điện thoại cho anh, sợ ảnh hưởng tới anh. Hạ Tưởng vuốt ve tóc cô bé, ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể của cô, nhưng trong lòng không thấy một chút dục vọng nào, chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ nghĩ muốn ở trong lòng cô, lại có cảm giác muốn tựa đầu vào ngực ngủ, liền nói. Anh đói bụng, nấu cho anh chút gì ăn, ăn cơm xong, đi ngủ sớm, hôm nay nhiều việc quá, nên hơi mệt mỏi. Còn cô bé Lê, từ sau không cần lo lắng cho anh. Anh không sao, anh tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Chương 346, trong chóng đo chiều gió cuối cùng. Hừ, anh là vị hôn phu của em không lo lắng cho anh thì lo lắng cho ai? Tào Thù Lê nói một câu đúng lý hợp tình, cũng có khí thế đặc biệt, Hạ Tưởng nghe xong trong lòng ấm áp, chỉ có người yêu anh thật lòng anh, mới có thể thường xuyên để anh ở trong lòng, sẽ đối xử với anh tốt nhất. Cô bé còn có khả năng nấu nướng rất khá, chỉ chốc lát sau đã làm xong đồ ăn nóng hôi hổi, Hạ Tưởng liền cùng cô ăn cơm. Trong nhà không có người nào khác, Tào Thù Quân bình thường cũng lười về nhà, vậy hồ à chỉ còn thế giới của hai người. Không biết cô bé nghĩ tới cái gì, đang ăn, đột nhiên hai má ửng hồng, ngượng ngùng mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng, lại nhanh chóng rời ánh mắt. Thực ra hôm nay là một cơ hội hiếm có để bắt lấy cô bé, chỉ có điều trong lòng Hạ Tưởng có tâm tự. Thật sự là không có hứng thú, hơn nữa hắn cũng không muốn lần đầu tiên với cô bé lại qua loa cho xong chuyện, hắn muốn có một lần đầu tiên hoàn hảo, muốn cùng cô bé lưu lại một điều gì đó, cho nên sau khi ăn cơm xong, hắn vội vàng thu dọn một chút, lại an ủi cô bé vài câu, liền đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, hắn đã về tới huyện An. Đối với huyện An mà nói thì du lịch và nông nghiệp là trụ cột. Bước vào mùa đông, công việc cũng ít đi. Toàn bộ tòa nhà huyện ủy cũng có vẻ lười nhắc đi. Tuy nhiên ở bên trong mấy dự án lớn còn đang tiến hành. Trước mắt ngoại trừ công trình xây dựng bổ sung các điểm du lịch đã kết thúc nên công việc diễn ra không vội vàng. Ở bên trong dự án xây dựng công trình làng du lịch và công viên lại diễn ra đầy khí thế. Dự án công viên theo thiết kế thì ít hạng mục, nên về cơ bản hiện tại đã hoàn thành 70%, 70% chỉ cần khoảng một tháng nữa là có thể khai trương. Còn theo bản thiết kế làng du lịch thì hạng mục khá nhiều, hiện tại đã hoàn thành phần nền, bắt đầu xây dựng, thi công trên phần nền ấy. Về việc cải tạo nhà khách huyện ủy cũng đã gần hoàn thành. Tề Á Nam rất thông minh, không hổ là một doanh nhân giỏi trong ngành kinh doanh khách sạn, toàn bộ tường ngoài nhà khách chỉ còn một lần chát vữa, vừa đỡ tốn tiền, làm việc tốn ít thời gian. Các hạng mục bên trong, toàn bộ phương tiện đã được đổi mới. Các dụng cụ được chọn mua để sử dụng đều là từ tập đoàn Tề Thị, giá cả so với bên ngoài cũng rẻ hơn không ít. Việc bồi dưỡng và đào tạo lại các nhân viên phục vụ cũng là từ bộ môn chuyên môn của tập đoàn Tề Thị phụ trách. Có thể nói, khi một công ty đã hình thành quy mô, phát triển thành tập đoàn thì làm bất cứ việc gì cũng sẽ rất nhẹ nhàng. Bởi vì mỗi tập đoàn đều có một bộ phận phụ trách một chuyên môn nhất định, thân là tổng giám đốc, chỉ cần điều động các nhân viên của tập đoàn. Mệnh lệnh từ trên ban xuống đều phải thực hiện. Hạ Tưởng vừa lên ban, Khâu Tự Phong liền gọi điện thoại tới, nói là có việc muốn nói. Giữa văn phòng Khâu Tự Phong, có thêm một bồn hoa. Hạ Tưởng chưa hề nghiên cứu đối với bồn hoa,
chỉ có điều nhìn thấy như vậy trông cũng hay, nhưng lại không nói gì đi tới. Khâu Tự Phong tủm tỉm cười, mời Hạ Tưởng ngồi xuống. Vừa mới nói câu đầu tiên đã khiến Hạ Tưởng giật mình kinh hãi. Phó Chủ tịch huyện Hạ, gần đây có phát hiện ra phía sau mình có cái đuôi không? Khâu Tự Phong nói vậy là có ý gì? Không thể không nói, Hạ Tưởng đúng là bị hắn làm cho hoảng sợ. Có người theo dõi chuyện của hắn, hiện tại chỉ có Tống Chiêu Độ và vài người biết, đến Lý Đinh Sơn hắn cũng không có nói, làm sao Khâu Tự Trọng lại biết. Vừa nghĩ thì cũng rõ được vài phần, liền kín đáo mà cười. Làm sao mà chủ tịch huyện cũng biết điều đó? Ừ, là bằng hữu ở Cục An ninh Quốc gia nói cho tôi biết. Khâu Tự Phong cũng không có ác ý tươi cười, hắn nhìn Hạ Tưởng vài lần đầy ẩn ý, còn nói tiếp. Nói ra có lẽ không đúng quy tắc, tuy nhiên nếu bí thư Cao hạ mệnh lệnh loạn lên, có người thấy không thích, mới lộ ra bên ngoài một ít tin tức cũng là bình thường, anh nói xem có phải vậy không phó chủ tịch huyện Hạ. Hạ Tưởng hiểu, khẳng định là Khâu gia và nhân viên an ninh quốc gia có quan hệ tốt đẹp, cho nên Cục An ninh Quốc gia mới có người lộ ra tin tức với Khâu Tự Phong. Nếu hắn ra mặt nói ra, hiển nhiên là có thiện ý, Hạ Tưởng cũng thấy điều đó là đúng, nói. Cảm ơn Chủ tịch huyện Khâu đã nhắc nhở, chỉ có điều sự việc rất phức tạp, vì vậy ngài không cần phải để ý chuyện này, tránh phải gặp phiền toái. Khâu Tự Phong nhìn Hạ Tưởng một lát, kéo tay áo, cười ha hả. Phó Chủ tịch huyện Hạ nói vậy là có ý gì? Tôi tuy rằng chỉ là một chủ tịch huyện, so với bí thư tỉnh ủy thì cách biệt một trời, nhưng cũng có nghĩa khí. Tôi muốn giúp đỡ cậu, nếu có việc gì cần tôi ra mặt hỗ trợ, chỉ cần trong phạm vi tôi đủ khả năng, tôi nhất định không từ chối. Hiếm khi thấy Khâu Tự Phong có thể dõng dạc nói như vậy, Hạ Tưởng liền đứng lên, trịnh trọng nói. Cảm ơn Chủ tịch huyện Khâu, ý tốt của ngài tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu thực sự có lúc cần ngài giúp, tôi sẽ đến phiền ngài, nhưng ngài không có trách tôi là tốt rồi. Trở lại văn phòng của mình, Hạ Tưởng còn nhớ lại hôm nay biểu hiện của Khâu Tự Phong có chút khác thường. Hắn đưa ra kết luận rằng, xem chừng Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm cũng giống nhau, đều đã biết Cao Thành Tùng sắp bị miễn nhiệm, cho nên mới thể hiện thiện ý với mình, bán cho mình một chút ân tình không mất vốn. Tiêu Ngũ sau khi giúp Hạ Tưởng theo dõi, sau đó cũng âm thầm chú ý tới Lam Miệt. Trước đó liền chủ động đến gần Lam Miệt, thực ra là cũng muốn bảo vệ Lam Miệt. Không ngờ hai người mới quen đã thân, nói chuyện vô cùng ăn ý. Sau đó Tiêu Ngũ báo cáo công việc lại với Hạ Tưởng, còn đặc biệt nhắc tới Lam Miệt, hỏi vài câu về Lam Miệt, khiến Hạ Tưởng trong lòng liền đoán, chẳng lẽ kiếp này Tiêu Ngũ và Phương Mỹ Mỹ không có duyên phận đến với nhau nên đổi thành bị Lam Miệt hấp dẫn sao? Sau đó Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Tôn Hiện Vĩ. Hiện tại ngoại trừ công việc, hắn đều dùng số mới để liên hệ, hắn không tin nhanh như vậy số mới cũng đã có người nghe lén được. Tôn Hiện Vĩ báo rằng Cao Kiến Viễn cũng không thể chống lại những lợi nhuận hấp dẫn như vậy, bị biểu diễn của Tiêu Ngũ và Chu Hổ níu kéo lại, đương nhiên cũng không thể thiếu phần công lao của Tôn Hiện Vĩ đứng ở phía sau màn. Hiện tại đã tiến hành giai đoạn kiểm toán tiếp theo, nói cách khác tài khoản của Cao Kiến Viễn đã bị đóng băng, tạm thời không chuyển đi được. Thật là chuyện tốt. Sự việc này thật quá tốt khiến người ta hả lòng hả dạ. Hạ Tưởng nghe được tin tức của Tôn Hiện Vĩ, rốt cục thở phào một cái. Hao tổn biết bao tâm trí, cuối cùng cũng làm cho tài khoản của Cao Kiến Viễn bị đóng băng lại, Cao Kiến Viễn không còn tiền, hẳn là sẽ không tiếp tục chạy trốn ra nước ngoài được. Tất cả mọi việc đều đang phát triển theo phương hướng đã tính trước, cũng nên chiến đấu trực diện được rồi. Ba ngày sau, tin tức từ thành phố Yến làm người ta kinh ngạc, Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban thư ký Thành ủy Từ Đức Tuyền là người vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chính thức bị bắt. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các quận huyện của thành phố Yến đều không khỏi kinh ngạc. Sau khi tin tức truyền tới huyện An, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu được, vụ án Lệ Triều Sinh như phát súng khởi đầu những cơn sóng, vừa mới bắt đầu đã có những ảnh hưởng rất sâu xa. Tin tức trước tiên đã truyền tới tai Cao Thành Tùng. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên Cao Thành Tùng cảm thấy lo sợ nhất. Đột nhiên nhớ tới việc Cao Kiến Viễn, mà liền chủ động nhượng bộ trên hội nghị thường vụ, đồng ý để ủy ban kỷ luật tỉnh bắt Từ Đức Tuyền. Tuy nhiên khi hắn nghe nói Cao Kiến Viễn không nghe lời hắn nói, không có đem tiền chuyển đi chỗ khác đạt được thỏa thuận với bất động sản Giang Sơn, hiện tại tài khoản của bất động sản Lĩnh Tiên cũng đã bị kiểm toán, tạm thời không thể chuyển đi được. Hắn vừa tức vừa vội, lệnh cho Cao Kiến Viễn, bắt hắn phải bỏ ra nước ngoài ngay lập tức, tạm thời phải bỏ qua vấn đề tiền.
Đồng thời Cao Thành Tùng cũng thấy được trước đây đã vội vàng đồng ý cho lập hồ sơ vụ án Từ Đức Tuyền là một bước đi sai lầm. Khi tin Từ Đức Tuyền bị bắt được truyền ra, Cao Thành Tùng đã liên tưởng đến việc Cao Kiến Viễn bị Hạ Tưởng cho vào bẫy. Đây hóa ra đúng là khôn ba năm dại một giờ. Vừa phân ra, vừa hợp tác. Đúng là liên hoàn kế, một sáng một tối, kín mít không có một kẽ hở. Hắn lúc đó mới biết, nên mới muốn cho Cao Kiến Viễn xuất ngoại, chỉ sợ muộn thêm một chút nữa thì thật sự không còn kịp cứu vãn. Cao Kiến Viễn ngoài miệng vẫn trả lời, lại không có hành động gì. Lợi nhuận thật lớn, hấp dẫn như một sợi dây thừng trói y lại. Ai cũng không thể cự tuyệt bỏ vốn để có thể kiếm nhiều tiền hơn, nữa Tiêu Ngũ và Chu Hổ diễn rất thật, khiến cho hắn tin và không nghi ngờ. Hắn cho rằng hai người chính là những người mới có tiền nhưng lại không có đầu óc, thời cơ tốt như vậy, sao có thể bỏ qua. Cao Kiến Viễn không có kinh nghiệm buôn bán, rồi vì thế mà xem nhẹ Tiêu Ngũ và Chu Hổ, kể cả khi Cao Thành Tùng khuyên bảo cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không nghe theo lời Cao Thành Tùng nói, mà vụng trộm giấu đi. Đợi kiểm toán xong, hắn lấy được tiền của Tiêu Ngũ và Chu Hổ đến tài khoản ngân hàng, sau đó sẽ cao chạy xa bay. Từ sự việc Từ Đức Tuyền, Cao Kiến Viễn vẫn không nhận thấy sự nguy hiểm, cho rằng khi một trưởng ban thư ký thành ủy bị hạ bệ, sẽ không còn sóng gió nữa, có thể thấy rõ ràng là càng không làm liên lụy tới bí thư tỉnh ủy. Muốn điều tra một thường vụ thành ủy, thì phải được bí thư tỉnh ủy gật đầu, mà bố mình đã gật đầu thì có thể thấy Từ Đức Tuyền cũng sẽ không làm liên lụy đến Cao gia. Cao Kiến Viễn cũng không nghĩ nhiều đến vấn đề chính trị, một bên lo ứng phó với Cao Thành Tùng, nói dối hắn là đã làm xong thủ tục ra nước ngoài, một bên thúc giục việc kiểm toán cố gắng xét duyệt xong sớm. Hắn còn nói Nghiêm Tiểu Thì và Tiêu Ngũ, Chu Hổ phải liên lạc với nhau, để bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với bất động sản Giang Sơn. Một tấm lưới lớn vô hình đã giăng ra, rất nhiều người đã ở trong tấm lưới đó, hơn nữa còn bị buộc chặt lại ở trong đó. Chỉ có điều cũng không ai biết được khi nào lưới sẽ được thu lại. Mà ai là người nắm đầu lưới để thu? Đến tháng 12 năm 2000, trời bắt đầu lạnh, nhưng mà thời tiết còn không lạnh bằng tâm của Cao Thành Tùng. Hắn như rơi vào trong vực băng, vô cùng lạnh lẽo. Hắn đã phát hiện ra là không ngờ Cao Kiến Viễn vẫn đang ở thành phố Yến, chẳng những không làm thủ tục ra nước ngoài, mà còn đang âm thầm qua lại với Hạ Tưởng, ý đồ kiếm một khoản lớn. Hắn tức giận đến nỗi thiếu chút nữa bệnh tim tái phát. Sau khi hắn tìm được Cao Kiến Viễn, liền đánh mắng y. Lần đầu tiên từ khi sinh ra Cao Kiến Viễn bị ăn một bạt tai, hắn không kìm nổi giận dữ liền mắng. Là mạng sống quan trọng hơn hay là tiền quan trọng hơn? Mày là thằng khốn khiếp, ngay lập tức nhanh cút đi nước ngoài cho tao, hiện tại mày một phút cũng không thể ở lại. Cao Kiến Viễn bị Cao Thành Tùng thúc ép, bất đắc dĩ, đành phải thu dọn hành lý rời khỏi thành phố Yến, đi tới Bắc Kinh. Trước khi đi, hắn còn lo lắng, nên lặng lẽ gọi điện thoại cho Nghiêm Tiểu Thì, Nghiêm Tiểu Thì sau khi biết được lại lập tức thông báo cho Hạ Tưởng. Mà Hạ Tưởng lại thông báo cho Hình Đoan Đài. Sau đó, Hình Đoan Đài liền gọi điện thoại báo cho người ở Bắc Kinh, ngay khi Cao Kiến Viễn vừa mới đi vào sân bay, đã bị nhân viên tổ chuyên án mặc thường phục bắt, lập tức khống chế, giam giữ ở một địa điểm bí mật ở Bắc Kinh. Lúc này, Cao Thành Tùng hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng Cao Kiến Viễn đã ra nước ngoài rồi. Điều làm cho Cao Thành Tùng ủ rũ, chính là hắn đã sắp xếp người theo dõi Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng, chẳng những không thu hoạch được gì, còn ngược lại bị Hạ Tưởng trêu đùa một phen. Rơi vào đường cùng, đành phải gọi toàn bộ nhân viên theo dõi quay về. Bởi vì Yến Ca tìm hắn kể khổ, nói là nội bộ Cục An ninh Quốc gia đều có ý kiến phản đối. Cao Thành Tùng chán nản đành phải đồng ý, trong lòng hắn hiện lên một sự đau xót, tường đổ mọi người đẩy thêm, xem ra ngày Cao gia bị sụp đổ thật sự không còn xa. Chẳng lẽ lão thủ trưởng thực sự không bảo vệ hắn? Cao Thành Tùng đã vài lần gọi điện thoại cho lão thủ trưởng hoặc là lấy lý do việc này khó không thể tham gia vào và cự tuyệt hắn, hoặc là nói ông ta hiện không làm việc nữa nên cũng không muốn dính líu, hiện tại đang tu thân dưỡng tính, không quan tâm đến chính trị. Cao Thành Tùng tức giận đến hung hăng quăng cả điện thoại, mắng lão thủ trưởng. Trước kia nếu mình không lấy ông ta làm thành chỗ dựa, thì hôm nay mình có bị lạc lối và đi tới kết cục như vậy sao? Hiện tại mình đang thấy có thể tiến thêm một bước thì ông ta lại buông tay mặc kệ, không phải là cố ý đem mình nâng cao lên, sau đó tự làm mình ngã xuống thật mạnh sao? Thực ra Cao Thành Tùng cũng biết vị trí của hắn lúc nào cũng có nguy cơ. Tuy nhiên phần lớn mọi người đều giống nhau, tâm hồn hắn cũng ảo tưởng,
thứ nhất là muốn tận lực bảo vệ chính mình, bảo vệ cái ghế bí thư tỉnh ủy, vẫn muốn làm cho đến khi mãn nhiệm, sau đó lại làm tiếp chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân, cũng coi như công đức viên mãn, có thể an tâm dưỡng lão. Hai là có thể bắt được người động thủ phía sau, có thể khống chế trong phạm vi, đem một lưới bắt hết Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng, đảm bảo hắn ở tỉnh Yến có thể tiếp tục thẳng tiến, không có đối thủ, nhiệm kỳ còn 2 năm cuối cố gắng bồi dưỡng lực lượng của mình mạnh mẽ, sớm tính toán dự phòng cho việc lui về phía sau. Có điều hiện tại dù hắn và Bắc Kinh vẫn liên hệ thông suốt, nhưng vẫn không thể tiếp xúc được với trung tâm cơ mật. Hắn cảm thấy cả lão thủ trưởng và các mối quan hệ bình thường, tất cả đều luôn luôn có vẻ ứng phó gì đó với mình, mặc dù cũng nói rất khéo léo, nhưng hắn vẫn cảm giác rất miễn cưỡng. Cao Thành Tùng hiện tại hận thấu xương Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng, hận không thể tự tay chém một đao, đem hai người tại chỗ giết chết. Liền nhớ lại hồi hắn còn ở nông thôn giết heo cũng như thế, một dao đi xuống cảm thấy thoải mái. Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng là con dao nhỏ giết người, làm cho người ta vừa đau lại vừa khó chịu, không chết ngay được, càng khó chịu vô cùng, quả thực còn đau đớn hơn so với việc giết chết hắn ngay bây giờ. Tống Chiêu Độ là người nham hiểm giả dối, Hạ Tưởng là loại khẩu Phật tâm xà, hai người một sáng một tối phối hợp với nhau, kín mít không một chút kẽ hở, quả thực là phối hợp tuyệt diệu. Cao Thành Tùng nghĩ rằng Tống Chiêu Độ ra tay ở phía sau, hắn liền nhớ lại những việc tưởng như tình cờ trước kia, chẳng hạn như sau khi Hạ Tưởng bị bắt, đột nhiên trong lúc đó Ủy ban Kỷ luật thành phố liền có chuyện nghiêm trọng xảy ra, như việc Hạ Tưởng ngầm điều tra Lệ Triều Sinh, lại vừa ngăn chặn Cao Kiến Viễn, còn Tống Chiêu Độ thì trốn ở sau lưng, đầu tiên đem bắt Thẩm Phục Minh, sau lại bắt đến Từ Đức Tuyền, tiếp theo sẽ đến ai? Vũ Phái Dũng. Cao Thành Tùng đột nhiên giật mình một cái, bỗng nhiên cả người rét run. Nếu nói việc bắt Lệ Triều Sinh, bắt Từ Đức Tuyền đều không đủ để uy hiếp tính mạng hắn, thậm chí khi Thẩm Phục Minh bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương mang đi, cũng không làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm đang đến. Một khi Vũ Phái Dũng chính thức bị lập hồ sơ vụ án, thì nghĩa là Bắc Kinh đã ngầm đồng ý cho việc bắt đầu điều tra hắn. Vũ Phái Dũng chính là trong chóng đo chiều gió cuối cùng, chính là hắn có thể bảo vệ được vị trí bí thư tỉnh ủy hay không. Cao Thành Tùng từ trên ghế nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất trước nay chưa từng có, đang muốn gọi điện thoại cho Vũ Phái Dũng chính thức báo cho y, khiến y nhất định phải kiềm chế sự kiêu ngạo, đem hết khả năng lau sạch những việc đã làm trước kia, có thể phải bỏ ra tiền thì bỏ ra, trước tiên cứ qua được đã rồi nói sau. Hắn vừa mới cầm điện thoại, thì có tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Cao Thành Tùng còn buồn bực, sửng sốt cầm lấy điện thoại rồi, mà không biết chuông điện thoại ở đâu vẫn còn vang lên. Lập tức lắc đầu cười, đã quên mất bàn làm việc của mình có vài cái điện thoại. Hóa ra chiếc điện thoại có chuông vang lên là điện thoại màu đỏ, Cao Thành Tùng vừa mới ngồi xuống một chút lại đứng lên, trong mắt ánh lên, chiếc điện thoại màu đỏ là chiếc điện thoại cấp trên ở Bắc Kinh luôn dùng để ra chỉ thị, điện báo. Tất cả đều truyền đạt thông qua chiếc điện thoại màu đỏ này. Cao Thành Tùng thậm chí khẩn trương đến mức mồ hôi chảy ra, vướng cả tay. Trước kia khi điện thoại màu đỏ vang lên, hầu như là toàn chuyện tốt, hiện tại cũng vẫn là nó vang lên, nhưng trong mắt hắn chiếc điện thoại màu đỏ lại biến thành một quả bom hẹn giờ, nói không chừng sau khi nghe, lại là một tin tức hắn không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Nhưng lại không thể không nghe, ai dám khiến lãnh đạo cấp trên phải chờ nửa ngày chứ? Cao Thành Tùng cẩn thận mà cầm lấy ống nghe, nhỏ giọng alo một tiếng, sau đó giọng cố bình tĩnh nói. Xin chào, tôi là Cao Thành Tùng. Bí thư Cao, tôi là An Trác Đạt ở ban tổ chức Trung ương, tôi có tin tức trước tiên muốn nói cho anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. An Trác Đạt là phó trưởng ban tổ chức Trung ương, quan hệ với Cao Thành Tùng không tệ, y có ý gọi điện thoại muốn báo cho Cao Thành Tùng một tiếng, Trung ương sẽ có sự thay đổi rất quan trọng đối với nhân sự ở tỉnh Yến. Buông điện thoại, Cao Thành Tùng suy sụp ngồi ở trên ghế, nửa ngày không hề động đậy nửa người. Trong đầu hắn luôn có một ý nghĩ không ngừng xoay chuyển đó là, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục mình liệu còn có một đường lui hay không? Mặc dù An Trác Đạt đã có ý ám chỉ nói để cho hắn về nghỉ là quyết định của tập thể Trung ương, là vì muốn lấy đại cục làm trọng, là vì chú ý đến tình hình thực tế của tỉnh Yến, cũng là muốn tỉnh Yến ngày càng phát triển, đồng thời suy xét đến tình trạng sức khỏe của hắn. Cũng là Trung ương đối với hắn luôn quý trọng và bảo vệ. Cao Thành Tùng nghe nói như vậy, chung quy cảm thấy có một tâm trạng buồn đau. Gần như trong cùng một lúc, bên trong trụ sở tỉnh ủy tỉnh Yến, một mạch nước ngầm bắt đầu chảy ra. Máy điện thoại của nhiều người vang lên không ngừng, sau khi nghe điện thoại,
có người mặt mũi đầy vẻ vui mừng, có người lại âm thầm lắc đầu, có người im lặng không nói gì, cúi đầu trầm tư. Tóm lại, toàn bộ bên trong tỉnh ủy, mọi người không còn lòng dạ nào để làm việc, đều muốn tìm người quen ở mọi nơi trao đổi quan điểm, không ít người phải suy nghĩ làm thế nào để tiếp nhận một sự thay đổi lớn sắp bắt đầu. Chương 347, nhân sự tỉnh Yến có sự biến động lớn. Hạ Tưởng là từ Lý Đinh Sơn biết được tin tức này. Hắn đang ở văn phòng của ông để trao đổi công việc, Lý Đinh Sơn liền nhận được điện thoại của Sử Lão nói rất lớn, Hạ Tưởng ở bên cạnh cũng nghe được rất rõ ràng. Đinh Sơn, tỉnh Yến đang có một cơn địa chấn rất lớn, cục diện sẽ có sự thay đổi lớn. Thời cơ của con đã đến, nói gì thì nói sau này sẽ khó có cơ hội nào tốt bằng dịp này, chịu khó triển khai vận động một chút, ba sẽ giúp đỡ con ở bước cuối cùng. Lý Đinh Sơn không nói gì, hắn biết tâm ý của Sử Lão. Sử Lão cảm thấy thời gian không còn nhiều, muốn lúc còn sống ít nhất cũng phải giúp Lý Đinh Sơn lên vị trí giám đốc sở, cũng coi như không uổng công ông ấy năm đó đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, nhờ vậy mà có thể dùng một chút tình riêng. Hạ Tưởng vẫn hy vọng Cao Thành Tùng bị bãi miễn, hiện tại chính tai nghe được tin tức, tâm tình hắn hơi kích động và bất an nói. Bí thư Lý, Bắc Kinh đã có ý đối với Cao Thành Tùng, bước tiếp theo, e rằng chỉ còn đợi công khai cách xử trí. Lý Đinh Sơn gật đầu, ông biết Tống Chiêu Độ luôn chú ý thúc đẩy cái gì, cũng biết tâm tư của Hạ Tưởng, ông cũng không có thiện cảm đối với Cao Thành Tùng, nghe được Cao Thành Tùng sắp tới bị miễn nhiệm, trong lòng cũng có chút vui mừng. Hy vọng về sau bầu trời tỉnh Yến có thể sáng sủa hơn. Bước tiếp theo, bí thư Lý hẳn là có thể một bước lên đến vị trí giám đốc sở. Hạ Tưởng cũng cảm thấy Lý Đinh Sơn là người có kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực, hơn nữa sau lưng có Sử Lão ra sức đề cử, vừa lúc lại gặp sự việc gây chấn động đó là Cao Thành Tùng bị miễn nhiệm, thời cơ tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Cần phải tích cực vận động hơn một chút. Lý Đinh Sơn xua tay cười cười. Điều đó khó mà biết được. Tôi thật ra cũng nghĩ, nếu khó khăn mà không được thì cũng bình thường, mà được thì cũng vậy, cũng không có gì cả, có phải vậy hay không? Lý Đinh Sơn ở trước mặt Hạ Tưởng một mặt toát ra vẻ vừa chân thật, lại có vẻ văn nhân khí khái, Hạ Tưởng liền cười cười không nói gì. Kỳ thật hắn nhìn vẻ mặt của Lý Đinh Sơn cũng có thể thấy được, Lý Đinh Sơn vẫn mang sự kỳ vọng rất lớn đối với việc có thể tiến thêm một bước tiếp theo. Người ở huyện An biết tin tức cũng không nhiều, dù sao cũng là ở cấp thấp. Thành phố Yến thì có không ít người đã biết hết nội tình trước đó rồi. Tuy nhiên như cấp bậc của Thôi Hướng và Trần Phong, biết tin tức xong, chỉ có vẻ mặt thản nhiên lắc lắc đầu. Từ sau khi Từ Đức Tuyền bị bắt, Đàm Long vẫn luôn đứng ngồi không yên. Tuy rằng hắn và Từ Đức Tuyền không có liên kết, càng không có những lợi ích riêng về kinh tế, tuy nhiên dù sao Từ Đức Tuyền cũng là một trong những người giúp đỡ hắn, sau khi bị bắt, khẳng định sẽ không có cơ hội trở ra. Với hắn mà nói, ít nhiều cũng là một tổn thất về chính trị. Sau khi hắn nghe nói tình hình của Cao Thành Tùng, đầu tiên là vẻ mặt xám trắng, suy nghĩ nửa ngày, mới lại chậm rãi cười một cái, tự nói. Nói không chừng đây là một cơ hội khó có thể có được. Một lần nữa sau khi tẩy bài, ai biết được có thế lực nào sẽ nổi dậy lần nữa chứ? Ngày 7 tháng 12, tỉnh ủy mời toàn bộ các cán bộ lãnh đạo tỉnh tới dự họp tại thành phố Yến. Lãnh đạo Trung ương cắt cử đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương An Trác Đạt thay mặt Trung ương ra tuyên bố của Trung ương về việc quyết định thay đổi các chức vụ lãnh đạo chủ yếu của thành phố Yến, đồng chí sẽ có bài phát biểu rất quan trọng. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến Cao Thành Tùng, Phó Bí thư, Chủ tịch tỉnh Diệp Thạch Sinh cùng với các ủy viên thường vụ đều tham gia cuộc họp, được xếp ngồi ở phía trước. An Trác Đạt đọc quyết định của Trung ương, đồng chí Diệp Thạch Sinh làm Bí thư ủy viên thường vụ, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến. Đồng chí Cao Thành Tùng không được đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, ủy viên thường vụ nữa. Tin tức khi được công bố, lập tức có tiếng kinh ngạc. Bí thư Cao còn có 2 năm nhiệm kỳ nữa, sao đột nhiên đã bị miễn nhiệm? Có rất nhiều người không rõ chân tướng sự việc ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Không phải nói bí thư Cao có người hậu thuẫn không ai sánh bằng sao. Không phải bí thư Cao còn muốn thăng quan tiến chức. Lên làm cán bộ cao cấp ở Bắc Kinh sao? Không phải nói không ai có thể động vào một sợi lông của bí thư Cao sao? Sao lại đột nhiên thay đổi như vậy? Rốt cục là đã có chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra? Đương nhiên vẫn những người biết rõ được chân tướng sự việc đều thấy âm thầm vui mừng, thậm chí còn không cảm thấy tiếc nuối nghĩ là đáng tiếc. Có điều Cao Thành Tùng chỉ bị miễn chức bí thư thành ủy,
nhưng vẫn còn đảm nhiệm một số chức vụ khác. Cao Thành Tùng ngồi ở trên đài, dáng vẻ cố gắng làm ra bộ mặt thản nhiên, nhìn trộm Diệp Thạch Sinh, thấy ông ta vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại toát ra sự vui vẻ không kiềm chế được, trong lòng oán hận mà nghĩ, ông bị tôi áp chế nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục đã có thể lên chức rồi. Chắc anh hả dạ lắm, không phải ông đã lên làm bí thư tỉnh ủy rồi sao? Đừng quên tôi vẫn còn là chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đó. Mọi người tỉnh táo lại suy nghĩ, cũng đều nhận thấy được, Cao Thành Tùng chỉ bị miễn nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, nhưng vẫn còn đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng nhân dân. Quyết sách của Trung ương làm cho người ta cảm thấy không chắc chắn, vì sao Cao Thành Tùng không bị bãi miễn tất cả các chức vụ. Nói như vậy, chưa hết nhiệm kỳ bí thư tỉnh ủy đã bị bãi miễn, hẳn là đã xảy ra vấn đề mới đúng, tại sao vẫn để Cao Thành Tùng đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, Trung ương rốt cục đã dựa vào phương diện nào để suy xét. Hay là chỉ làm ra vẻ như vậy, sau đó vẫn để Cao Thành Tùng giữ chức chủ tịch hội đồng nhân dân yên tâm an dưỡng tuổi già. Đối với năng lực của Cao Thành Tùng, hắn có thể an tâm ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh mà không hề nhúng tay vào nơi khác hay không? Chỉ có điều Cao Thành Tùng không hoàn toàn ngã xuống, ai dám cam đoan vây cánh của hắn sẽ không tiếp tục gây sức ép tại tỉnh Yến, vì hắn mà phất cờ nổi dậy. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người hoang mang, miên man bất định. An Trác Đạt đương nhiên biết những suy nghĩ khác nhau của mọi người. Tuy nhiên hắn chỉ chịu trách nhiệm truyền đạt lại, không chịu trách nhiệm giải thích các thắc mắc, nghi vấn, nên chỉ cười cười lại tiếp tục lên tiếng tổng kết lại. Nhiều năm qua, Trung ương Đảng, Quốc vụ viện luôn quan tâm đến tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yến, kiên trì lấy ý kiến từ những buổi thảo luận để bầu ra ba người lãnh đạo cao nhất của tỉnh Yến. Chỉ đạo các tư tưởng trọng yếu, quán triệt toàn diện khoa học phát triển, đoàn kết dẫn dắt nhân dân trong toàn bộ tỉnh. Xoay quanh chặt chẽ các vấn đề đó, làm dân giàu nước mạnh, kiên quyết quán triệt các quyết sách của Trung ương, tích cực giữ gìn xã hội ổn định và đoàn kết dân tộc, kiên trì tăng cường cải cách. Mở rộng giao thông, lấy xây dựng cơ bản làm cơ sở trọng điểm để kiến thiết, tốc độ kinh tế phát triển, hiệu quả và lợi ích đều tăng lên, kết cấu từng bước cải thiện, phối hợp thực hiện làm tình hình ngày càng tốt hơn. Vì thế, Trung ương luôn có sự quan tâm đối với công tác của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yến. Nói xong về tập thể, kế tiếp lại khen ngợi cá nhân. Đồng chí Cao Thành Tùng có lập trường chính trị kiên định, quan niệm giai cấp và có ý thức tự lực, tự cường, luôn có sự ủng hộ tuyệt đối với Trung ương Đảng, kiên quyết giữ gìn uy tín của Trung ương, thủy chung kiên trì đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết. Trải qua nhiều năm rèn luyện trên cương vị lãnh đạo, kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, nắm rõ công tác Đảng, có năng lực điều khiển đại cục, coi trọng tăng cường củng cố bộ máy lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, kiên trì theo hướng dùng người để phát triển. Còn quán triệt chế độ nguyên tắc tập trung dân chủ, chú ý điều động tích cực các thành viên trong bộ máy. Phát huy tốt hơn những ảnh hưởng của lãnh đạo thành ủy, các cấp đoàn kết phối hợp. Nắm rõ các nhiệm vụ kinh tế, ý nghĩ rõ ràng, làm nổi bật được trọng điểm. Khi lãnh đạo chú ý đến mỹ quan khi làm việc, phương pháp công tác, suy xét các vấn đề cẩn thận, chu đáo, tấm lòng vững vàng vì sự nghiệp, ý thức trách nhiệm tự lực tự cường, tác phong nhanh nhẹn, quan tâm sâu sắc đến sự khó khăn của quần chúng nhân dân. Đồng chí Cao Thành Tùng công bằng liêm khiết, khiêm tốn cẩn thận, quan tâm đến các đồng chí khác. Đối với mọi người tận tụy, được sự tín nhiệm cao của quần chúng nhân dân. Chịu mệt nhọc, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yến. Vì tỉnh Yến mà cống hiến bao tâm sức. Trung ương luôn ghi nhận đối với công tác của đồng chí Cao Thành Tùng. Những lời khẳng định liên tiếp được nói xuống dưới, ở dưới cũng không có ít người đang âm thầm bĩu môi. Nếu nói Cao Thành Tùng lúc ban đầu quả thật vì tỉ nhiến đã có không ít cống hiến, với sự ảnh hưởng của mình giúp kinh tế tỉ nhiến nhờ có hắn mà phát triển tốt đẹp. Nhưng sau này, nói hắn công bằng liêm khiết, khiêm tốn cẩn thận, đối với mọi người luôn tận tụy, liền ít nhiều có ý châm biếm. Đương nhiên, tất cả chỉ dám mỉa mai ở trong lòng. Ai cũng không nói ra. Tuy nhiên nhìn bộ dáng Cao Thành Tùng ở trên đài ủ rũ, trước đây rất nhiều người bị Cao Thành Tùng chèn ép, không ngẩng đầu lên được, vẫn cảm thấy buồn bực, bây giờ mọi người có một cảm giác rất hãnh diện. Cao Thành Tùng, ông mà cũng có ngày hôm nay. An Trác Đạt giới thiệu qua sơ yếu lý lịch của Diệp Thạch Sinh xong liền nói tiếp. Đồng chí Diệp Thạch Sinh lập trường chính trị kiên định, đối với Trung ương Đảng luôn ủng hộ tuyệt đối. Đồng chí Thạch Sinh nhiều năm trên cương vị đã rèn luyện bản thân, nhiều kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, năng lực phối hợp với tổ chức lãnh đạo mạnh mẽ. Ý nghĩ rõ ràng,
có ý thức cải cách, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng các chính sách, các hạng mục công việc quan trọng nhằm đưa kinh tế xã hội phát triển. Từ khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Tỷ Nhiến đến nay, công tác liên tục có nhiều mặt nổi bật. Thái độ chắn chắn, vượt qua được nhiều thử thách, đối nhân xử thế công bằng ngay thẳng. Nguyên tắc khá cứng rắn, coi trọng công tác tư tưởng, chú ý tăng cường sức mạnh của cơ quan. Trong tâm luôn thiết tha sự nghiệp, ý thức trách nhiệm cao, công tác chăm chỉ, chuyên nghiệp, luôn đi sâu, quan tâm tới quần chúng, đối với mọi người luôn tận tụy, đối với chính mình luôn nghiêm khắc. Trung ương cho rằng, đồng chí Thạch Sinh giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến là thích hợp. Cuối cùng An Trác Đạt lại nhấn mạnh, chủ yếu là thay đổi về công tác lãnh đạo của tỉnh ủy, thay đổi về chính trị của toàn bộ tỉnh đó là một chuyện đại sự, cán bộ quần chúng đều rất chú ý. Các lãnh đạo nhất định phải có ý thức chính trị, có trách nhiệm cao và tính nguyên tắc toàn diện, giải thích chính xác các quyết định của Trung ương, lấy thực tế làm hành động, quán triệt đầy đủ ý nghĩa các quyết định của Trung ương, người lãnh đạo tỉnh ủy thực hiện giao tiếp thuận lợi, chuyển giao công tác ổn định, giữ gìn đoàn kết ổn định trong nội bộ toàn thành phố, duy trì phát triển kinh tế xã hội, làm cho tỉnh ngày càng tốt lên, khiến Trung ương yên tâm, khiến toàn bộ nhân dân trong tỉnh vừa lòng. Kế tiếp Diệp Thạch Sinh tràn trề nhiệt tình phát biểu, tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương, kiên quyết phục tùng sự an bài của tổ chức, cảm thấy đây là Trung ương Đảng đã có tín nhiệm cao, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm quan trọng, áp lực rất lớn, có tin tưởng, quyết tâm ở dưới sự lãnh đạo chính xác của Trung ương Đảng, Quốc vụ Viện sẽ ra sức phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yến. Cao Thành Tùng cũng có lời phát biểu, cũng tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương, đồng thời hắn cũng nhắc lại thâm tình, nói rằng hắn luôn mang tình cảm nồng hậu đối với nhân dân tỉnh Yến, luôn coi mình như đứa con của nhân dân tỉnh Yến, cuối cùng lại tỏ vẻ hắn rất tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường và chính xác của đồng chí bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh nhân dân tỉnh Yến sẽ ngày càng giàu mạnh. Tuy rằng nói những lời khách sáo, văn vẻ, nhưng lại là không thể thiếu, dù sao việc chuyển giao chức vụ bí thư tỉnh ủy cũng là việc quan trọng, mặc kệ là đối với Trung ương hay đối với tỉnh Yến, đều có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống chính trị. Một bí thư tỉnh ủy liên quan đến việc ổn định lâu dài, liên quan tới sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế của tỉnh Yến sau này, cũng có liên quan đến tiền đồ chính trị của những vị đang ngồi ở đây. Có thể nói là người thì vui mừng người thì buồn lo. Những người có quan hệ tốt Cao Thành Tùng nghe được Cao Thành Tùng đột nhiên bị miễn nhiệm, trong lòng mất mát và kinh hoàng điều đó có thể hiểu. Tất cả đều suy tính làm thế nào để hướng về chủ tịch tỉnh Diệp, không, phải là bí thư Diệp mới đúng. Đúng lúc thể hiện thiện ý, tỏ vẻ ý tứ một chút. Tất cả mọi người đều hiểu được bí thư tỉnh ủy Cao Thành Tùng chỉ làm còn chưa hết nhiệm kỳ đã đột nhiên bị miễn nhiệm, ai cũng đều biết rõ rằng tiền đồ chính trị của Cao Thành Tùng chắc chắn sẽ dừng lại ở đây. Chưa từng có một bí thư tỉnh ủy nào bị miễn nhiệm mà một lần nữa có thể được phục chức. Nhiều người có mối quan hệ bất hòa với Cao Thành Tùng, luôn bị Cao Thành Tùng áp chế, từ nay có thể ngẩng cao đầu, mọi người trong lòng không bị áp lực sẽ hăng hái làm việc. Đều âm thầm chìa ra ngón tay cái khen ngợi quyết định anh minh của Trung ương. Quả thực như ruộng hạn lâu ngày gặp mưa đúng lúc, Cao Thành Tùng bị miễn nhiệm, chứng minh quan điểm của Trung ương là chính xác, để đưa ra quyết định cũng đã suy nghĩ cặn kẽ. Nó có sự ảnh hưởng thật lớn mà sâu xa, đồng thời cũng mang đến một nguồn sinh khí hoàn toàn mới cho tỉnh Yến. Cao Thành Tùng nhìn rõ phản ứng của những người phía dưới rõ ràng chia làm hai phái, trong lòng oán hận nhưng lại không có biện pháp. Tường đổ mọi người đẩy thêm, chẳng lẽ chỉ có thể bị đối xử như một người theo đuôi ở tỉnh Yến. Chiêu thức ấy của cấp trên cũng đủ độc, không đưa hắn rời khỏi Tỷ Nhiến, cũng không nói đến mức khiến hắn phải lùi về, lại đùa giỡn để hắn làm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục thế này, không phải đem hắn tới đặt vào lò lửa hay sao. Nhưng hắn lại không dám cò kè mặc cả với Trung ương, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tuy nhiên trong lòng Cao Thành Tùng luôn tồn tại một tâm lý là sẽ gặp may. Có lẽ trước kia chính mình đã phản ứng qua kích động, xem ra lão thủ trưởng vẫn bảo vệ mình cho nên may mắn được ngồi ở chức chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh để an dưỡng tuổi già, coi như là lấy lui làm tiến. Việc Tống Chiêu Độ ngấm ngầm chỉnh sửa tài liệu bôi nhọ hắn, ngoài ra còn cả việc liên lụy tới sự kiện từ Đức Tuyền, Thẩm Phục Minh xem chừng tất cả cũng sẽ đều bị xóa bỏ. Hắn có thể an toàn mà làm chủ tịch hội đồng nhân dân. Qua một năm rưỡi, đợi sau khi hắn dần ra khỏi tầm mắt của mọi người. Sẽ lại dùng các mối quan hệ để kiếm một khoản tiền, tốt xấu gì thì cuối cùng cũng lấy thân phận là cán bộ cấp tỉnh mà lui về, giữ lại đãi ngộ của cán bộ cấp tỉnh, cũng coi như đáng giá. Sau khi nghĩ thông suốt,
sự bất bình trong lòng Cao Thành Tùng chậm rãi lắng xuống. Như vậy cũng tốt, lấy lùi về ở vị trí cao để đổi lấy việc xóa bỏ mọi việc, cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Tuy nhiên lập tức vừa nghĩ tới những sự việc diễn ra như hôm nay, tất cả đều tại Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ, trong lòng hắn lại một lần nữa bốc lên một ngọn lửa rất phẫn nộ, hận không thể nói một câu khiến Tống Chiêu Độ bị mất chức, khiến cho Hạ Tưởng bị miễn chức. Chỉ có điều hắn cũng biết, thời đại nhất ngôn cửu đỉnh của mình đã qua rồi không còn trở lại được nữa. Mãi đến khi An Trác Đạt phát biểu kết thúc, tuyên bố cuộc họp kết thúc, bỗng nhiên mọi người mới tỉnh ra rằng đây là một chuyện xảy ra thật, chỉ tuyên bố Diệp Thạch Sinh tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy, cũng không miễn đi chức chủ tịch tỉnh của ông ấy, vẫn tạm thời để bí thư Diệp đảm nhiệm cả chức vụ chủ tịch tỉnh, mà hiện giờ Trung ương cũng chưa đề cử, chọn được người đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh. Khẳng định không phải là lơ là, cũng khẳng định không hề có sơ hở, mà là cố ý như vậy. Cuối cùng đã rút ra được kết luận của vấn đề chính trị nhạy cảm này, Trung ương còn chưa có quyết định cuối cùng về lựa chọn người làm chủ tịch tỉnh Yến, rõ ràng đang có tranh cãi không nhỏ. Nhưng đây là vấn đề mà mọi người không đủ khả năng quan tâm đến, dù sao Trung ương quyết định, mọi người không nghe không được, cũng không dám loạn lên để hỏi thăm, chỉ có điều trong lòng hâm mộ không biết ai sẽ lại lên chức. So với mọi người ở dưới, trong lòng các ủy viên thường vụ tỉnh Yến đang ngồi đó mới đang bất ổn nhất. Phải nói thêm, tất cả ủy viên thường vụ từ trước đến nay đều có thâm niên công tác cao, đều nhòm ngó đến chức vụ chủ tịch tỉnh Yến. Cấp trên cố ý chỉ hoãn lại việc đó cho tỉ nhiến, chính là muốn tạo không khí căng thẳng, chính là một kiểu đấu sức chính trị trong hòa bình. Chẳng lẽ lại phải bổ nhiệm một người khác đến đây làm chủ tịch tỉnh? Ngoại trừ phó bí thư tỉnh ủy Lộ phải ở ngoài vì tuổi đã cao, phải lui về cho nên không có tâm lý đảm nhiệm chức vụ này, mặt khác vẫn còn mấy người bao gồm phó chủ tịch thường trực tỉnh Phạm Duệ Hằng, hay phó chủ tịch tỉnh Mã Vạn Chính, cùng với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hình Đoan Đài, thậm chí cả trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tiền Cẩm Tùng hoặc ít nhiều cũng có ý nghĩ tới. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trương Tinh Thủy sắp rời tỉnh Yến, cho nên cũng không có ngạc nhiên, tuy nhiên trong lòng cũng mơ hồ có chút hối hận vì trước kia đã vận động quá sớm, muốn điều ra tỉnh khác, không nghĩ tới hiện tại tỉnh Yến lại nghênh đón một cơ hội tốt như vậy. Tuy rằng theo tiền lệ từ trước đến nay từ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trực tiếp lên tới chủ tịch tỉnh là rất ít, nhưng hiện tại tỉnh Yến đang ở thời kỳ đặc biệt. Nói không chừng cũng có thể có một trường hợp đặc biệt như vậy. Tuy nhiên việc y được điều đến tỉnh khác là kết cục đã định, không thể sửa đổi, đành chỉ than thở. Lúc nghe được tin tức Cao Thành Tùng bị miễn nhiệm, Hạ Tưởng đang cùng Mai Hiểu Lâm ăn cơm ở nhà hàng Thường Sơn. Vì gần đây hắn và Mai Hiểu Lâm ít gặp nhau, Mai Hiểu Lâm tìm một cơ hội, nói Hạ Tưởng qua cầu rút ván, sau vụ án Lệ Triều Sinh liền đem cô ném ra đằng sau, lời nói bên trong pha một chút ai oán. Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải mời cơm để nhận tội, Mai Hiểu Lâm dè dặt một giây, liền đồng ý. Nghe nói Hạ Tưởng mời Mai Hiểu Lâm ăn cơm, Phương Cách Hưỡn nghiêm mặt muốn đi theo cùng, Hạ Tưởng không nói gì, Mai Hiểu Lâm lại một mực từ chối, không cho Phương Cách một chút thể diện. Chương 348 phá vỡ thế cục của tỉnh Yến. Cũng may Phương Cách ở trước mặt Mai Hiểu Lâm đã luyện tới mức da mặt rất dày, cười hì hì vò đầu rời đi. Mai Hiểu Lâm tìm Hạ Tưởng đương nhiên không phải vì ăn cơm mà là có việc muốn cùng hắn bàn bạc. Nhà tôi muốn cho tôi đính hôn, thân thể tôi có bệnh như vậy, làm sao có thể lập gia đình? Anh nói tôi nên làm gì bây giờ? Nhìn vẻ mặt Mai Hiểu Lâm ưu sầu, trên thực tế vẫn là vô tâm, không nghĩ gì. Không để ý chút nào đến hình ảnh của một cô gái, cô đưa một miếng thịt đặt vào trong miệng, vừa ăn vừa nói. Anh giúp tôi nghĩ ra biện pháp, anh nhiều mưu ma trước quỷ, giúp tôi nghĩ một biện pháp vừa có thể khiến tôi không phải lấy chồng, lại khiến người trong nhà không gây khó dễ cho tôi. Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ hậu tạ anh. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, cô nhờ vả người khác làm việc, mà không nói dễ nghe một chút, há mồm ngậm miệng đều đem chính mình trở thành người xấu. Cũng không giữ thể diện cho mình, lại thấy hình ảnh cô ăn to uống lớn, không khỏi cười nói. Cô không thể giống con gái một chút sao? Ăn cả miếng thịt to như vậy, cũng không sợ béo. Ở trước mặt anh tôi sẽ không giả bộ với hình ảnh con gái, quá mệt mỏi. Hiện tại tôi cũng không sợ béo, dù sao tôi đã tính cả đời không lấy chồng. Đẹp xấu thế nào, tự mình vui vẻ là được, không sợ không có hình tượng con gái. Cho đến nay vẫn không ai có thể khiến tôi rung động đến mức cố trưng diện vì người đó như vậy, cho nên, ha ha, thích ăn cứ ăn, thích uống cứ uống, mình đúng là mình. Mai Hiểu Lâm vừa nói chuyện,
lại ăn thêm mấy miếng, uống thêm mấy ngụm bia. Hạ Tường bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi không nghĩ ra biện pháp nào dễ giải quyết cả, cô và việc trong nhà cũng nên là tự mình giải quyết sẽ thỏa đáng hơn, tôi sẽ không tham gia. Thật ra tôi muốn hỏi một chút, Mai gia nhà cô đối với việc Cao Thành Tùng bị miễn nhiệm, có ý kiến gì không và có nhận xét gì không? Mai gia tốt xấu gì cũng là một đại gia tộc ở Bắc Kinh. Hạ Tường cũng không biết rõ thế lực của bọn họ có phạm vi đến đâu. Nhưng Mai Hiểu Lâm có thể đến huyện An, chứng tỏ bọn họ cũng có chút ảnh hưởng tại tỉnh Yến, cho nên thử hỏi vậy, cũng muốn xem ý tứ của Mai Hiểu Lâm. Bí thư Cao trở thành chủ tịch Cao, chẳng qua là đem hắn đặt vào lò lửa để nướng, không phải là một chuyện tốt. Mai Hiểu Lâm cũng không quan tâm đến việc Cao Thành Tùng đi hay ở. Cô đang lo lắng tới hôn nhân đại sự của mình hơn là đoán trước cục diện của tỉnh Yến. Nói thực, anh hãy giúp tôi nghĩ ra biện pháp, làm thế nào thuyết phục người trong nhà, không làm cho họ tới làm phiền tôi. Nếu anh không giúp tôi nghĩ ra cách, tôi sẽ không để yên cho anh. Mai Hiểu Lâm rõ ràng chơi xấu. Hạ Tưởng đành chịu, hắn không rõ thân đều là người trên quan trường, vì sao Mai Hiểu Lâm dường như không một chút nào quan tâm đến xu thế đấu trí. Tốt xấu gì cô cũng là phó bí thư huyện ủy, là người rất có tiền đồ lên tới cán bộ cấp cục phó. Quan trường tỉnh Yến có chấn động, cũng có thể ảnh hưởng đến lợi ích thiết thực của cô thế nào lại cũng không hề đếm xỉa như thế. Hạ Tưởng biết nếu vấn đề của Mai Hiểu Lâm không được giải quyết, hắn có đề xuất vấn đề gì, cô tuyệt đối sẽ không trả lời. Hắn đành phải thật sự lo nghĩ mà nói. Không dễ đâu, trong nhà quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của cô cũng là bình thường, ngẫm lại cô đã 30 tuổi, cũng quả thật là không còn nhỏ. Nếu không tìm người gả cho, chỉ sợ về sau không thể tìm người tốt để gả. Cô xuất thân trong một đại gia tộc, nói cả đời độc thân, khả năng đó không lớn. Tuy nhiên nếu cô thật sự không nghĩ tới việc lập gia đình, có thể cũng với người trong nhà thương lượng một biện pháp, như là nói đang nuôi một đứa con, nói đó là do cô sinh. Cha của đứa bé đã ra nước ngoài, hoặc là đã xảy ra chuyện bất ngờ nên đã không còn nữa, dù sao người đó đã không còn để đối chứng. Cô có đứa bé, cũng coi như là dựa vào. Trong nhà cũng không sẽ bức cô. Dù sao một phụ nữ đã lớn tuổi, lại có một đứa con nhỏ, muốn xuất giá, chỉ sợ không có người đàn ông nào dám cưới. Mai Hiểu Lâm nghe xong, tức giận đến không nói được, giận dỗi lấy chiếc đũa gần nhất ném đi, rồi nói, cái gì mà biện pháp? Làm cho tôi phải nuôi một đứa bé, cảm ơn anh đã nghĩ được như vậy, thật sự là không có chỉ số thông minh. Anh nói tôi từ nơi nào có một đứa bé, còn nói là do tôi sinh ra. Chưa kết hôn đã có quan hệ, trong nhà không đánh chết tôi là còn may. Không được, tuyệt đối không được. Hạ Tưởng liền cười ha hả. Cô không phải nói tôi có nhiều ý tưởng xấu xa sao? Tôi nghĩ ra đương nhiên là chủ ý xấu. Dù sao nghe hay không là ở cô, tôi chỉ nói, còn lại mọi việc sẽ không để ý. Thực sự anh thật là vô sỉ, tôi xem như phục anh rồi. Mai Hiểu Lâm dứt khoát phung tay lên, lại nhặt lên chiếc đũa, một lần nữa lại ăn. Chưa ăn được mấy, ánh mắt cô lại sáng lên. Thực ra chủ ý thối của anh là đúng là rất thối, tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cũng có thể làm trong nhà á khẩu không nói gì được. Được, cứ làm như vậy. Hạ Tưởng hết chỗ nói, đành phải mải miết dùng bữa, vừa ăn được một ít, lại nghe Mai Hiểu Lâm nói. Thực ra Mai gia chúng tôi cũng hy vọng Cao Thành Tùng bị miễn nhiệm. Hắn đứng đầu tỉnh Yến mấy năm qua, khiến cho người người ở tỉnh Yến oán trách, không ai khen ngợi hắn. Tuy nhiên còn giữ lại cho hắn chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Phía sau chắc còn có ý đồ gì đó. Hạ Tưởng vểnh tai lên để nghe, Mai gia bọn họ đều có con đường riêng, có lẽ là có người ở bên trong tiết lộ ra cũng không chừng. Ngô Tài Giang của Ngô gia muốn tới tỉnh Yến làm chức trưởng ban tổ chức cán bộ, Mai gia chúng ta tỏ ý phản đối, không nghĩ tới một điều chính là Khâu gia cũng âm thầm phản đối. Hơn nữa hiện tại Cao Thành Tùng bị miễn nhiệm, tỉnh Yến bước sang thời đại của Diệp Thạch Sinh. Chỉ có điều dường như bí thư Diệp và Ngô gia lại có mối quan hệ không bình thường chút nào, và cũng có quan hệ với Khâu gia dường như cũng không tồi. Tôi cũng mơ hồ nghe người khác nói tất cả mọi người đều phản đối Ngô Giang Tài. Mai Hiểu Lâm đúng thật là biết không ít, một hơi đã khiến Hạ Tưởng hiểu ra không ít nội tình. Tuy nhiên trước đây bí thư Diệp và Mai gia chúng tôi cũng có quan hệ, không xa không gần. Nói xong, Mai Hiểu Lâm liếc Hạ Tưởng một cái, bất mãn nói. Đấy, tôi biết được cái gì đều nói hết cho anh có còn muốn hỏi gì không?
Hôm nay anh mời tôi ăn cơm mới tìm được những tin tức hữu dụng như vậy, làm ăn như thế là lãi lớn. Hạ Tưởng kêu oan. Tôi còn giúp cô nghĩ ra một biện pháp hay, đấy là một biện pháp tuyệt vời, trí tuệ đúng là vật báu vô giá. Thôi bỏ đi, chủ ý của anh cũng được. Mai Hiểu Lâm nâng cằm, vẻ mặt buồn sầu nói. Tôi tìm đâu nhận nuôi một đứa bé chứ? Nói thì dễ nhưng làm thì khó, huống chi tôi ôm một đứa bé không có chút máu mủ, không bằng tự mình sinh ra thì tốt hơn. Anh nói, nếu tự tôi sinh một đứa bé, liệu có được không? Chỉ có điều bác sĩ nói, cũng không phải hoàn toàn là tôi không có khả năng sinh được con. Hạ Tưởng lại nghĩ, cô muốn chính mình sinh con cũng đúng, như vậy chính cô sẽ giải quyết được một vấn đề khác. Vấn đề gì? Mai Hiểu Lâm ngây ngô hỏi một câu, lập tức nhận ra được đó là cái gì, mặt đỏ lên, không dám nhìn Hạ Tưởng, cúi đầu. Cũng đúng, tìm đâu được một người đàn ông tốt chứ? Đàn ông bây giờ ở nơi nơi đều hư hỏng, một người đàn ông tốt cũng hiếm hoi chẳng khác gì một con gấu trúc, chỉ có thể tình cờ gặp chứ không thể hy vọng tìm được. Hơn nữa còn phải làm cho hắn không được có tâm lý được lợi, còn không được cho hắn biết ẩn tình, còn. Như vậy cũng quá khó khăn, thế thì không bằng nuôi một đứa con nuôi để giảm bớt thủ tục. Hạ Tưởng rõ ràng không tiếp lời nói của Mai Hiểu Lâm, lo lắng không ngăn cản được cô, không chừng nói ra cái gì làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, liền vội vàng nói vài câu khác, sau đó liền vội vàng kết thúc bữa ăn với cô. Theo lời Mai Hiểu Lâm nói, tuy rằng tin tức có ích không có nhiều lắm, nhưng khiến Hạ Tưởng yên tâm không ít. Đầu tiên là Ngô Tài Giang ôm giấc mộng trở thành trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Yến sợ sẽ tan biến, tiếp theo nếu Mai Gia và Diệp Thạch Sinh có quan hệ, vậy có thể nói Mai Hiểu Lâm ở tỉnh Yến còn có cơ hội phát triển thêm nữa, ít nhất cũng có thể lên tới cấp sở. Nhưng Khâu Gia và Diệp Thạch Sinh cũng có quan hệ rất tốt đẹp, nói không chừng Khâu Tự Phong đánh một chiêu thật đẹp chăng. Cũng không chắc, tính cách Diệp Thạch Sinh dường như khá mềm yếu, phong cách làm việc luôn suy xét tổng hợp mọi thứ. Về Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng hiểu biết rất ít, chỉ biết ông ta luôn ở dưới cái bóng của Cao Thành Tùng, nhưng vẫn khiêm tốn đến mức không giống một chủ tịch tỉnh, thậm chí không nổi bật bằng phó chủ tịch thường trực Phạm Duệ Hằng. Lần này ông ta thuận lợi tiếp nhận chức phụ bí thư tỉnh ủy, rốt cuộc sẽ thể hiện phong cách thế nào? Là vẫn làm việc một cách khiêm tốn, hay là đột nhiên bộc lộ được tài năng, lên giọng thi hành biện pháp chính trị của mình? Bí thư tỉnh ủy đúng là có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách của tỉnh, một bí thư tỉnh ủy cương quyết, cứng rắn, sẽ mang đến không ít biến cố cho tỉnh Yến, việc đặt ra các chính sách, sự thay đổi về nhân sự, đều có thể ảnh hưởng đến tất cả các cán bộ cấp huyện, cục trở lên. Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, đầu tiên là xem xét các văn kiện, muốn xem xét một chút tiến độ các hạng mục công trình, còn chưa xem xong thì chợt nghe ở cửa có một tiếng vang lên. Phương Cách đẩy cửa bước vào. Anh Hạ, bí thư Lý bảo anh đến gặp, tìm anh cho chút việc. Phương Cách nói xong cười hì hì, lại cứ đứng đó không nhúc nhích, chắc cậu còn muốn nói điều gì đó. Cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có đứng đó thế. Hạ Tưởng thấy dáng vẻ của cậu ta khẳng định là có chuyện gì đó. Này, anh Hạ, ba em có một đồng nghiệp giới thiệu cho em một cô bạn gái, em cũng không thích lắm. Nhưng nhà cô ấy và nhà em có quan hệ sâu xa gì đó, ba em rất mong muốn được làm thông gia với nhà cô ấy, cũng rất thích cô ấy. Ngày nào cũng tạo áp lực cho em, bắt em phải gặp gỡ cô ấy, em nên làm thế nào mới tốt? Anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, cho em xin ý kiến đi. Phương Cách nói ra tâm sự của mình. Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Không biết từ khi nào mình trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tình yêu và hôn nhân. Vừa mới giúp Mai Hiểu Lâm nghĩ ra biện pháp để giải quyết vấn đề cá nhân của cô, hiện tại lại thêm một Phương Cách, muốn mình nghĩ ra biện pháp, lại là một việc vặt vãnh. Hắn còn chưa phân tích được cục diện của tỉnh Yến sau này sẽ đi theo hướng nào, kết quả lại bị việc vặt vãnh của Phương Cách tìm tới, cậu ta không phải người ngoài, cũng không thể không giúp. Hạ Tưởng đành phải hỏi cậu ta. Cô ấy có điểm nào không tốt mà cậu lại không thích người ta? Bộ dạng không xinh đẹp, vóc dáng không đủ cao, hay không phải người dịu dàng, biết quan tâm? Không phải, không phải thế, cô ấy xinh đẹp trang nhã, vóc dáng cũng không thấp, dáng người cũng không tệ lắm, ít nhất là ngàn năm mới chọn được một người như thế, nhưng vẫn không phải là người em thích. Em và cô ấy cái chính là tình cảm không có, miễn cưỡng mà đến với nhau thì không được. Khuôn mặt Phương Cách đầy u sầu nói. Em đã thích một người khác, tuy rằng cô ấy không xinh đẹp, nhưng em cảm thấy cô ấy mới là người mà em yêu nhất.
Phó Bí Thư Mai, không phải cậu vẫn nhớ Phó Bí Thư Mai mà vẫn chưa quên được chứ? Không phải, không phải Phó Bí Thư Mai. Phương Cách liên tục xua tay. Phó Bí Thư Mai đối với em mà nói, đã là một kỷ niệm đẹp để thỉnh thoảng nhớ lại rồi. Em hiện tại thích một cô gái tên là Lam Miệt. Hạ Tưởng thật ít nhiều thấy ngạc nhiên, Lam Miệt quả thật là có điểm mê hoặc lòng người, bất kể là tính cách hay diện mạo, cũng quả thật là người có sức hấp dẫn từ trong tâm hồn, Phương Cách có thích cô ấy cũng không phải điều lạ. Hạ Tưởng nghĩ rồi hỏi thêm một câu. Trưởng ban Phương giới thiệu cho cậu bạn gái tên là gì? Phượng Mỹ Mỹ. Loảng xoảng. Hạ Tưởng lỡ tay chén nước trong tay rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Phương Cách thích Lam Miệt, Hạ Tưởng thấy không có gì lạ, nhưng nghe đến trưởng ban Phương giới thiệu Phượng Mỹ Mỹ làm bạn gái Phương Cách, lúc này hắn thấy kinh ngạc, nhất thời thất thần, không ngờ lỡ tay đánh vỡ chén nước. Phượng Mỹ Mỹ có quan hệ thế nào với trưởng ban Phương? Kiếp trước, cô nhận hết oan khuất, tình nguyện đến giao trì làm tiểu thư ngồi sofa, cũng không ra mặt tìm trưởng ban Phương giúp đỡ, thực ra là đã có chuyện gì. Chủ yếu là thời gian ấy cuộc sống như thế, ngoại trừ qua lại với vệ tân, hắn thường lui tới chỗ Phượng Mỹ Mỹ nhiều nhất. Kiếp trước hắn vẫn cảm thấy áy náy nhất với vệ tân, tiếp theo là Phượng Mỹ Mỹ. Bởi vì Phượng Mỹ Mỹ vẫn cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, hắn cũng không có khả năng làm gì để giảm bớt gánh nặng của cô. Phương Cách thấy Hạ Tưởng đột nhiên như thế, cũng giật mình kinh hãi. Anh không sao chứ, chẳng lẽ nào anh biết Phượng Mỹ Mỹ? Hạ Tưởng tỉnh táo lại, vội xin lỗi mà cười. Tôi hơi lơ đãng, nghĩ tới việc khác, không có việc gì đâu. Tôi không biết Phượng Mỹ Mỹ, đúng rồi, cậu thích Lam Miệt, lần trước lấy được số điện thoại của Lam Miệt rồi à? Phương Cách ngượng ngùng mà gãi đầu. Không có, cô ấy thông minh quá nên không làm được. Thế nên em mới tìm đến Hạ ca anh, chính là muốn anh ở giữa làm mối giúp đỡ em và Lam Miệt. Nếu chuyện thành công, em sẽ hậu tạ anh. Hạ Tưởng không khỏi mỉm cười, Phương Cách nói giống Mai Hiểu Lâm như đúc. Được rồi, hắn đúng là chuyên gia về tình yêu và hôn nhân mà, về sau nếu có cơ hội, sẽ giúp Phương Cách giới thiệu cậu ta với Lam Miệt, cũng không thành vấn đề, liền một mực đồng ý. Được, có cơ hội tôi sẽ sắp xếp một chút, tuy nhiên tôi chỉ làm trung gian giới thiệu. Cậu có thể làm Lam Miệt đồng ý hay không, thì phải xem bản lĩnh của cậu. Hạ Tưởng không biết là Tiêu Ngũ vừa thấy Lam Miệt, đã nảy sinh tình cảm với Lam Miệt, hiện tại hắn cũng đang chuẩn bị tấn công Lam Miệt. Tới văn phòng của Lý Đinh Sơn, câu đầu tiên mà Lý Đinh Sơn nói là Tiểu Hạ, cuối tuần này tôi và cậu cùng nhau quay về tỉnh Yến, về nhà chơi, Sử Lão cũng muốn gặp cậu. Ông dừng lại một chút mới nhớ tới Tào Thù Lê hiện tại chỉ có một mình liền nói tiếp. Mang Thù Lê đến để biết nhau luôn. Lý Đinh Sơn có lời mời đối với mình, Hạ Tưởng không nghĩ gì liền một mực trả lời. Được ạ, không thành vấn đề. Gần đây Sử Lão có khỏe không ạ? Hẳn là lão nhân gia muốn gặp cháu, chắc là có chuyện gì tốt phải không ạ? Lý Đinh Sơn cười mắng, không phải thế, Sử Lão nhớ cậu, muốn gặp cậu cũng không được à? Phẩm chất kính trọng người già của cậu đi đâu mất rồi? Hạ Tưởng cười hả hả. Y cháu nói. Hiện tại tình hình của tỉnh Yến vừa mới trải qua sự thay đổi lớn. Sử Lão muốn gặp cháu, chắc là có điều muốn nói. Lý Đinh Sơn chỉ Hạ Tưởng, cười cười. Cậu luôn có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra được vấn đề quan trọng, cậu đoán đúng rồi, Sử Lão quả thật có điều muốn nói. Hạ Tưởng tiện thể ngồi trên sofa, hắn cũng muốn cùng Lý Đinh Sơn trao đổi một chút về tình hình của tỉnh Yến. Bí thư Lý có biết Diệp Thạch Sinh đối nhân xử thế như thế nào không? Hạ Tưởng rất quan tâm đến tính cách của tân bí thư tỉnh ủy. Lý Đinh Sơn thong thả nói. Diệp Thạch Sinh tính cách mềm mại, ông ấy làm chủ tịch tỉnh rất khiêm tốn, ta thấy, ông ấy lên làm bí thư tỉnh ủy cũng là muốn ổn định lại tất cả mọi việc. Trước kia việc đề ra các chính sách cũng thế, hiện tại nhân sự cũng thế, đều không có thay đổi quá lớn. Hơn nữa tỉnh Yến cách Bắc Kinh cũng gần, Bắc Kinh cũng hy vọng về sau tỉnh Yến sẽ đi theo đường lối đúng. Cùng duy trì sự ủng hộ cao đối với Trung ương, ở điểm này, tôi có thể chắc chắn Diệp Thạch Sinh sẽ làm tốt hơn Cao Thành Tùng. Tuy nhiên Trung ương không định chọn người khác làm chủ tịch tỉnh. Chắc chắn là cũng đã có suy xét trên nhiều phương diện. Hạ Tưởng đưa ra vấn đề thứ hai. Không sai, chọn người mới làm chủ tịch tỉnh mới là điểm mà tôi lo lắng nhất. Trung ương không đồng thời tuyên bố việc chọn người khác làm chủ tịch tỉnh, cũng có khả năng đã cân nhắc suy xét ở mọi góc độ.
muốn chọn một người có tinh thần trách nhiệm để đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh. Như vậy cũng tốt, có thể gánh vác một chút trách nhiệm với bí thư Diệp. Lý Đình Sơn cũng vô cùng quan tâm đối với cục diện chính trị của tỉnh Yến, điều đó cũng ảnh hưởng đến con đường làm quan của ông ấy, nên không quan tâm không được. Có khả năng Phạm Duệ Hằng tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh không? Hạ Tưởng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng Phạm Duệ Hằng được làm là lớn nhất, tuy rằng nếu Phạm Duệ Hằng tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, với hắn mà nói đó không phải là một điều gì tốt cả. Bình thường theo đúng trình tự, nhất định sẽ là Phạm Duệ Hằng. Trừ phi có người khác hàng không tới đây làm chủ tịch tỉnh. Lý Ninh Sơn gật gật đầu. Tuy nhiên khả năng cử người khác đến đây làm chủ tịch tỉnh cũng không lớn. Xem chừng dựa theo tình thế hiện tại ở tỉnh Yến, sẽ không thể cử người khác đến đây làm chủ tịch tỉnh, ít nhất phải 2 năm nữa cục diện mới khác. Bắc Kinh cũng muốn có một bí thư tỉnh ủy tính cách mềm mại, nếu lại điều một người ở nơi khác đến làm chủ tịch tỉnh, như vậy tỉnh Yến sẽ xảy ra bất ổn, mất đoàn kết về mặt chính trị. Cũng đúng, cấp trên đã suy xét vấn đề, không chỉ chú trọng cân bằng, mà còn tổng hợp trên nhiều phương diện, kết hợp với tình hình thực tế của địa phương, cuối cùng mới có thể bổ nhiệm. Một tỉnh nào cũng thế, chính trị là một mảng rất lớn, phải quan tâm đến kế sinh nhai của hàng vạn dân chúng, khi làm không thể không thận trọng. Bổ nhiệm chủ tịch tỉnh mới, chỉ sợ là phá vỡ tình hình cục diện của cả tỉnh Yến. Trước mắt cũng không biết thế nào, chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên trong lòng Hạ Tưởng mơ hồ cảm thấy, việc chọn người mới lên làm chủ tịch tỉnh mới sẽ có liên quan tới kết cục của Cao Thành Tùng, nói cách khác kết quả cuối cùng chính là sự thỏa hiệp. Hiện tại là lúc nên phá vỡ thế cục của tỉnh Yến. Cuối tuần, Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn cùng nhau trở lại thành phố Yến. Sau khi hẹn thời gian gặp nhau, Hạ Tưởng đã về tới Tào gia. Tào Thù Lê cũng đã tan học về tới nhà. Lúc đầu Tôn Hiện Vĩ đưa xe tới đón. Cô vẫn không muốn ngồi lên để đến trường, cảm thấy có phần quá phô trương. Tào Vĩnh Quốc vừa đến thành phố bảo làm bí thư thành ủy, cô liền cảm thấy trên đầu đã không còn vầng sáng của một thiên kim tiểu thư, liền tự lái xe Audi đến trường, vừa lúc Hạ Tưởng đỡ phải đón. Chương 349, chờ đợi một thời cơ. Học viện kiến trúc tuy không phải là đại học nổi tiếng, nhưng cũng không ít con ông cháu cha vào học. Dù sao con cháu của người làm trong hệ thống xây dựng cũng được ưu ái hơn, những kẻ có tiền cũng không ít, cũng là không ít học sinh lái xe đến trường. Tào Thù Lê đương nhiên là cũng như vậy, dường như không phải một mình cô là có xe tốt, cũng ít có những ý kiến bàn luận. Lại nữa, mọi người đều biết rằng Tào Thù Lê là nhà thiết kế tài hoa, cô đã tham dự thiết kế không ít hạng mục, còn từng làm cho cả tập đoàn Viễn Cảnh và tập đoàn Đạt Tài, đã có nhiều phương án thiết kế tốt cho cả hai tập đoàn. Dám chắc kiếm không ít tiền cho họ. Xe Tào Thù Lê ở ngay tại lối đi trước mắt mọi người, liền lộ vẻ hết sức tự nhiên, khiến cho không ít người sinh phiền và ghen tị. Hơn nữa đã tới năm thứ tư, trên cơ bản chương trình học đã chấm dứt, so với thường ngày thì thoải mái hơn rất nhiều. Chưa đến thời điểm tan học, cô liền lái xe về nhà, vì Hạ Tưởng mà nấu cơm. Hai người gần như sống trong thế giới của riêng hai người. Ngoại trừ chưa có bước đột phá cuối cùng, còn lại thì cũng không có khác biệt gì lắm so với những cặp vợ chồng khác. Hạ Tưởng ở dưới lầu dừng xe, đang muốn lên lầu, liền nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm. Lại nói thêm đã một thời gian hắn và Liên Nhược Hạm không có liên hệ, và cả Tiếu Giai cũng thế. Không phải Hạ Tưởng thờ ơ, mà gần đây quả thật là bận quá, không có tâm trí mà nghĩ đến. Hắn với Tiếu Giai chỉ nói chuyện điện thoại có hai lần, cũng biết Tiếu Giai rằng đã lợi dụng chính sách điều tiết khống chế của nhà nước. Buôn bán được mấy triệu. Thấy cô mừng rỡ cười tâu toét, đang cần tìm người phụ trách công ty bất động sản, tranh thủ sang năm sẽ chính thức thành lập, có lẽ là buôn bán lớn nên cũng bận rộn hơn. Tiếu Giai thấy Hạ Tưởng gần đây không có hỏi thăm cô, cũng không có nửa câu oán hận. Tuy nhiên Hạ cũng biết, từ sau khi Tiếu Giai theo hắn, tính tình cũng kiềm chế đi rất nhiều. Trước đây ở trước mặt hắn tính tình rất nóng nảy, không hề như bây giờ luôn dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con cừu nhỏ. Mà tuy hắn liên hệ với Liên Nhược Hạm nhiều hơn Tiếu Giai, nhưng mỗi lần trò chuyện cũng không quá dài, bởi vì Hạ Tưởng luôn không có nhiều thời gian. Hiện tại Cao Thành Tùng bị lật sắp ngã, thế cục tỉnh Yến như một đám sương mù dày đặc, huyện An vẫn bước đi vững vàng. Từ việc bị theo dõi thời gian vừa rồi, Cao Thành Tùng đã đưa hắn và Tống Chiêu Độ trở thành kẻ thù lớn nhất. Nói cách khác, một ngày Cao Thành Tùng còn tại vị ở tỉnh Yến, thì hắn còn một ngày không được thoải mái. Hạ Tưởng không muốn Liên Nhược Hạm phải lo lắng, hơn nữa hắn cũng biết,
Liên Nhược Hạm không có hứng thú đối với vấn đề chính trị, sự hiểu biết về chính trị thậm chí còn không bằng Mai Hiểu Lâm. Nhóc người xấu, đang làm gì đấy? Gần đây không có điện thoại cho em, có phải toàn cùng cô bé Lê Anh em, đem em ném lên 9 tầng mây rồi không? Liên Nhược Hạm nói ai oán, thật ra là có ý trêu chọc Hạ Tưởng. Bởi vì Hạ Tưởng cũng biết, cô mới đây cũng rất bận. Cô đã bắt tay vào kinh doanh mạng, cũng có hiệu quả đáng kể, hơn nữa Liên Nhược Hạm cũng mê, còn gửi thư điện tử cho hắn. Anh là một người rất tốt. Hạ Tưởng vốn chưa xuống xe, ngồi ở bên trong xe nói chuyện với Liên Nhược Hạm. Anh đang làm một chuyện đại sự rất quan trọng có lợi cho nước cho dân, sau khi mọi chuyện hoàn thành, có thể đem tới cho tỉnh Yến một bầu trời sáng sủa. Gớm, có vài ngày không gặp, trình độ nói mạnh miệng tăng lên thế, nói thật xem, có phải lại đối đầu với Cao Thành Tùng hay không? Liên Nhược Hạm đang ở nước ngoài, nhưng đối với việc trong nước cũng có chú ý, nhất là tình hình của tỉnh Yến. Cô quan tâm đến chính trị, cũng là quan tâm đến Hạ Tưởng. Em cũng nghe được tin tức là Cao Thành Tùng không được đảm nhiệm chức phụ bí thư tỉnh ủy nữa, mà lui về tuyến sau làm chủ tịch hội đồng nhân dân. Tiền đồ chính trị của hắn đã hết, còn có thể làm gì anh được nữa. Mặt khác, chuyện chú ba em muốn đến tỉ nhiến làm chức trưởng ban tổ chức cán bộ cũng thất bại rồi. Ông em đã biết bản lĩnh của chú ấy, hơn nữa cũng biết trước kia chú ấy đã làm những việc gì, nên rất giận dữ, vốn đang nghĩ tới việc để chú ấy tới một tỉnh phía Nam làm phó chủ tịch tỉnh. Hiện tại vừa quyết định giữ chú ấy lại Bắc Kinh. Hiếm thấy Liên Nhược Hạm quan tâm, nói với hắn về vấn đề chính trị nhiều như vậy. Có thể thấy phụ nữ luôn khoan dung đối với đàn ông, mặc kệ đó là một việc trước kia cô không thích không thèm để ý, nhưng chỉ cần người yêu của cô thích, cô cũng sẽ quan tâm. Hạ Tưởng cũng rất cảm động nói. Nhược Hạm, cảm ơn em đã cho anh biết nhiều nội tình như vậy. Em làm vậy đâu phải vì anh, đừng tự mình tưởng tượng. Liên Nhược Hạm lại không để lỡ một cơ hội nhỏ để đả kích Hạ Tưởng. Em là thay con của em suy nghĩ một chút thôi. Hạ Tưởng mừng rỡ nói. Có rồi à? Có cái gì? Không có. Liên Nhược Hạm thở dài một tiếng, cảm thấy không vui nói. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng lúc ấy đang ở thời kỳ thuận lợi nhất, vì sao cái bụng không có chút động tĩnh nào cả. Xem ra muốn mang thai cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng vì sao trên TV nhiều người yêu đương vụng trộm như vậy, một lần đã có thể mang thai? Là em không được hay là anh không thể? May mắn là không phải mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau, nếu không Hạ Tưởng chắc sẽ xấu hổ không dám nhìn Liên Nhược Hạm. Lần đầu tiên Hạ Tưởng bị người khác nói mà không thể nói lại được, đương nhiên không phải là không có khả năng nói lại, mà là về một khía cạnh nào đó không thể nói được, lại còn bị Liên Nhược Hạm hoài nghi, khiến hắn không khỏi vô cùng xấu hổ, liền vội vàng giải thích. Đừng có nghĩ lung tung, mới có hai lần làm như vậy, em nghĩ anh là thần thương thủ siêu xạ thủ sao? Thần thương thủ là có ý gì? Giọng nói Liên Nhược Hạm lộ ra một ý tế nhị, cũng không biết là cô không biết thật hay là cố ý làm bộ. Dù sao trong lời nói đã lộ ra một sự khiêu khích. Anh có thể nổ súng à? Sao em lại không biết nhỉ? Hạ Tưởng lại có cảm giác sao động không hiểu tại sao. So với một tiếu dai quyến rũ. Một tào thù lê dịu dàng, thì Liên Nhược Hạm rất thích trêu đùa, hoặc là không hề kiêng nể ám chỉ. Sự phong tình của cô, đối với đàn ông mà nói đây mới là lực sát thương lớn nhất. Đàn ông tuy rằng thích chiếm thế chủ động, nhưng càng thích phụ nữ vừa hơi chủ động, lại có sự ngượng ngùng của một cô gái. Liên Nhược Hạm chính là như vậy. Anh hùng cũng khó qua cửa mỹ nhân, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, huống chi Hạ Tưởng tự nhận mình không phải anh hùng. Thật không kiềm chế được, thầm nghĩ nóng lòng muốn thử. Nếu không chúng ta không tranh cãi nữa mà lại phân công hợp tác, cùng cố gắng nỗ lực tạo ra thế hệ tiếp theo. Liên Nhược Hạm mỉm cười ha ha. Em không hiểu ý anh nói là thế nào. Anh sao lại khó hiểu thế? Có thể nói rõ ràng một chút không? Hạ Tưởng mở cửa kính xe ra, đang mùa đông thế nào trong người lại nóng như vậy. Cũng may là có gió lùa vào nên mới đỡ một chút. Hắn nuốt nuốt nước miếng, không tình nguyện nói. Nhược Hạm. Hiện tại Cao Thành Tùng đã bị miễn nhiệm, Ngô gia tại tỉ nhiến vốn không có người phát ngôn đủ lực. Cho nên em có suy xét việc trở về không? Không, em sẽ không quay về đó. Liên Nhược Hạm dường như biết trong lòng Hạ Tưởng cũng có sao động, cố ý tùy hứng nói, trong giọng lại có vẻ đã suy nghĩ nên kiên quyết. Anh muốn thế nào được như thế sao? Anh nghĩ em là người thế nào? Hơn nữa, anh vừa nói như vậy em nghe cảm thấy rất mất mặt.
Muốn em trở về cũng được, nhưng anh phải tự mình đến nước Mỹ mời em về. Hạ Tưởng trên chóp mũi liền chảy mồ hôi. Anh thật ra rất muốn đi Mỹ để gặp em, tuy nhiên hiện tại không thể đi được, anh tốt xấu gì cũng là phó chủ tịch huyện, là ủy viên thường vụ, muốn đi Mỹ ít nhất cũng phải mất 8 đến 10 ngày, anh cũng không thể nghỉ lâu như vậy được. Anh rất thông minh, anh sẽ nghĩ ra được cách nếu anh muốn đi Mỹ. Nhưng anh không muốn đi nên anh có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do. Liên Nhược Hạm không chút do dự vạch trần ý nghĩ của Hạ Tưởng. Anh cứ suy nghĩ rồi giải quyết đi, dù sao em đã hạ quyết tâm. Anh chừng nào đến nước Mỹ, làm cho em được vui vẻ, em sẽ trở về với anh. Anh không đến, cả đời em sẽ không quay về. Còn nữa, mạng lưới của em hiện tại đã phát triển lên rất mạnh, ở nước Mỹ đã chiếm tới 1/3 doanh số của thị trường, hơn nữa đang từng bước phát triển đi lên. Xem chừng nếu lạc quan, không đến nửa năm nữa, có thể trở thành một trong hai mạng tìm kiếm lớn nhất nước Mỹ. Nếu anh tới được, vừa lúc có thể nhân cơ hội khảo sát một chút thị trường ở Mỹ, cũng sẽ tìm hướng phát triển trang web hơn, đóng góp một số ý kiến dự đoán tương lai. Liên Nhược Hạm đúng là tức giận cũng thế, là ghen cũng thế, hoặc rõ ràng là cô tùy hứng mà nói thế, tóm lại là Hạ Tưởng không dứt được cô. Cúp điện thoại, hắn lại ngồi trong xe chốc lát hút thuốc, cuối cùng lau tay, mới khóa xe lên lầu. Ngẫm đi ngẫm lại thì việc đi Mỹ không hẳn là không thể. Liên Nhược Hạm cũng đáng để mình tự đi tìm cô ấy một chuyến, hơn nữa cô ấy cũng đã nói như vậy, là khiến hắn có thể tự cảm nhận một chút sự phát triển của mạng ở nước Mỹ. Trước mắt ở trong nước, mạng vừa mới khởi bước, chưa được sử dụng và phổ biến rộng rãi, bởi vì vẫn đang sử dụng đường truyền qua dây điện thoại để lên mạng. Cũng không bao nhiêu người chịu đựng nổi loại chậm chạp như tốc độ của sên bò này, càng không cần phải nói tới số lượng các trang web trong nước hiện tại ít tới đáng thương. Đương nhiên hắn cũng biết đó là tâm nguyện nho nhỏ của Liên Nhược Hạm. Tuy rằng cô không nói, nhưng hắn cũng không phải mới biết cô nên đương nhiên có thể đoán được. Ở nước Mỹ, chỉ có hắn và cô, hai người có thể danh chính ngôn thuận bên nhau mà không sợ có thế lực bên ngoài nào quấy nhiễu, không sợ có nhân tố bên ngoài nào gây ảnh hưởng, hai người có thể cùng nhau tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời. Hạ Tưởng cũng có chút động lòng. Tuy nhiên bây giờ không phải thời điểm, chờ sau khi Tống Chiêu Độ tung ra một đòn chí mạng cuối cùng, đến lúc đó xác định cụ thể ngày nào đi cũng chưa muộn. Về đến giữa nhà, Tào Thù Lê đã làm xong một số đồ ăn, đang ngồi trên sofa xem TV. Phòng khách không có bật đèn, ánh sáng vô cùng mờ mịt. Ánh sáng của TV lúc sáng lúc tối chiếu vào mặt và người cô bé, càng tôn lên dáng người cô vô cùng động lòng người, vừa ấm áp lại làm cho người khác thấy rung động. Cô giống như một pho tượng hoàn mỹ, dáng người là lướt, xinh đẹp, phập phồng. Quả thực cô như một người đã trưởng thành, tươi đẹp ướt át, làm người ta chỉ liếc mắt một cái, liền nảy sinh có ý hướng tới. Hạ Tưởng trong lòng yêu thương và che chở, không có mảy may ý nghĩ dục vọng nào, đi qua nhẹ nhàng liền nâng đầu cô đặt trên đùi mình, rồi nhẹ nhàng nói. Sao em lại không bật đèn? Không bật đèn mới có cảm giác chân thật khi nhớ anh. Cô bé dịu dàng mà tựa đầu gối lên đùi Hạ Tưởng, đưa hai tay ôm lên thắt lưng của hắn, ánh mắt liền sáng lên, hai mắt mở to nhìn vào hai mắt hắn. Anh nếu nhớ chị Liên, có thể đi Mỹ để gặp chị ấy một mình ở nước ngoài, thật sự cũng rất cô đơn, thật không dễ dàng gì. Hạ Tưởng cúi người hôn nhẹ nhàng vào môi cô. Việc đó nói sau, gần đây anh bận quá, công việc cũng nhiều quá. Hắn liền chuyển chủ đề đúng lúc. Bác Tào ở thành phố bảo mọi việc đều coi như thuận lợi, triển khai công tác cũng không tệ lắm, dù sao cũng là bí thư thành ủy. Đường đường chính chính là nhân vật số một. Cho dù có người không cùng chí hướng cũng không có ai dám lớn tiếng. Không biết bao giờ anh mới lên làm một nhân vật số một như vậy. Anh bao nhiêu tuổi mà so với ba em? Nếu anh hiện tại và ông ấy cấp bậc giống nhau, ba còn không phải xấu hổ chết sao? Anh như vậy, đường đường anh cũng là một phó chủ tịch huyện, hiện tại cũng là ủy viên thường vụ, cũng là danh chính ngôn thuận làm lãnh đạo huyện ủy, không phải sao? So với ba em năm đó thì khá hơn nhiều lắm. Cô bé cửa trách Hạ Tưởng vài câu, tuy nhiên trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tự hào. Đó là do em tinh mắt, sớm phát hiện ra một người đầy ưu điểm như vậy. Phụ nữ tìm đàn ông giống như mua cổ phiếu. Nếu tinh mắt chọn lựa đúng sẽ làm tăng giá trị của cổ phiếu, về sau hạnh phúc còn được bảo đảm. Không tinh mắt, không cẩn thận sẽ chọn nhầm cổ phiếu luôn bị giảm giá trị, sẽ cảm thấy cuộc sống ngày càng bi thảm.
Hạ Tưởng trong lòng nghĩ đơn giản nên nói như vậy là muốn đề cao hào quang và hình tượng của mình. Được rồi, anh đừng tự biên tự diễn nữa, em biết anh khen em tinh mắt, trên thực tế là khen chính mình có bản lĩnh. Được rồi, em thừa nhận anh là một người đầy ưu điểm, nhưng em cũng muốn nói cho anh biết là, nếu một cô gái muốn cuộc đời được hạnh phúc không thể chỉ dựa vào đàn ông, mà phải dựa vào sự cố gắng của chính mình, cho nên em sẽ tự mình cố gắng tự lập. Cô bé nghiêm mặt, khá bực mà vẻ mặt vẫn kiên quyết. Hạ Tưởng thấy cô có dáng vẻ đáng yêu mê người, cô mặc áo ngủ nhung, giống như một món đồ chơi, vừa gợi cảm lại vừa muốn trêu đùa, liền ôm lấy cô, cắn tai của cô nói. Lát nữa chúng ta liền thử một lần tính chủ động tích cực của em, được không? Cô bé vẻ mặt khờ dại, khó hiểu hỏi. Anh nói cái gì, gì mà muốn thử tính chủ động tích cực của em? Hạ Tưởng không thể làm gì khác. Liên Nhược Hạm không hiểu liền hỏi lại, giả bộ nghi ngờ và có ý trêu chọc. Cô bé không hiểu, cô liền hỏi lại, đúng là suy nghĩ vẫn còn là của một thiếu nữ thuần khiết, chưa từng trải qua sự đời, quả thật rất có thể sẽ khiến mọi người chê là phản ứng chậm chạp, Hạ Tưởng hoàn toàn có thể hiểu. Đương nhiên cũng chỉ hiện tại thôi, đến sau này, mức độ cởi mở của các cô gái đủ làm người ta cứng lưỡi. Từng có hai cô gái vì tranh đoạt bạn trai, cùng tranh nhau chụp ảnh, quay video khỏa thân cho bạn trai nhìn để so xem ai đẹp hơn. Nếu con gái không biết tự trọng thì sẽ không có đàn ông nào quý trọng cô. Đàn ông thực ra là đều có tính giống nhau, chính là quá dễ dàng đạt được một điều gì đó, sẽ vĩnh viễn không biết quý trọng, cũng giống như loại con cái nhà giàu mới nổi, không biết tiết kiệm. Loại phụ nữ chủ động dâng lên cửa muốn đàn ông yêu mình như báu vật, không thể nghi ngờ đó là những người si nói mộng. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê cơm nước xong. Hai người ngồi xem TV một lát. Mùa đông hệ thống lò sưởi đều được bật cao, trong phòng nhiệt độ lên cao, Hạ Tưởng cảm thấy có chút khô nóng, liền cởi hết quần áo bên ngoài ra làm cô bé hoảng hốt thét lên, tránh ở trong phòng không dám ra đây. Hạ Tưởng xấu hổ mà sờ cái mũi, tuy rằng đã lâu không sờ mũi, nhưng hôm nay không thể không sờ một lần nữa, nói. Anh thực sự đáng sợ vậy sao? Ai nói anh sau này sẽ danh chính ngôn thuận là chồng em? Hơn nữa anh cũng không có ý nghĩ xấu đó, chỉ có điều nóng quá, nên cởi hết quần áo bên ngoài ra mà thôi. Làm sao mà lại dọa em thành như vậy? Em làm như vậy, làm tổn thương tâm hồn của trẻ thơ của anh đó. Tiếng cười của cô bé ở trong phòng truyền đến, có chút nghịch ngợm lại có chút đắc ý. Đùa anh một tí, xem ra hiện tại anh không biết đùa. Ôi, có phải do làm quan lâu nên ngày càng mất đi sự hài hước không? Được rồi, không trêu anh nữa. Em đi ra, anh thích làm gì thì tùy, dù sao cũng là số mạng của em. Câu nói cuối cùng là hiển nhiên ám chỉ Hạ Tưởng có thể muốn làm gì thì làm, cô bé đột nhiên xuất hiện làm trong lòng Hạ Tưởng đang có ngọn lửa bốc lên liền bị dập tắt. Bởi vì vẻ mặt cô kiên định, trong ánh mắt toát ra ánh sáng làm say mê lòng người, bỗng nhiên trong lúc đó hắn có cảm nhận được hòa quyện giữa sự thỏa mãn và tình yêu nam nữ. Đó không phải chỉ là nhục dục, có khi là sự đồng cảm. Có khi làm việc nghĩa không được chùn bước, cũng đủ để tình yêu có thể nở rộ rực rỡ. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng, Tào Thù Lê liền ăn mặc kỹ lưỡng, cùng Hạ Tưởng đến nhà Sử lão như đã hẹn. Hạ Tưởng không lái chiếc Land Rover mà là đi Audi của Tào Thù Lê lên xe. Hai người ngồi ở bên trong có vẻ ấm áp, đồng thời cũng là muốn chú ý đến cảm xúc của cô bé, không cho cô nghĩ nhiều. Hôm nay cô bé mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt. Chiếc quần dài màu xám bó sát thân dưới, bên ngoài trông rất trẻ trung, vừa đoan trang, hào phóng, lại phong độ. Hạ Tưởng không khỏi nhìn cô vài lần, vô tình nghĩ thầm cô bé cũng đã dần dần trưởng thành, cũng dần thành thục, có chút hương vị của một người phụ nữ. Khi tới nhà của Sử lão, Sử Khiết ra đón hai người tiến vào. Sử Khiết vừa thấy Tào Thù Lê, liền lôi kéo tay cô, nói rất nhiều, không ngừng khen cô ngày càng xinh đẹp, tính tình lại rất tốt. Hạ Tưởng cũng không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ, cùng với Lý Đinh Sơn ngồi ở phòng khách uống trà. Sử lão tản bộ ở bên ngoài chưa về, Hạ Tưởng cùng Lý Đinh Sơn hàn huyên trong chốc lát, nói chuyện thời tiết, chuyện tình hình huyện An sau này. Hai người nhất trí cho rằng, phòng Ngọc Huy cho dù có to gan, cũng không dám gây ra chuyện gì to tát, dù sao phương hướng lớn trước mắt là lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm. Chỉ khi giành được quyền chủ động về kinh tế mới có quyền để lên tiếng. Không lâu sau, Sử lão một tay cầm gậy, một tay cầm quả bóng tròn tập thể dục, từ bên ngoài đi bộ vào. Chào hỏi xong, Sử lão đang ngồi đối mặt với Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn,
cười tủm tỉm mà nhìn Sử Khiết và Tào Thù Lê vài lần. Sử Khiết hiểu được ý Sử Lão, liền nói. Thù Lê, cảnh sát ở hậu viên cũng không tệ lắm, chúng ta cùng đi xem một chút nhé. Tào Thù Lê từ nhỏ cũng là thiên kim của giám đốc sở, quy tắc trên quan trường đều hiểu, liền đứng dậy cười nói. Tốt quá, vừa lúc được đi hít thở không khí. Sau đó cô lại xoay người phất tay với Hạ Tưởng. Anh phải nghe những lời tốt đẹp của Sử Lão và Bí Thư Lý, không được chạy lung tung. Hạ Tưởng biết rõ Tào Thù Lê đùa hắn, tuy nhiên đang ở trước mặt Sử Lão và Lý Đinh Sơn đành cười ngượng ngùng. Sử Lão có thể hiểu niềm vui của những người trẻ, cười ha hả. Vĩnh Quốc thật có phúc, sinh được một cô con gái thật tốt, Tiểu Hạ cũng thật có phúc tìm được một người vợ tốt. Hạ Tưởng liền tiếp lời của Sử Lão nói. Sử Lão cũng thật có phúc, tìm được một người con rể tốt. Ha ha! Sử Lão vui vẻ mà cười ha hả. Cậu không biết, thời điểm Đinh Sơn mới tham gia quan trường, tôi còn hơi lo lắng vì dáng vẻ nó thư sinh, khí phách quá nặng, không thích hợp với quan trường, không nghĩ tới, nó lại tính cách trầm ổn, khiêm nhường, khiến nó được lợi không ít. Có đôi khi ngẫm lại, thực ra trên quan trường có nhiều tình huống rắc rối phức tạp, làm việc không thể vơ đũa cả nắm. Cũng không phải nói trên quan trường phải nham hiểm và giả dối mới có thể sống yên, cũng phải nói nhiều cơ trí mưu mô mới có thể ở trong quan trường, lúc đó như cá trong nước. Tôi cũng đã nghiên cứu một chút về lý lịch các cán bộ cấp sở trở lên ở tỉnh Yến cùng với các nguồn cũng quen khác nữa, cũng theo các con đường khác nhau tìm hiểu một chút tính cách của những nhân vật trọng yếu, liền phát hiện một hiện tượng thú vị. Chương 350, lời tâm huyết của Sử Lão. Hạ Tưởng chăm chú lắng nghe Sử Lão truyền đạt toàn kinh nghiệm quý báu. Ông chịu nói với mình cũng là tôn trọng chính mình. Đạo làm quan, đạo làm người đều có rất nhiều điều đáng chú ý, rất nhiều bí quyết, không phải người thực sự tin tưởng thì không thể tiết lộ. Hôm nay Sử Lão bảo mình nhìn, xem ra có thâm ý sâu sắc. Hắn lại liếc mắt nhìn Lý Đinh Sơn một cái, Lý Đinh Sơn nhìn hắn khẽ gật đầu. Ý là Sử Lão nói thì chúng ta nghe, cơ hội hiếm có, phải nắm chắc lấy. Hạ Tưởng liền tiếp thu lời nói của Sử Lão, tò mò hỏi. Hiện tượng thế nào, với ánh mắt của Sử Lão hẳn sẽ tìm thấy những điều mấu chốt, khẳng định rất độc đáo, nhất định có nhiều phát hiện đáng kinh ngạc. Nói là không có gì lạ thường, nhưng ta nghĩ thực ra mà nói những người thành công cuối cùng đều có mấy điểm giống nhau. Sử Lão uống một ngụm trà, mắt hơi nhắm lại, dường như chìm vào vị nước trà thơm ngát, một lúc lâu ánh mắt mới tỉnh lại, nhìn Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn mà cười. Ta nói chỉ phân nửa, hai người cũng không hỏi một câu xem điểm giống nhau là gì. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn nhìn nhau cười, nói rằng. Muốn nghe Sử Lão chỉ bảo phải có thời cơ, lại thêm cả kiên nhẫn. Bộp, một tiếng, Sử Lão đặt quả cầu tập thể dục đang cầm trong tay lên bàn, lấy tay chỉ Hạ Tưởng, hướng Lý Đinh Sơn vừa cười vừa nói. Đinh Sơn, hiện tại ta mới tin ánh mắt của con cũng không tồi. Tiểu Hạ này mở lời một cái đã nói ra được hai điểm giống nhau của người thành đại sự, thật không đơn giản. Cậu ta nói đúng, người thành đại sự phải nắm bắt được thời cơ và kiên nhẫn bền bỉ, thiếu một thứ cũng không được. Hạ Tưởng cười ngượng ngùng. Sử Lão nói đùa, cũng khen lầm người rồi. Ý cháu chỉ là muốn nghe Sử Lão dạy bảo, trước là phải có duyên kỳ ngộ, sau đó càng phải có kiên nhẫn chứ không phải nói đó là điểm giống nhau của những người thành đạt. Sử Lão khoát tay. Tiểu Hạ. Trước mặt ta không cần phải khiêm nhường, cháu có thể biết được hai điểm này, thì chứng minh cháu đã dày công tu dưỡng những điều căn bản này. Cũng chứng tỏ rằng cháu ý thức được tầm quan trọng của duyên kỳ ngộ và sự nhẫn nại. Duyên kỳ ngộ nghe có ý duy tâm, thực ra không phải vậy. Duyên kỳ ngộ luôn luôn gắn liền với thời khắc chuẩn bị sẵn sàng của người đang chờ thời cơ. Đó là một thứ đền ơn trả cho những nỗ lực của bọn họ. Nhưng có thể nắm bắt duyên kỳ ngộ hay không thì còn phải xem hắn có đủ kiên trì nhẫn nại không. Ngày hôm nay trạng thái tinh thần của Sử Lão đặc biệt tốt, hứng thú nói chuyện cũng rất cao. Ông buông cây bấy tơ ong, một tay cầm ấm trà, một tay ra hiệu, tiếp tục chậm rãi nói. Đạo làm quan, có một câu nói rất nhàm tai chính là, muốn làm quan trước tiên phải biết đối nhân xử thế. Người có chức quyền ở trong quan trường trước hết phải có mối quan hệ tốt với các cấp trên dưới. Với cấp trên cấp dưới, đảng và quốc gia đều phải tốt. Người ta mỗi ngày đều phải đối mặt với một số người cụ thể người nào đó. Cho nên tập thể và tổ chức, kỳ thực đều là một nhóm người cụ thể. Trách nhiệm với đảng, với quốc gia, với nhân dân, xét cho cùng,
là trách nhiệm với một người cụ thể nào đó. Làm quan trước tiên là làm người, nhìn như quy luật rõ ràng vậy mà đã có rất nhiều người từng không đạt được. Biết rõ liên quan giữa tập thể và cá nhân, sẽ tạo dựng được một sự tín nhiệm. Ví dụ như tôi làm quan vì cái gì? Là vì vinh hoa phú quý của riêng mình, còn là vì sự an cư lạc nghiệp của nhân dân. Nói một câu thực sự, không có mấy người làm quan chân chính, bước vào quan trường chỉ vì chăm họ trong thiên hạ. Nói vậy không phải tôi già mồm cãi láo, cũng không phải suy đoán con người, mà đó là nói một cách thực tế. Bởi vì một người trước khi có địa vị cao thì không hề có quan điểm và ý chí bao quát thiên hạ. Cho dù có người luôn miệng nói là làm quan vì hạnh phúc của quốc gia chăm họ, cũng chỉ là trình diễn cho người khác xem thôi. Một người có địa vị cao, chỉ để làm thỏa mãn nhu cầu cá nhân mình. Sau khi đã không còn lo lắng cơm áo gạo tiền, mới có thể quan tâm đến tâm tư của thiên hạ. Mang tình thương đến cho chăm họ. Hạ Tưởng nghe xong, trong lòng đã hiểu ra chút ít. Lời nói hôm nay của Sử lão là những câu từ đáy lòng. Với tư cách là một đảng viên lão thành và nguyên bí thư tỉnh ủy, có thể nói ra như vậy chính là lời nói rất thực. Cũng nghĩa là ông ấy thực sự không coi mình là người ngoài mà thổ lộ hết tâm tình. Hạ Tưởng cũng không phải hoàn toàn phản đối chủ nghĩa khẩu hiệu và biểu ngữ, nhưng người đã thật sự thâm nhập vào chốn quan trường, liệu có mấy người đem những cách ngôn biểu ngữ tốt đẹp đó làm thành sự thật? Đem vải thưa che mắt thánh trở thành một truyền thống trở nên phổ biến, về mặt quốc gia mà nói, đúng là bi ai, cũng là một bước thụt lùi của xã hội. Nhiều chuyện trong lòng mọi người đều biết rõ, cũng hiểu được nói như vậy là nói dối, nhưng mọi người đều nói, thậm chí còn nói dõng dạc hùng hồn. Rất nhiều vị quan tham bị bắt đều giống nhau, mỗi ngày đều nói về chống tham nhũng, hàng ngày nói chuyện thanh cao cùng đạo đức phẩm hạnh. Hơn nữa vẻ bề ngoài còn làm như thật, y phục giản dị, khẩu lệnh vang dội. Sau khi bị xét xử, rất nhiều người còn khó có thể tin một con người mộc mạc như vậy, cũng biết tham ô hàng triệu, hàng tỷ. Cũng có vị làm quan ngay cả cha mẹ thân sinh ra mình cũng không nhận. Chẳng những làm giả bằng cấp, ngay cả lý lịch, danh tính, thậm chí tuổi tác đều giả mạo. Tranh giành việc nuôi cha sau khi chết để tranh giành tài sản. Không ngại cùng gia đình ruột thịt, con cái tranh giành di sản để lại. Hậu quả là, bị người biết gốc gác, cuối cùng thì vào tù, mất hết thanh danh. Cán bộ lý tưởng của Hạ Tưởng là cán bộ có thể có tư lợi, nhưng sau khi thỏa mãn bản thân thì nhất định phải công tâm làm một viên chức vì dân, không thể làm quan chỉ vì muốn thêm tiền tài. Không ai có thể chân chính chí công vô tư, ai cũng là người có thất tình lục dục. Yêu cầu cán bộ như đòi hỏi với thánh nhân, chẳng bằng chế độ nghiêm ngặt, kìm hãm với cán bộ. Nếu thật sự muốn lấy quy phạm đạo đức để trói buộc tư tưởng hành vi của con người, bất luận là quy định hay chế độ gì cũng không có sức mạnh hoàn hảo hơn tôn giáo. Không nói đến ai khác, chỉ nói về những việc ta đã trải qua. Thời điểm ta từ thị trưởng lên tới bí thư thành ủy có gặp một trở ngại, vốn là thượng cấp muốn cho một bí thư nhảy dù xuống đây. Trước khi cho nhảy dù thì cũng đến thành phố trưng cầu ý kiến của các ủy viên thường vụ. Kết quả là người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lúc đầu muốn ở lại địa phương 3 ngày, cuối cùng không đến một ngày thì quay trở về tỉnh. 3 ngày sau công văn nhậm chức chính thức chuyển xuống, tôi từ thị trưởng tiếp nhận chức phụ bí thư. Sử lão nói đến đây, đôi mắt chớp chớp hồi tưởng, chậm rãi quay bình trà trong tay. Tại sao chứ? Là bởi vì ta làm thị trưởng cũng khá tốt rồi, và mọi người đều thích thú. Hay là bởi vì ta mềm mỏng nên mọi người cũng mong muốn để một người tính tình mềm mỏng làm bí thư sẽ dễ chịu hơn là cái người chẳng hiểu từ đâu nhảy vào. Đều không phải. Câu hỏi của Sử lão không cần Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn trả lời, lão tự hỏi rồi tự đáp. Trong 3 năm ta làm thị trưởng, đã từng làm mất lòng không ít ủy viên thường vụ, cũng từng chống đối rất nhiều người. Hơn nữa chắc trở từ phía trên mới là vấn đề, nhưng ta không bao giờ rút lui trước. Có thể nói các ủy viên thường vụ đối với chức bí thư của ta có rất nhiều ý kiến. Thậm chí, nói không dễ nghe thì phần lớn còn có tâm lý chống đối. Nhưng cuối cùng vì sao khi người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tới, bọn họ đều không hẹn mà cùng muốn ta chính thức tiếp nhận vị trí đó. Chính là bởi vì ta làm cho họ yên tâm một chút. Ta là một thị trưởng cứng rắn, cũng cực kỳ công bằng chính trực. Ta biết điều phải trái, không chịu thoái lui, tuyệt đối kiên trì giữ nguyên tắc không thiên vị. Hơn nữa trong lúc rất nhiều người tranh giành thì ta tuyệt đối không bị cám dỗ động chạm đến lợi ích cá nhân. Thấy tiền trước mặt cũng không động lòng, bởi vì mỗi người đều có một điểm mấu chốt, làm việc gì cũng phải kiên trì, cố gắng đừng vượt qua giới hạn.
cho nên bọn họ xem ra, tuy rằng ta làm bí thư không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng bởi vì ta giữ vững công bằng chính trực nên trong tâm trí của họ, ta có đủ độ tin cậy. Hạ Tưởng âm thầm thay Sử lão tổng kết lại các điểm giống nhau, chính là kiên trì nguyên tắc, giữ vững sự công bằng, ngồi đúng vị trí. Phải nỗ lực làm việc không thể hiện sự thiên vị. Sử lão lại kể tiếp chuyện ông ấy từ chủ tịch tỉnh thăng nhiệm lên làm bí thư tỉnh ủy. Khi Sử lão giữ chức chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên tính tình cực kỳ khiêm tốn. Có điều ông ta tuy rằng khiêm tốn, nhưng cũng là một người rất có nguyên tắc. Ông ấy có cá tính mạnh, những nhận thức về sự việc, con người của ông ta thì người khác rất khó khiến ông ta thay đổi quan điểm. Khi Sử lão và ông ta làm việc chung với nhau, cũng đã từng có một chút mâu thuẫn. Vì tính tình Sử lão cũng ít khi chịu thua nên trên hội nghị thường vụ đã nhiều lần cùng với vị bí thư này tranh cãi. Chờ khi bí thư từ nhiệm, lãnh đạo thượng cấp trưng cầu ý kiến của ông ta xem Sử lão có phù hợp tiếp nhận chức vụ bí thư hay không. Ông ta liền phán quyết về Sử lão. Chỉ có tài làm chủ tịch tỉnh chứ không có khả năng làm bí thư. Bởi vì ông ta có hậu đài vô cùng mạnh ở thủ đô, nên lời nói rất có trọng lượng, trực tiếp ảnh hưởng tới quan điểm của cấp trên với Sử lão. Sau đó cấp trên quyết định, muốn điều chuyển Sử lão đến làm chủ tịch tỉnh khác, cho một gã bí thư, nhảy dù, về đây, sẽ từ trong các phó chủ tịch tỉnh đề cử một gã lên chủ tịch. Thực ra thì cũng tương đương với việc lại để Sử lão tiếp tục làm chủ tịch tỉnh vài năm nữa, sau đó lui về làm người thường, sau này không có cơ hội tiếp tục lên làm bí thư nữa. Đại thể là tiền đồ vô vọng. Sử lão sau khi nghe được tin tức, kinh hãi, lúc ấy đã tan tầm, ông ta liền trực tiếp tìm đến nhà bí thư muốn nói chuyện. Bí thư đứng qua cửa, nói với lão rằng, những gì cần nói, tôi đã nói xong với ban tổ chức trung ương rồi, ông tìm tôi cũng không có tác dụng gì nữa, tôi sẽ không thay đổi quan điểm với ông đâu. Sử lão biết ý kiến của bí thư đối với ông ta có ảnh hưởng rất lớn, cũng biết tính cách của ông ta rất cố chấp, sẽ không tùy tiện thay đổi. Ông và ông ta đã làm việc chung với nhau nhiều năm. Đối với tính cách của lão đã sớm rõ từng chân tơ kẽ tóc, nhưng quan trọng là tiền đồ cả đời của mình, không thể không đánh cược một phen, liền vẻ mặt chân thành nói. Bí thư Tân, tôi và ngài kết bạn mấy năm qua, tuy rằng thường xuyên nảy sinh xung đột với ngài, nhưng xin ngài để tâm suy nghĩ một chút, xảy ra xung đột và mâu thuẫn có lần nào chỉ vì cá nhân tôi dựng lên. Thứ nữa là, mấy năm qua tôi làm chủ tịch tỉnh, đã từng đắc tội không ít người, cũng từng đề bạt không ít người. Ngài có thể so sánh thử những người tôi từng thất lễ với những người tôi từng đề bạt, hiện tại biểu hiện trên cương vị công tác ra sao? Thứ ba, ở cương vị chủ tịch tỉnh vài năm, tôi đã có những thành tích gì? Vì sự phát triển kinh tế của tỉnh Yên mà có rất nhiều đóng góp lớn. Vì tỉnh Yên mà kêu gọi được bao nhiêu nhà đầu tư. Chắc hẳn trong bụng ngài biết rõ, mọi việc đều xuất phát từ góc độ nhân dân tỉnh Yên mà suy xét. Ngài lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Tôi có phải là người phù hợp tiếp nhận chức vụ bí thư hay không? Sử lão nói xong, cũng không chú ý vẻ mặt và phản ứng của bí thư Tân, một khắc cũng không ở lại, xoay người bước xuống. Vài ngày sau, Sử lão tiếp nhận xác nhận của ban tổ chức trung ương, cho ông chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy. Sự việc trong quan trường, có khi không rõ ràng mục tiêu cho lắm, đôi khi phải dựa vào trực giác của chính mình để đánh cuộc một phen. Thành công thì mới có thể đường mây nhẹ bước, nếu không sẽ thất bại thảm hại, hoặc là sẽ phải dậm chân tại chỗ. Nhưng cho dù như thế nào, người thành đại sự đều phải đến thời điểm mấu chốt quyết tâm đánh cuộc một phen, huống hồ đời người chẳng phải đã là một canh bạc rồi sao? Sử lão cười ha ha, cầm ấm trà uống một hơi hết sạch nước trong đó, chia ấm trà đưa cho Lý Đinh Sơn. Đinh Sơn, thay nước cho ta. Lý Đinh Sơn đứng dậy đi thay nước trà. Sử lão nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý, đột nhiên hỏi. Tiểu Hạ, cậu nghe xong chuyện xưa của ta, có cảm tưởng gì không? Hạ Tưởng chỉ biết Sử lão mượn cớ để Lý Đinh Sơn ra khỏi phòng, khẳng định ông ta muốn nói gì đó với mình. Nghe thấy câu hỏi của Sử lão, hắn suy tư một chút, nói. Hành động cuối cùng tìm bí thư Tân của Sử lão, nhìn như lỗ mãng nhưng trên thực tế lại là kết quả của việc suy nghĩ cặn kẽ. Trước tiên. Ông nắm chính xác tính cách của hắn ở chỗ mạnh mẽ bên trong, cũng có phân rõ mức độ nặng nhẹ mỗi mặt. Bằng không nếu như bí thư Tân chỉ so đo những ân oán cá nhân, không lấy đại cục làm trọng, ông có tìm cách giải thích với ông ý cũng không giải quyết được vấn đề. Thứ nữa, ngài nói với Tân bí thư đúng ba câu, những đều là những câu sâu sắc, thẳng vào tâm người, khiến bí thư Tân không có lý do cự tuyệt.
nếu ông ta không rút lại lời nói trước đó, sẽ trở thành ông ta lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, trở thành ông ta công tư không phân minh. Một điểm mấu chốt sau cùng, thực ra có lẽ ông muốn nhắn nhủ bí thư Lý và cháu, trong quan trường, bất luận địa vị thân thế thế nào, nhất định phải giữ vững nguyên tắc công bằng không thể dao động. Chỉ cần giữ một tấm lòng chính trực trong đối nhân xử thế, mới có được sự tin tưởng, mới có thể được lãnh đạo cấp trên khen ngợi khi gặp thời điểm mấu chốt. Sử lão nghe Hạ Tưởng nói xong, chỉ hứng thú chăm chú nhìn Hạ Tưởng, hai mắt tỏa ra ý cười. Hạ Tưởng cũng đón ánh mắt của sử lão, khuôn mặt mỉm cười nhún nhặn, kiên nhẫn chờ sử lão mở lời. Đến lúc Lý Đình Sơn cầm ấm trà quay lại, sử lão chìa tay đón lấy ấm trà, lúc này mới cười, nhưng không phải nói với Hạ Tưởng, mà là nói với Lý Đình Sơn. Đình Sơn, còn tổng kết một chút về đạo làm quan, phàm là những người có địa vị cao đều có điểm nào giống nhau. Lý Đình Sơn cũng có chút lĩnh hội, hắn suy tư một chút rồi nói. Trước tiên phải có duyên kỳ ngộ cùng sự nhẫn nại, thứ nữa là phải giữ cho mình luôn công bằng, phải phân biệt rõ ràng phải trái trong mọi vấn đề, không được phá bỏ nguyên tắc, cho dù làm không được tuyệt đối cũng không được thiên vị thái quá, bằng không sẽ không được người khác nể phục. Sau cùng, còn phải có can đảm đánh cuộc một phen. Nói được cơ bản chính xác, ta hỏi lại con, ta cuối cùng tìm bí thư Tân nói chuyện thẳng, đi ra với tâm lý như thế nào? Năm đó ngài đã không còn đường thoái lui, cũng là quyết tâm một trận sống mái, thắng thì được cuộc. Thất bại cũng không có gì tổn hại. Lý Đình Sơn do dự một lát mới nói suy nghĩ trong lòng. Không còn đường thoái lui. Sử lão kín đáo cười hỏi lại. Theo con đoán thì đúng là như vậy. Lý Đình Sơn này cũng không do dự, gật đầu đáp. Cho nên nói, Đình Sơn còn ở một số phương diện không sâu sắc bằng tiểu hạ, trong khía cạnh cư xử cũng không khéo léo như cậu ta. Muốn đánh bạc cũng phải chú ý kỹ xảo. Nếu không phải ta cảm thấy nói với bí thư Tân như vậy là đủ rồi, tới tìm ông ta chơi bài tình cảm, ta sẽ không phải trực tiếp đến thủ đô, tìm cấp trên chơi chiêu bài tình cảm. Trong quan trường, có thể khống chế và giải quyết những trở ngại trong phạm vi của mình thì hãy cố gắng hết sức, chớ đừng kinh động đến cấp trên. Bằng không rất dễ có thể khiến cho cấp trên cảm thấy mình lỗ mãng hoặc là ấn tượng mình hành sự bất lực. Mặc dù đã qua được một cửa trước mắt, những trở ngại sau này sẽ rất khó qua tiếp. Sử lão giơ tay vỗ vỗ vào vai Hạ Tưởng, nói lời thật lòng, tình ý sâu xa. Tiểu Hạ, ta già rồi, cũng không chiếu cố được cho Đinh Sơn vài năm nữa. Cũng chỉ có thể giúp đỡ đưa nó lên vị trí cấp sở. Đường đi về sau này của nó sẽ dựa toàn bộ vào chính nó. Tính cách của nó một mặt có phần hơi sốc nổi, có vẻ chính nó cũng không biết. Có lẽ cậu cũng cho rằng hai năm qua nó đã trải qua nhiều tôi luyện. Đã chế ngự được tính hấp tấp, nhưng ta hiểu rõ Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, thiếu sót trong tính cách của nó từ đầu tới cuối vẫn tồn tại, chẳng qua vì có cậu ở bên cạnh nên vẫn không có cơ hội để bộc lộ ra mà thôi. Lý Đình Sơn bị sử lão ở trước mặt phê bình, còn nói hắn không bằng Hạ Tưởng, trên mặt không một chút khó chịu, ngược lại, còn thành khẩn nói. Ngài nói đúng, con cũng biết khuyết điểm của mình, nhưng đã định hình rồi, sửa không nổi. Khi con ở huyện Bá, bởi vì có Tiểu Hạ luôn ở bên mình, có cậu ta đưa ra mưu sách, bày mưu chỉ lối hành động, cho nên không xảy ra chuyện gì sai sót. Tới huyện An đồng thời cùng Tiểu Hạ, tất cả các sự việc cậu ta làm đều rất rõ ràng, vị trí bí thư của con mới có thể yên ổn. Có thể nói không có trợ giúp của Tiểu Hạ vốn sẽ không có những chiến tích của con ngày hôm nay. Một câu nói này nghe ra rất nặng, Hạ Tưởng vội vàng đứng lên. Bí thư Lý, ngài đừng nói như vậy, nói quá lời rồi, tôi không đảm đương nổi. Tiểu Hạ ngồi xuống. Sử lão chẳng biết đã cầm lấy bê tơ ong từ lúc nào, đánh một cái nặng nề trên mặt đất, vô cùng nghiêm túc nói. Cậu rất đáng được nó cảm ơn, nếu mà cảm thấy không đảm đương nổi, hay là nghĩ về sau sẽ không giúp Đinh Sơn nữa. Hạ Tưởng đành phải ngồi xuống, cười ngượng ngùng. Sử lão, ngài và bí thư Lý người tung kẻ hứng, khiến vãn bối không biết làm sao, có gì ngài cứ nói thẳng là được rồi. Sau này muốn cháu giúp bí thư Lý như thế nào, làm sao cùng bí thư Lý tiến thoái trong quan trường như thế nào, ngài hãy nói một câu chân tình, nhất định cháu nghe. Sử lão mặt mày rạng rỡ. Tiểu Hạ, cậu có một chút chưa tốt, chính là quá thông minh. Ta còn chưa có mở miệng, cậu đã biết ta muốn nói gì. Tuy nhiên ta rất thích sự khôn ngoan đó của cậu. Ta muốn không phải muốn cậu làm gì giúp Đinh Sơn, mà là muốn cậu hứa với ta, sau này trong quan trường, bất kể có nảy sinh chuyện gì, bất luận thế nào,
cho dù cậu và Đinh Sơn có nảy sinh mâu thuẫn, nhớ kỹ một chút, Đinh Sơn mãi mãi không phải địch thủ của cậu. Cậu cũng đừng bao giờ đem nó xem như kẻ thù. Cho dù Đinh Sơn nhất thời luẩn quẩn, đoạn tuyệt cùng cậu, mong cậu nhận định Đinh Sơn là người tốt, nó mãi mãi không có ân oán cá nhân với cậu. Hạ Tưởng ngạc nhiên kinh hãi, lại đột ngột đứng phắt dậy, vẻ mặt kinh hoàng. Sử lão, ngài sao lại nói ra những lời ấy? Tuy rằng cháu luôn luôn gọi bí thư Lý là Lý Thúc Thúc chú, nhưng trong lòng cháu, ông ấy vẫn luôn luôn là người gần gũi nhất và cùng cháu thân như chú cháu. Cho dù cháu và ông ấy có chút vấn đề về quan điểm, cũng là bởi vì công việc, tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ địch của ông ấy. Sử lão đè đè tay, ý muốn Hạ Tưởng ngồi xuống, Lý Đinh Sơn thì vươn thẳng tay, kéo Hạ Tưởng trở lại chỗ ngồi. Ta cũng biết với tính cách của cậu, thà rằng nhượng bộ, chắc là sẽ không tấn công Đinh Sơn trực tiếp. Nhưng sự tình trong quan trường, rắc rối phức tạp chồng chéo lên nhau, trong nháy mắt đã thay đổi rất nhiều, có lẽ có khi cậu cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, buộc phải trở thành kẻ địch với Đinh Sơn. Nếu có xuất hiện một tình huống như vậy, ta chỉ hy vọng cậu nhớ kỹ một chút, Tiểu Hạ, không cần giả là thực thì thực cũng là giả, mà muốn thực làm giả thì giả cũng là thực. Cho dù Sử lão xuất phát từ tâm lý gì mà khổ tâm khuyên bảo mình như vậy, Hạ Tưởng cũng đều biết rằng đó là điều tốt. Vừa là vì Lý Đinh Sơn suy xét, cũng là suy nghĩ cho chính mình. Có lẽ trong tiềm thức Sử lão, mình có thể đi xa hơn so với Lý Đinh Sơn, nhưng ông không tiện nói ra, đành phải kín đáo nói là mong mình với Lý Đinh Sơn không là địch. Hạ Tưởng cũng biết sự tình trong quan trường, ai cũng không dám ảo tưởng vào ngày mai. Nhưng có một điều hắn có thể làm mà không thẹn với lương tâm, chính là hắn tuyệt đối sẽ không bí mật làm việc gì bất lợi cho Lý Đinh Sơn. Trừ khi Lý Đinh Sơn làm những việc vi phạm pháp luật mà bị mình bắt gặp, đến lúc đó thì luật pháp quan trọng hơn hay tình cảm quan trọng đây? Hạ Tưởng hiện tại không có cách nào trả lời câu hỏi của chính mình, đành phải an ủi bản thân, bí thư Lý đối nhân xử thế luôn luôn ngay thẳng, sẽ không tham nhũng nhận hối lộ, cũng sẽ không làm ra những chuyện động trời. Hiện tại hắn rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của Sử lão. Có lẽ nào ông cụ tự biết thời gian không còn nhiều nữa nên hôm nay cùng hắn nói nhiều như vậy. Vừa có thái độ bình thường trong quan trường, lại có đạo làm quan, còn cố ý giải thích quan hệ giữa hắn và Lý Đinh Sơn, rất có ý tứ giải thích về việc về sau này. Hạ Tưởng thấy khắp mọi nơi trên mặt và trên tay Sử lão chỗ nào cũng có dấu hiệu của tuổi già, trong lòng nhói lên một chút cảm xúc bùi ngùi, năm tháng không buông tha con người. Sử lão quả thật cũng già rồi. Bất luận vấn đề đối đãi của ông có đúng hay không, thì sự chỉ bảo ân cần của ông cũng luôn là tài sản tinh thần quý giá. Nhìn thấy bộ dạng hết sức lo sợ của Hạ Tưởng, Sử lão cũng coi như vừa lòng với Hạ Tưởng, nói. Tôi sẽ dùng quyền lực sau cùng giúp đỡ Đinh Sơn và cậu một phen. Sang năm, Đinh Sơn lên thành phố, cụ thể chức vụ gì thì nói ra lúc này không hay, có thể sẽ phải đi trước một bước vận động hành lang trên diện rộng. Về phần cậu, 2 năm sau sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch huyện An, thế nào? 2 năm nữa Hạ Tưởng 27 tuổi. 27 tuổi vẫn đang ở vị trí này hay là chủ tịch huyện, nói thế nào cũng là tốc độ thăng chức hiếm thấy. Hạ Tưởng cũng biết với quyền lực của Sử lão, nói thì nói như vậy, tuyệt đối hoàn toàn có thể nắm chắc thành công. Trên thực tế, hắn có thể tới huyện An làm phó chủ tịch huyện cũng là nhờ bàn tay của Sử lão. Ở trước mặt Sử lão, chỉ cần giữ một chút thái độ khiêm tốn là được, không cần phải khách sáo hoặc là làm bộ. Hạ Tưởng liền cung kính đáp lại. Toàn bộ theo Sử lão sắp đặt. Sử lão mỉm cười. Tốt, tốt, có lời này của cậu, hôm nay tôi sẽ mở một chai rượu ngon. Ông cao hứng đứng lên, hướng phía ngoài hô. Sử Khiết, đi, đem cho 3 chai rượu quý 20 năm ra đây. Hôm nay ba muốn cùng Tiểu Hạ uống một chén. Lúc đang ăn cơm giữa trưa, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê ngồi cùng một phía, Lý Đinh Sơn và Sử Khiết ngồi cùng một phía. Sử lão ngồi vị trí chủ tọa. Trông họ giống như người trong một nhà hòa thuận vui vẻ. Tào Thù Lê khéo léo như một người vợ, gắp thức ăn cho hắn, lại còn dặn dò hắn uống ít một chút, phải kính bậc bề trên mấy chén. Lý Đinh Sơn vừa nghe được, thừa dịp nâng rượu kính Sử Khiết nói. Đánh giá phụ nữ không ở già hay trẻ, mà ở tâm tư có trong sáng hay không. Em xem Thù Lê tuổi còn trẻ mà đã nắm rất sâu cách cư xử của người vợ. Sử Khiết, em sau này còn phải học tập cô ấy nhiều. Em xem nhất cử nhất động của Thù Lê thì sẽ biết đàn ông thích vợ hiền kiểu như thế nào. Hạ Tưởng cười ha hả. Đừng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô ấy hiện tại.
về đến nhà cũng thường xuyên quản cháu. Không quản anh thì quản ai? Quản anh là trân trọng anh, là săn sóc anh. Đàn ông các anh trời sinh ra là vốn đã để cho phụ nữ quan tâm, để phụ nữ chúng em chiếu cố đến, có đúng không? Tào Thù Lê lườm Hạ Tưởng một cái, trong mắt toát ra ý mừng, lại hướng Sử Khiết nói. Cô Sử, thực ra ý của bí thư Lý là khi ở ngoài để cho chú ấy có chút thể diện trước mặt mọi người, cho chú ấy được trải nghiệm một chút cảm giác làm nam nhi đại trượng phu. Còn khi về đến nhà rồi chú ấy lại sẽ hướng về mình cúi đầu khuất phục, hoặc là dịu dàng quan tâm chăm sóc, dù sao người ngoài cũng không biết. Đàn ông đều thế, đều quan trọng thể diện, nhất thiết đừng để họ mất mặt trước đồng nghiệp và bạn bè. Chúng ta cam chịu một lần bọn họ bớt lo một lần, cùng lắm thì sau khi về nhà lại tiếp tục bắt ép họ theo ý mình là được. Sử Khiết không nói lời nào, mặt cười nhìn Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn khen thẳng Tào Thù Lê khôn ngoan sắc sảo, nhìn như là cô thay Sử Khiết nói, kỳ thực là kín đào nói cho bản thân, như thế đúng là một người vợ đạt tiêu chuẩn. Nói thật khéo léo nhưng lý lẽ lại rất rõ ràng, vừa không để Sử Khiết cảm thấy khó xử vừa ngầm khen Hạ Tưởng chọn vợ chính xác, Tào Thù Lê về cơ bản quả thật là một cô gái rất biết tiến thoái. Tin tưởng cô ấy về sau nhất định có thể có đạt tiêu chuẩn vợ hiền dâu thảo. Sau khi ăn xong, Sử Lão bảo Hạ Tưởng theo ông đi tản bộ bên ngoài, Hạ Tưởng liền cùng Lý Đinh Sơn một tả một hữu cùng Sử Lão đi vào sân sau. Sử Lão ở tầng 1, từ phía sau của đi ra có một sân sau ước chừng mấy chục thước vuông. Khoảng sân nhỏ vào mùa đông, ngoại trừ cây sồi xanh là có màu xanh ra thì các cây cối khác đều khô héo. Ba người ở trong khoảng sân nhỏ dạo chơi, vô tình chuyển đề tài về vấn đề Tống Chiêu Độ. Thế lực của Tống Chiêu Độ vượt xa hơn cả dự đoán của ta, không ngờ là hắn thiếu chút nữa lật đổ Cao Thành Tùng. Người này cơ mưu sâu sắc, ngấm ngầm chịu đựng, bản lĩnh sâu đậm, không phải tầm thường đâu. Sử Lão lần đầu tiên trực tiếp đánh giá Tống Chiêu Độ. Ông nghiêng mặt nhìn Hạ Tưởng, tươi cười có chút nghi ngờ chất vấn. Tiểu Hạ, cậu và Tống Chiêu Độ hiện tại khá thân cận, có thấy được dã tâm của hắn hay không? Người trong quan trường ai mà không có dã tâm? Hạ Tưởng cười ha ha, Tống Chiêu Độ đối với hắn không có ác cảm gì, ngược lại đối với hắn còn dành nhiều kỳ vọng. Còn vì sao mà Sử Lão không quá yêu mến đối với Tống Chiêu Độ, hắn cũng không quan tâm để ý, cũng không muốn nghe rõ ràng. Hơn nữa hắn cũng không lấy việc Sử Lão thích hay không thích ảnh hưởng đến nhận định của bản thân, nên nói. Kỳ thực trưởng ban Tống cũng không dễ dàng gì, im lặng trong 2 năm, một lòng muốn lật đổ Cao Thành Tùng. Cho dù là xuất phát từ tư lợi cũng tốt, hay là công tư vẹn cả đôi đường, thì cũng là làm một việc tốt có lợi cho nhân dân tỉnh Yên. Ta nghe nói. Cậu và hắn liên minh một sáng một tối đánh Cao Thành Tùng trở tay không kịp. Sử Lão không bình phẩm gì về kết luận của Hạ Tưởng, lại hỏi. Không, cháu chỉ là căn cứ vào đại thể, tra được hành vi trái pháp luật của Lệ Triều Sinh. Đúng lúc Lệ Triều Sinh lại kéo theo Từ Đức Tuyền, sau đó Từ Đức Tuyền lại liên lụy đến Vũ Phái Dũng. Mà bọn họ đều là người của Cao Thành Tùng. Nói là trùng hợp cũng được, nói là cố ý cũng có thể. Tóm lại. Trưởng ban Tống cũng là lợi dụng toàn bộ các sự kiện xảy ra để tạo ảnh hưởng. Nếu tìm hiểu được nguồn gốc sẽ thấy có rất nhiều căn cứ bất lợi cho Cao Thành Tùng. Hạ Tưởng thản nhiên cười, rất thản nhiên nói. Sử Lão gật gật đầu. Lật đổ Cao Thành Tùng cũng tốt, 2 năm gần đây hắn quả thật có phần quá kiêu ngạo. Đổ rồi cũng tốt, có lợi cho sự ổn định và đoàn kết của tỉnh Yên. Hơn nữa, Tống Chiêu Độ ngay từ đầu đã dốc sức ủng hộ Đinh Sơn theo con đường chính trị. Cũng như là gián tiếp giúp tôi một việc lớn. Nếu Đinh Sơn không theo con đường chính trị, cũng sẽ không có nó như bây giờ và sự tái hợp giữa nó và Sử Khiết. Từ một phương diện nào đó mà nói, tôi còn phải cảm tạ hắn. Nghe nói hắn đang vận động cho vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Sử Lão hỏi, nhưng không phải là vô tình mà hỏi, trong lòng Hạ Tưởng lập tức có ý đồ. Đúng vậy, trưởng ban Tống bật vô âm tín 2 năm. Với tài cán và năng lực của ông ấy không nắm giữ ban ngành có thực quyền thì thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Ông ấy vốn đang muốn vận động chức phó chủ tịch tỉnh, về sau phó chủ tịch tỉnh Mã khuyên ông ấy có thể nhìn lâu dài một chút, vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ cũng không phải là không có khả năng, trưởng ban Tống liền đổi ý định, tuy nhiên dường như cũng không ít khó khăn. Hạ Tưởng đoán không ra dụng ý đích thực của Sử Lão nên không nhiều lời. Chương 351, Vũ Phái Dũng bị tóm. Ban tổ chức cán bộ chính là bộ phận quan trọng nhất, phụ trách nhân sự, chủ trì phụ trách nhân sự, Tống Chiêu Độ có dụng tâm không nhỏ.
Tuy nhiên theo như tôi nói, hắn rất thích hợp ở bộ máy chính quyền làm những công việc thực sự, còn ở ban tổ chức cán bộ toàn là thi thố mưu mô. Sử lão cười tủm tỉm nói với vẻ thăm dò nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không thể không bội phục ánh mắt tinh tường của sử lão, quả nhiên rất sắc sảo. Trong trí nhớ kiếp trước, Tống Chiêu Độ chính là khởi động từ vị trí phó chủ tịch tỉnh trước, sau đó sẽ từ chủ tịch tỉnh lên bí thư, cũng không từng qua vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ. Hạ Tưởng vẫn chưa nói gì, sử lão lại tiếp tục nói. Tiểu Hạ, cậu giúp tôi nhắn với hắn một điều rằng, nếu như hắn muốn, vị trí ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh có thích làm hay không? Nếu muốn thì tôi còn có thể chắc chắn giúp đỡ được hắn một lần cuối cùng. Nếu như hắn khăng khăng muốn đến ban tổ chức cán bộ thì tôi không đủ lực, tới cuối cùng cũng chỉ có nỗ lực bản thân hắn thôi. Nếu Phạm Duệ Hằng lên làm chủ tịch tỉnh thuận lợi thì nhất định sẽ khuyết một vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Mã Vạn Chính thế chỗ. Nếu Mã Vạn Chính ngồi ở đó thì lại trống một vị trí ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh. Nếu Tống Chiêu Độ nhân cơ hội này đi lên, cũng vẫn có thể xem là một cơ hội tốt. Nhưng vấn đề là Tống Chiêu Độ có thể sẵn lòng vứt bỏ ngai vàng trưởng ban tổ chức cán bộ mà làm một phó chủ tịch tỉnh hay không. Tuy cũng là ủy viên thường vụ giống nhau, nhưng xét về xếp hạng và quyền lực thì phó chủ tịch tỉnh không thể sánh được với trưởng ban tổ chức cán bộ. Cháu sẽ có trách nhiệm nhắn, còn như trưởng ban Tống nghĩ thế nào, cháu vốn không tác động được. Hạ Tưởng nói thật lòng, vừa cười cười với Lý Đinh Sơn. Bí thư Lý, trưởng ban thư ký cao tiếp theo cũng có thể tiến lên một chút không? Ha ha, Tiểu Hạ không ngờ rất nhớ ân tình với người cũ, vẫn còn nhớ rõ Cao Hải thì thật là tốt. Sử lão nở nụ cười, ông đứng ở phía trước một đống lá rụng, xúc động nói. Tôi già rồi, cũng như lá rụng trên mặt đất cuối cùng cũng hóa thành phân bón cho đất đai, đã không còn tác dụng gì quá lớn nữa rồi. Cũng may năm đó tôi tuy rằng mạnh mẽ, tuy rằng tính tình cứng rắn nhưng lại đã giúp đỡ không ít người. Hiện tại nếu nói ra một lời, vẫn còn có chút tác dụng. Chút ánh sáng và nhiệt lượng cuối cùng của tôi cũng nên hiến ra rồi. Thực ra Hạ Tưởng cũng biết, sự tình của Cao Hải cho dù sử lão không ra tay hỗ trợ, chỉ cần Trần Phong, Vương Bằng Phi còn có Phương Tiến Giang nói tốt vài câu, ông ta sẽ thuận lợi lên làm phó thị trưởng. Nhưng sử lão nói thì có ý nghĩa hoàn toàn khác, có thể nói là chuyện không thể thay đổi được nữa, cũng là một liều thuốc an thần cho Cao Hải. Công bằng mà nói Hạ Tưởng đối với Cao Hải vẫn luôn luôn cảm tạ trong lòng. Đã nhắc tới vấn đề tuổi tác, Hạ Tưởng lại hiếu kỳ hỏi một câu. Dường như Phó Chủ tịch tỉnh Mã cùng Cao Lão đều biết ngài. Bọn họ năm đó có từng nhận ân huệ của ngài không? Sắc mặt sử lão hơi đổi, lắc đầu nói. Ân huệ hay không đều là những chuyện xưa cũ quá rồi, không nên đề cập đến nữa. Bọn họ nhớ được những việc tôi tốt là việc của bọn họ, tôi cũng chưa từng nghĩ tới phải đòi họ báo đáp. Được rồi, Tiểu Hạ, về sau cũng đừng nói đến Mã Vạn Chính và Cao Minh nữa. Hạ Tưởng im lặng gật đầu, thế hệ trước họ đều có suy xét riêng, sự việc năm đó xem ra cũng thể kể được rõ ràng trong một hai câu. Buổi chiều, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê trở về Tào gia, sau đó Hạ Tưởng liền gọi cho Tống Chiêu Độ, nói lại toàn bộ lời của sử lão với ông ta. Tống Chiêu Độ nghe xong không có biểu hiện gì khác biệt, chỉ có điều trầm ngâm một lát, nói. Tôi đã biết rồi. Tạm dừng một chút, lại nói. Tiểu Hạ, cuối tuần này ở lại lâu một chút, để ý xu thế trong tỉnh. Ngoài ra, Cao Kiến Viễn đã bí mật bị khống chế, kế hoạch thâu tóm của cậu tốt nhất là tạm dừng một chút, bởi vì rằng sau đó sẽ có một cuộc thanh tra kiểm tra. Hạ Tưởng đã hiểu. Bất động sản Giang Sơn muốn thâu tóm bất động sản Lĩnh Tiên nhất thiết phải qua một cửa kiểm toán. Nguồn gốc tài chính của bất động sản Lĩnh Tiên là một vấn đề. Phải sau khi kiểm tra, xác định được nguồn vốn sở hữu nhà nước không bị thất thoát, hoặc là sau khi giải quyết hết nợ nần thì mới có thể chính thức đối ngoại hoặc đi đầu thầu hoặc bán đấu giá. Còn theo như ý Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đã tới giai đoạn quan trọng là bắt đầu kéo lưới, đã quăng không ít lưới. Chỉ đến khi chính thức thu lưới mới phát hiện được trong lưới có cá lớn hay không. Thứ hai vừa lên ban, Hạ Tưởng chợt nghe đồn Cao Thành Tùng từ chức bí thư tỉnh ủy, tuy là vẫn giữ chức chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, nhưng đã hoàn toàn không còn uy danh nữa. Ông ta phát biểu trên đài, cấp dưới không ai còn biết chăm chú lắng nghe, thậm chí có người còn có người công khai làm ngược lại với ông, lôi ra những sơ hở trong bài phát biểu của ông.